Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 581 một vấn đề ô nhiễm. Ha ha ha, chủ nhiệm Triệu, xem anh khách khí quá rồi. Hôm nay là ngày tốt lành của Ủy ban cải cách, các anh là nhà mẹ đẻ nên ngồi ghế chủ tịch, những người khác căn bản sẽ không được hưởng đãi ngộ này, mời anh ngồi. Trường phòng Lý vừa nói vung tay khiếm tốn với chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu đã trừa ra vị trí này, tất nhiên sẽ không chịu ngồi xuống. Hắn nhiệt tình kéo tay trưởng phòng Lý, thế là hai bên có chút tranh chấp, đúng lúc trưởng phòng Lý quay đầu lại nhìn, thấy Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa. Khi thấy Vương Tử Quân thì trưởng phòng Lý chợt ngây người một lúc, cũng vì vậy mà bị ép người xuống ghế chủ tịch. "Trưởng phòng Lý, đây là chủ nhà, là trưởng ban Trần Đại Giang ban nhân sự phòng lao động thương binh xã hội tỉnh." Chủ nhiệm Triệu thấy trưởng phòng Lý ngồi xuống ghế, động tác của đối phương là quá nhanh, biểu hiện lại an tâm thoải mái điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra chút bức bối. thế nhưng gương mặt vẫn không có chút biểu cảm. hắn nhiệt tình chỉ Trần Đại Giang ở bên cạnh rồi cười ha hà nói. Trần Đại Giang hưng phấn xoa xoa tay chuẩn bị duỗi tay với trưởng phòng lý, chuẩn bị bắt chặt tay vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này. nhưng hắn chặt sát hai tay một lúc lâu mà trưởng phòng lý căn bản không có dấu hiệu đưa tay ra. chẳng lẽ trưởng phòng lý có gì đó không hài lòng với mình? Trần Đại Giang sinh ra cảm giác không yên hắn càng đỏ mặt tía tai càng cảm thấy cực kỳ bất an như đúng lúc này trưởng phòng lý đứng lên đi sang bàn bên cạnh chủ nhiệm triệu cũng không biết chuyện gì xảy ra khi thấy tình huống như vậy cũng không nhịn được nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với trưởng phòng lý vậy là trong lòng tuy mất hứng nhưng cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi chủ tịch vương không thể ngờ ngài cũng ở đây dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trưởng phòng lý cười ha hả đi đến bên cạnh vương tử quân rồi nhiệt tình vươn hai tay ra nói Bàn bên kia vốn không ai thèm quan tâm đến vương tử quân, nhưng khi thấy trưởng phòng lý vươn tay ra thì ai cũng ngây cả người, từng ánh mắt nhìn về phía vương tử quân. Vương tử quân thấy trưởng phòng lý đưa tay ra thì cảm thấy có chút phiền muộn khổ sở. Trước đó khi công tác ở tỉnh đoàn thì vương tử quân cũng có chút quen biết người này, bây giờ thấy đối phương chủ động vươn tay, hắn cũng đương lên nói. Rất vui khi được gặp anh. Chủ tịch vương, anh đi đến nhận công tác ở thành phố Đông Bộ, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay thừa dịp có tiệc vui, chúng ta uống vài ly cho vui. Trưởng phòng lý thấy vẻ mặt bình tĩnh của vương tử quân thì trong lòng khẽ động. Audio điện tử võ tấn bền Bây giờ tuy nhiếp hạ quân đã rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng vương tử quân vẫn không thể xem thường. Rất nhiều người cảm thấy kỳ quái vì tình huống tề chính hồng rơi dụng, trưởng phòng lý là lãnh đạo của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn lại nhìn thấy hình bóng của vương tử quân ở sự kiện này. Tuy đây chỉ là ngờ vực vô căn cứ nhưng chỉ cần một chút như vậy cũng đủ lấy mạng người, dù sao thì đó cũng là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh có cơ hội tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh. Ngoài sự việc liên quan đến Tề Chính Hồng, trưởng phòng Lý càng có chút lo lắng là mình đến huyện Lô Bắc kiểm tra chỉ đạo công tác, vì nghe một bộ hạ cũ phàn nàn mà đứng lên phê bình chủ tịch thiếu của huyện Lô Bắc. Lẽ ra với vị trí hiện tại, trưởng phòng Lý đừng nói là phê bình một vị chủ tịch huyện, dù là phó chủ tịch thành phố cũng hoàn toàn có thể nhưng sau khi rời khỏi thành phố An Dịch thì hắn thật sự muốn mắng chửi phê bình chính mình. Cũng không phải Trưởng phòng Lý thấy mình phê bình sai, chủ yếu là quan hệ giữa Tiếu Tử Đông và Vương Tử Quân. Chính mình lên tiếng mắng chửi tâm phúc của Vương Tử Quân, nếu để cho Vương Tử Quân biết được, không phải sẽ nghĩ là mình tiến về phía hắn đấy chứ. Những ngày qua Trưởng phòng Lý rất lo nghĩ về chuyện này, dù sao Vương Tử Quân cũng không phải người dễ trêu chọc. Trưởng phòng Lý đã qua rồi tuổi cầu tiến, bây giờ chỉ muốn làm hòa thượng một ngày thì gõ mõ một ngày, thành thật ở trên vị trí của mình. Vì thế hắn căn bản không muốn trêu chọc một đối thủ làm cho người ta đau đầu như vậy. Vương tử quân không biết trưởng phòng lý nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt khẽ gật đầu. Trưởng phòng lý thấy vương tử quân cũng không từ chối lời đề nghị của mình, vậy là tâm tình căng cứng cũng có chút thả lòng. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng rất vui vì mình đến tham dự buổi tiệc mừng hôn lễ này. Chủ tịch vương, chúng ta đến bên kia ngồi thôi, vừa đúng lúc tôi muốn giới thiệu cho ngài vài người bạn. Trưởng phòng Lý khẽ gật đầu với chủ nhiệm Triệu đang đi đến, sau đó khẽ nói lời mời với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này cũng không có hứng di chuyển, thế là hắn lắc đầu nói. "Thôi khỏi đi, tôi cảm thấy ngồi đây cũng rất tốt, vì vậy ngồi đây cũng được." Trưởng phòng Lý một lòng với Vương Tử Quân làm cho vẻ mặt nhiều người trở nên khác thường. Bọn họ là người trong thể chế quan trường tỉnh Sơn Nam dù bọn họ phần lớn không biết vương tử quân thế nhưng nhìn vào biểu hiện của trưởng phòng lý cũng đoán được thân phận của vương tử quân là vương tử quân chủ tịch thành phố đông bộ sao người này nghe vào tai giống như sấm nổ bên tai tại sao hắn lại đến chỗ này chủ nhiệm triệu thầm suy đoán thế nhưng hắn vẫn bước nhanh đến nói chủ tịch vương tôi vừa rồi không chú ý khi nào thì chủ tịch vương đại giá quang lâm đến chỗ này vậy anh xem tôi thật sự là có mắt không tròng lát nữa phải tự phạt hai ly mới được vương tử quân cũng không có gì bất mãn với chủ nhiệm triệu hắn cười cười nói với chủ nhiệm triệu tôi cũng chỉ là theo bạn đến đây mà thôi chủ nhiệm triệu cứ bận rộn cũng không cần quan tâm đến tôi làm gì chủ nhiệm triệu thầm nghĩ tôi có thể không quan tâm đến anh sao nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười và dùng ánh mắt hung hăng nhìn trần đại giang đang đứng bên cạnh tỏ ý đây là chuyện tốt anh làm ra rõ ràng lại đưa một vị chủ tịch thành phố như Vương Tử Quân xuống bản bên dưới. Trần Đại Giang lúc này cũng thật sự ngây người. hắn không ngờ người được thông gia nhà mình gọi là chủ tịch huyện bây giờ đã là chủ tịch vương nổi tiếng khắp tỉnh của thành phố Đông Bộ. Chủ tịch huyện và chủ tịch thành phố tuy chỉ kém nhau một chữ, thế nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không phải có thể tính bằng km. Mình sao lại xui xẻo như vậy? Sao lại động vào một con ô long như thế? Tuy Trần Đại Giang rất ảo não nhưng không thể thay đổi được sự thật, thế là vài phút sau, bàn tiệc kia vốn chỉ là hàng thứ yếu dành cho đám bạn bè người thân của chú rể đã được thăng cấp, mà những người ngồi nơi đây được đưa sang bàn chủ tịch. Những người vốn dĩ sẽ ngồi trên bàn chủ tịch, bây giờ tất cả chuyển sang bàn thứ tịch. Trần Đại Giang nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó đi đến bên cạnh thông gia là anh Giang. Tuy hai bên vẫn buôn chuyện như trước, thế nhưng đã khách khí hơn trước đó rất nhiều nếu so sánh với Trần Đại Giang thì anh Giang cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng khiếp sợ vì sự chuyển biến của Chủ tịch Vương. Mới vài năm trôi qua, bây giờ Chủ tịch huyện đã biến thành Chủ tịch thành phố rồi sao? chương 581 hai Vấn đề ô nhiễm Chủ tịch Vương, hai ngày trước tôi đến huyện Lô Bắc kiểm tra chỉ đạo công tác, tôi xem như được mở rộng tầm mắt, tình huống xây dựng huyện Lô Bắc càng làm cho tôi sinh ra cảm giác mới mẻ, nghe nói tất cả đều nhờ vào cơ sở công tác của Chủ tịch Vương vào thời điểm trước trưởng phòng lý cắn hạt dưa rồi cười ha hả nói với vương tử quân vương tử quân cười cười cũng không nói gì trưởng phòng lý lúc này nói những lời như vậy với hắn nếu như không có mục đích gì dù đánh chết thì hắn cũng không tin quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của vương tử quân sau khi nói chuyện vớ vẩn vài câu thì chợt nghe thấy trưởng phòng lý dùng giọng cẩn thận nói con người của tôi có hơi nóng tính có đôi khi không tránh khỏi xúc động có những đồng chí vốn công tác rất tốt thế nhưng tôi lại cho ra yêu cầu quá nghiêm, kết quả là mở miệng phê bình chủ tịch tiếu một trận, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình quá lỗ máng. Trưởng phòng lý phê bình tiếu tử đông, hèn gì hôm nay người này nói chuyện theo kiểu như vậy, nhưng những ngày qua vương tử quân cũng không nghe được bất kỳ những lời nói kể khổ nào từ miệng tiếu tử đông cả. Vương tử quân khoát tay áo nói, trưởng phòng lý không cần quan tâm đến chuyện này, dù sao cũng là vì công tác. Lãnh đạo yêu cầu nghiêm cũng chính là tín nhiệm anh ta. Khi hai người vương tử quân và trưởng phòng lý nói chuyện với nhau thì âm nhạc vang lên du dương, nghi lễ kết hôn chính thức bắt đầu. Trần Độ Hà cực kỳ tinh thần và giang gia kỳ mặc áo cưới màu trắng cùng đứng bên nhau, phía sau bọn họ chính là một người thanh niên mặc tây phục và Lâm Dĩnh Nhi mặc váy dài màu xanh nhạt. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi thật sự giống như một đóa hoa nở ra không một tiếng động, bùng ra mùi hương thơm ngát. Tuy hôn lễ lần này Giang Gia Kỳ là nhân vật chính, hơn nữa Giang Gia Kỳ cũng thật sự không kém ai, thế nhưng đứng trước mặt Lâm Dĩnh Nhi thì trông vẫn kém hơn rất nhiều. Dưới lời nói nhiệt tình của người dẫn chương trình, từng mục hôn lễ được tiến hành. Lâm Dĩnh Nhi lẳng lặng đứng ở vị trí phù dâu, nàng không mở miệng, nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng thi thoảng nhìn về phía mình. Khi kết thúc nghi lễ, Giang Gia Kỳ ném bó hoa trong tay ra, nghe nói bó hoa này rơi vào trong tay ai thì sau đó người kia sẽ là cô dâu. Một tình huống tranh đoạt diễn ra, bó hoa nhỏ bay bổng qua lại, Lâm Dĩnh Nhi đứng yên bất động nhưng lại là người được bó hoa chọn mặt gửi vàng. Chúc mừng phù dâu xinh đẹp của chúng ta, cô ấy đã trở thành chủ nhân của bó hoa may mắn, lúc này chúng ta cùng nhau chúc phúc cô ấy trong tìm được hạnh phúc của đời mình trong tương lai không xa. Người dẫn chương trình thật sự rất có kinh nghiệm, chỉ cần nói hai câu đã làm sống động bầu không khí, sau đó tiếp tục. Các vị khách quý còn độc thân nếu xem trọng vị phù dâu này, xin hỏi các vị có tình nguyện cùng cô ấy đi về phía tương lai tươi sáng không? Nếu đồng ý thì mong mọi người dùng lòng nhiệt tình của mình để bày tỏ với cô phù dâu xinh đẹp. Đám đàn ông trẻ tuổi vốn đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Lâm Dĩnh Nhi, bây giờ nghe được người dẫn chương trình nói như vậy thì càng ồn ào hơn. Không gian rộn rã, thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi vẫn ôm bó hoa tươi và lẳng lặng đứng nơi đó. Lễ cưới dù sao cũng phải tiếp diễn, Lâm Dĩnh Nhi tuy xinh đẹp động lòng người nhưng người dẫn chương trình cũng không muốn cướp đoạt vinh quang của hai người làm chủ bữa tiệc hôm nay. Sau khi hắn nói thêm vài câu thì chính thức khai tiệc. Vương tử quân ăn mà cảm thấy có chút chán nản, thật sự không có nhiều hương vị. Tuy lúc này hắn không biết Lâm Dĩnh Nhi ở chỗ nào, thế nhưng nhìn bộ dạng nàng đứng ngây người ôm bó hoa, hình ảnh này thật sự khắc sâu vào lòng hắn. Cô gái kia thật sự si tình và cố chấp, rốt cuộc em sẽ chờ anh bao năm nữa đây? Vương tử quân uống vài ly rượu, sau đó hắn lấy cớ có việc để rời khỏi hôn lễ. Mưa thu vẫn rơi tí tách những giọt sầu vô tận lúc này giống như từ trên trời bao phủ vương tử quân cái này cho anh khi vương tử quân cảm thấy trong lòng rất đè nén đột nhiên một bóng xanh lóe lên đưa một thứ gì đó nhét vào trong lòng vương tử quân sau đó nhanh chóng phóng đi như bay trong mưa thu bóng xanh chập trờn hương hoa thơm ngát vương tử quân nhìn bó hoa trong tay hắn có chút ngây dại năng lực chấp chính thật sự không phải nằm ở phương diện chính quyền chú trọng cái gì mặc kệ cái gì xử lý hậu quả gì sao Người nghèo bị hao tổn, người giàu có lợi, quan liêu đắc lợi, cải cách cái gì? Chính là thay đổi quan niệm trách nhiệm. Trên màn hình TV là đại hội cán bộ trong hội trường lớn tỉnh Sơn Nam, lúc này quyền chủ tịch tỉnh là Thạch Kiên Quân đang gióng giặc phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt từ bên dưới đài chủ tịch. Vương Tử Quân ngồi trong phòng khách nhìn hình ảnh quen thuộc mà gương mặt có chút ngưng trọng. Tuy lúc này người nói chính là Thạch Kiên Quân, thế nhưng ánh mắt Vương tử quân chủ yếu nhìn về phía Hào Nhất Phong ngồi bên cạnh Thạch Kiên Quân. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão ngồi chính giữa đài chủ tịch, vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta căn bản không nhìn rõ chút biểu cảm nào. Hình ảnh trên TV giống như cũng biết suy nghĩ của vương tử quân, khi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đúng lúc có một đặc tả rất lớn cho hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam trên màn hình. Một lời đặc tả giống như đã nói rõ với mọi người, sau này tỉnh Sơn Nam sẽ tiến vào một giai đoạn mới. Khi vương tử quân đang xem thời sự thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhiều mày, thầm nghĩ kể từ hôm nay xem như chính mình không còn thanh nhàn nữa rồi. Hầu như cứ đến tối là có người đến gõ cửa, trong số này có báo cáo công tác, có báo cáo tư tưởng. Vì vậy nhiều lúc nếu không cần thiết thì vương tử quân căn bản sẽ không ở lại trong căn nhà số 2 thuộc khu nhà dành cho thường ủy thị ủy đông bộ. Tuy không thích nhưng hiện tượng này là rất phổ biến, may mà vương tử quân chỉ ở một mình, nếu như có thêm mạc tiểu bắc, chỉ sợ cũng giống như đám trúc vô bình, mỗi ngày đám người đến nhà có thể nói là rộn ràng như thủy triều. Vương tử quân mở cửa phát hiện người đứng ngoài là Trúc Vô Bình, hắn chợt cười ha hả nói. Bí thư Trúc, anh thật sự là khách quý, mời anh vào nhà. Trúc Vô Bình xách theo một chiếc túi nhựa, hắn đến nhà vương tử quân cũng không tỏ ra khách khí, hắn vừa vào nhà vừa vung với chiếc túi nói. Hôm nay một người thân thích của tôi ở nông thôn có gửi đến hai con chim trĩ, Hi hi, thứ tốt không thể hưởng một mình, thế là đến tìm chủ tịch Vương làm vài ly. Vương tử quân biết Trúc Phu Bình đến tìm mình tuyệt đối không phải chỉ là nhàm chán uống vài ly đơn giản như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không nói rõ ra. Dù hai người quan hệ rất gần, thế nhưng dù sao cũng phải giữ gìn, mà uống rượu chính là phương thức liên lạc tình cảm đơn giản và hiệu quả nhất giữa cánh đàn ông với nhau. chương 581-3, vấn đề ô nhiễm. Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn, anh chúc trước nay tôi đã nghe người ta khen như điếu đổ, nói là chim chi ăn rất ngon, hôm nay mới xem như được hưởng lộc. Cũng may trong nhà tôi còn bình rượu ngon, chúng ta cùng giải quyết. Vương tử quân vừa nói vừa xuống nhà bếp lấy bát đúa, cũng lấy món đậu phộng luộc trong tủ lạnh ra đặt trên mặt bàn. Tuy vương tử quân phần lớn thời gian đều không dùng cơm ở nhà, thế nhưng nhân viên cần vụ phục vụ căn nhà mỗi ngày đều phải dọn rửa nhà bếp một lần, lại càng không quên đặt chút thức ăn vào trong tủ của lãnh đạo. Trúc Phu Bình nhìn vương tử quân lấy rượu ra mà hai mắt sáng ngời. Nếu so sánh với một vương tử quân căn bản không uống được bao nhiêu thì Trúc Phu Bình lại uống rất tốt, nếu không có việc gì cũng phải làm hai ba ly, là người nổi tiếng có tử lượng cao trong ban ngành thành phố Đông Bộ. Là rượu kiếm Nam Xuân 30 năm, Chủ tịch Phương, đây thật sự là thứ tốt, nếu sớm biết chỗ ngài có rượu ngon như thế này thì, hì hì, tôi đã chịu khó đến sớm hơn. Trúc Phu Bình nhìn bình rượu đóng gói đơn sơ rồi cười tủm tỉm nói. Bình rượu này là Tần Hồng Cẩm đến thành phố Đông Bộ đưa cho Vương Tử Quân, hơn nữa cũng không phải chỉ có một chai, là cả thùng. Cũng không biết Tần Hồng Cẩm lấy đâu ra nhiều như vậy. Lúc bình thường Vương Tử Quân căn bản không uống rượu này, lúc này chúc phu bình đến mới đưa rượu ra. Nhưng Vương Tử Quân cũng không dám nói đây là rượu mà Tần Hồng Cẩm đưa đến, dựa theo quy tắc của hắn, những chuyện gì khó nói đều đổ lên người Mạc Tiểu Bắc. Đây là trước đó tôi về thủ đô thăm vợ thuận tiện mượn gió bẻ mang ở chỗ mạc lão gia tử, tìm được một vài chai mang về. Trong lúc tiếp xúc với Vương Tử Quân, Trúc Phu Bình cũng xem như hiểu vài phần về Vương Tử Quân. Lúc này nghe nói đây là rượu lấy từ chỗ mạc lão gia tử, hắn không khỏi dùng giọng nghiêm nghị thành kính nói. Chủ tịch Vương, tôi thật sự bội phục anh, người ta là con rể phải tặng quà cho các vị lão nhân gia, còn ngài thì lại giống như đi ngược lại quy củ thì phải. Vương Tử Quân cười cười, Hắn gắp một miếng thịt lên miệng nhai nuốt, cảm thấy mùi hương thơm ngát bao phủ vòng miệng. Hắn vốn cảm thấy ăn cơm mất ngon, bây giờ chợt hào hứng bừng bừng. "Anh Trúc, món chim chí thật sự rất ngon, nếu có thể phát triển nó thành sản nghiệp, chỉ sợ sẽ là một phương pháp làm giàu tuyệt vời." Trúc Phu Bình lại rót đầy ly cho hai người, sau đó cười nói. "Năm xưa tôi cũng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng chim chí hoang cũng không nhiều, hơn nữa người càng ngày càng đông thì chim chí càng thêm hiếm." Nếu muốn mở rộng phát triển có quy mô thì căn bản là không thể. Tôi cũng đã nghĩ đến phương án nuôi dưỡng nhân tạo, thế nhưng làm như vậy cũng xem như mất đi hương vị thiên nhiên. Vương tử quân căn bản rất thừa nhận câu nói của Trúc Phu Bình, bây giờ người ta nuôi trồng đại trà rất nhiều, nhưng lại thiếu hương vị hoang dại. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Khi chai rượu còn lại phân nửa, Trúc Phu Bình đặt ly xuống nói: "Chủ tịch Vương, Ngài có phát hiện ra không, gần đây người kia đi đến tỉnh rất nhiều lần." Trúc Phu Bình dù không nói rõ đó là ai nhưng Vương Tử Quân lại biết rất rõ ràng, hắn cũng rất chú ý đến lời nói của Trúc Phu Bình. Bí thư Đồng đến tỉnh báo cáo công tác chỉ là một việc rất bình thường, cũng không có gì kỳ quái. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói: "Chủ tịch Vương, chúng ta cảm thấy rất bình thường, nhưng người ta lại không thấy báo cáo như thế là bình thường." Tôi có một đứa cháu công tác ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, hai ngày trước nó vô tình đi ngang qua phòng họp tỉnh ủy, chợt nghe thấy vị lãnh đạo kia đang kể khổ với lãnh đạo tỉnh ủy ở bên trong. Trúc Phu Bình nói đến đây thì đặt ly rượu xuống. Vương Tử Quân khẽ gạt đầu, cũng không nói gì. Bây giờ tình thế ở tỉnh Sơn Nam thay đổi bất ngờ, Đồng Quốc Khánh không nhàn dỗi cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn thật sự không có biện pháp với vấn đề này, chỉ là bây giờ còn chưa quá rõ ràng mà thôi. Không có việc gì, trời sập cũng không có vấn đề." Vương Tử Quân đặt ly rượu xuống cười cười nói với Trúc Phu Bình. Trúc Phu Bình nhìn bộ dạng đầy tự tin của Vương Tử Quân thì trong lòng thầm cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hắn là một thành viên đáng tin của Vương Tử Quân, bây giờ trên trán đã có dấu ấn của Chủ tịch Vương, quan hệ với Chủ tịch Vương chính là cùng chung vinh nhục, cùng phát triển cùng lụn bại. Hắn thật sự cảm thấy áp lực rất lớn với tình thế ở tỉnh Sơn Nam vào thời điểm hiện tại. Tuy lúc này thành phố Đông Bộ vẫn là sóng êm biển lặng, thế nhưng tình huống bình tĩnh thế này chỉ là tạm thời, chờ người kia tích tụ đủ lực lượng, sợ rằng một tình huống xung đột mạnh mẽ đang chờ đón đám người bọn họ. Hôm nay Trúc Phu Bình sở dĩ đến tìm gặp Vương Tử Quân, uống rượu chỉ là tiện thể, đến đây chủ yếu chính là vì muốn liên hệ với Chủ tịch Vương vì tình huống vào giai đoạn này. Vương Tử Quân tỏ ra rất tự tin, điều này làm cho trái tim không yên của hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly. Trúc Phu Bình nâng ly rượu lên cùng với Vương Tử Quân. Thời gian qua nhanh, mới đó mà qua thu đến đông, Vương Tử Quân lúc này mặc áo khoác dày đang lẳng lặng nghe cục phục vụ công báo cáo công tác cung cấp điện nước khí ấm vào cuối năm, đồng thời cũng mở miệng hỏi hai câu với Cục trưởng Ngụy Siêu Tiến về vấn đề cung cấp khí ấm cuối năm cho cả thành phố Đông Bộ. Ngụy Siêu Tiến hơn 40 tuổi, báo cáo với Vương Tử Quân bằng giọng nói to lớn khí thế. Tuy người này đã có vẻ giống như cố gắng áp chế giọng điệu của mình thế nhưng vẫn làm cho người ta thấy cục trưởng ngụy nói khá nhanh. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, cục phục vụ công chúng tôi có lòng tin sẽ làm tốt công tác cung cấp khí ấm từ nay cho đến mùa xuân. Ngụy siêu tiến đối mặt với chủ tịch Vương trẻ tuổi hơn mình lại tỏ ra nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình báo cáo cho ra vấn đề gì đó. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn đang định nói vài câu với Ngụy siêu tiến thì triệu quốc lương gõ cửa đi vào hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân và khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi thị ủy gọi điện thoại đến, nói rằng sẽ tổ chức hội nghị thường ủy mở rộng. Vương Tử Quân nghe Triệu Quốc Lương báo cáo mà chợt sững sờ. Gần đây hắn thấy căn bản không có chuyện gì gấp gáp, vì sao lại mở hội nghị thường ủy mở rộng. Hắn tuy có nghi vấn nhưng chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý rằng mình đã hiểu. Mười phút sau Ngụy Siêu Tiến rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Thái Nguyên Thương đang chờ bên ngoài đã nhanh chóng tiến vào. Chủ tịch Vương, tôi đã hỏi với thư ký trưởng đảng, hội nghị lần này chính là chăm chú học tập chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư hào nhất phong, sẽ bùng lên một phong trào học tập mới ở thành phố Đông Bộ. Thái Nguyên thương ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo. chương 581 4 Vấn đề ô nhiễm Học tập tinh thần chỉ thị của Hào Nhất Phong, khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt hiểu ý tứ của Đồng Quốc Khánh. Cũng nên học tập một chút, Thái Nguyên Thương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà vẻ mặt biến đổi, cũng không có quá nhiều chuyện. Dù sao thì Thái Nguyên Thương cũng thấy không có biện pháp nào để đối phó cho tốt. Học tập tinh thần chỉ thị của lãnh đạo vốn chính là một công tác quan trọng của ban ngành hạ cấp. Còn sự việc này có ẩn giấu thứ gì, dù Thái Nguyên Thương lòng dạ biết rõ nhưng căn bản không thích hợp nói ra. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp, các vị thường ủy thị ủy và phó chủ tịch thành phố cũng đang chờ sẵn ở phòng hội nghị. Khi hắn đi vào trong thì nhóm người Trúc Phu Bình, Triệu Quốc Lương, Lữ Hạ Cường đều khẽ gật đầu. Nhóm La Kiến Cường và Bành Quang Binh tuy vẫn nở nụ cười nhìn về phía hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn vào ánh mắt vui vẻ của bọn họ để thấy được vài thứ gì đó. Đồng Quốc Khánh đến muộn hơn Vương Tử Quân khoảng nửa phút, hắn mặc một chiếc áo khoác rộng, gương mặt như hoa cỏ mùa xuân. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, sau đó nhấp một hớp trà rồi cười nói. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chính là muốn nghiên cứu một vấn đề, đó là tổ chức xâm nhập học tập tinh thần lý luận một đuổi hai vượt của Bí Thư Hào Nhất Phong, kết hợp với tình hình thực tế ở thành phố Đông Bộ, dùng tinh thần chỉ thị của Bí Thư để đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ. Hôm trước tôi đến báo cáo công tác cho Bí Thư Hào Nhất Phong, Bí Thư Hào đã rất coi trọng công tác của thành phố Đông Bộ chúng ta. Anh ấy nói thành phố Đông Bộ tuy phát triển kinh tế rất mạnh mẽ thế nhưng ở những phương diện khác vẫn có tồn tại chút tì vết, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trên nhiều phương diện. Bây giờ phát triển kinh tế không tiến thì lùi, thành phố đồng bộ chúng ta nếu muốn tiếp tục nằm trong danh sách đứng đầu tỉnh Sơn Nam thì không nên ngủ say trên chiến thắng, cần phải có những ý nghĩ to tắt hơn, tìm về hạng mục lớn hơn, dùng hạng mục để kéo tất cả các phương diện khác cùng hoạt động theo. Đồng Quốc Khánh nói đến đây thì khẽ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lướt qua gương mặt các vị thường ủy thị ủy, sau đó chợt nở nụ cười đắc ý. Đồng Quốc Khánh lúc này tích cực dựa vào bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, sự giúp đỡ của bí thư Hào là một thanh kiếm sắc mà đám thường ủy thị ủy nơi đây không dám coi thường. Vào thời điểm quyết định nếu như Đồng Quốc Khánh có thể theo kịp tiến độ của lãnh đạo, như vậy hắn sẽ nắm trong tay con đường tắt để phát triển mạnh mẽ trong quan trường. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt thanh kiếm sắc này, hắn tin chắc đám người đang dựa vào vương tử quân phải quay sang dựa vào mình. Hào Nhất Phong nâng ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó hắn nói tiếp. Thưa các đồng chí, Bí thư Hào Nhất Phong mỗi ngày đều bận rộn tối mắt, toàn tỉnh có nhiều vấn đề và sự việc cần Bí thư Hào giải quyết, nhưng anh ấy vẫn chú ý đến sự phát triển của thành phố Đông Bộ chúng ta. Điều này làm tôi thấy rất cảm động, đồng thời cũng nhận rõ trọng trách gian khổ trên người mình. Nhưng dù là nhiệm vụ gian khổ thì ban ngành thành phố Đông Bộ chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Khi đó tôi đã biểu thị thái độ của mình với Bí thư Hào Nhất Phong, đó chính là thành phố Đông Bộ sẽ kiên quyết chứng thực tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy sẽ tìm hạng mục lớn, sẽ cố gắng để thành phố đông bộ cho ra những cống hiến lớn với sự nghiệp phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Thật sự là gánh nặng đường xa, thưa các đồng chí, thành phố đông bộ chúng ta tuy lấy được thành phố cao thế nhưng vẫn còn kém so với yêu cầu của các vị lãnh đạo tỉnh. Nếu chúng ta đền bù tranh lệch này thì nhất định phải ra sức cố gắng và trả giá lớn hơn, chăm chú học tập tinh thần chỉ thị của Bí Thư Hào, khuếch trương mở rộng ý nghĩ, tìm hạng mục lớn, dùng hạng mục để đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế, Hội nghị lần này Đồng Quốc Khánh không ít lần cường điệu về vấn đề học tập tinh thần chỉ thị của bí thư hào nhất phong, nhưng điều chủ yếu nhất chính là hắn muốn phô bày mối quan hệ thân mật của mình cho tất cả đám thường ủy thị ủy có mặt ở chỗ này biết rõ ràng. Vẻ mặt đám thường ủy thị ủy mà trước nay căn bản chưa quyết định sẽ nghiêng về phía Vương Tử Quân hay Đồng Quốc Khánh chợt biến đổi khá lớn trong hội nghị lần này. Đặc biệt là Hạ Nham Châu mà gần đây luôn dựa vào Vương Tử Quân, hắn liên tục dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh. Vương Tử Quân vẫn bất động ngồi ở phía bên kia, hắn dù đang cười nhưng lại cảm nhận được áp lực vô hình mà Đồng Quốc Khánh mang đến. Là người trong quan trường, nếu như không có người tuyến trên bao phủ thì sẽ là một tín hiệu nguy hiểm. Nếu như lãnh đạo đứng đầu ở tuyến trên lại bao phủ đối thủ của anh, cuộc sống của anh sẽ thật sự rất khổ sở. Đồng Quốc Khánh là kẻ lão luyện quan trường, phương pháp của hắn tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng không nhỏ bây giờ hắn dựa vào mối quan hệ với hào nhất phong để cố gắng biến nó thành lực lượng của mình trong thành phố đông bộ chủ tịch vương kinh tế luôn là trọng điểm công tác của khối chính quyền thành phố anh có gì muốn nói với lời yêu cầu của bí thư hào nhất phong hay không đồng quốc khánh thấy vương tử quân trầm ngâm thì trầm giọng hỏi vương tử quân cười cười nói bí thư đồng vừa rồi nói rất hay tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bí thư đồng sau này trong công tác thì chúng tôi nhất định sẽ chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư hào nhất phong, cố gắng xúc tiến kinh tế thành phố Đông Bộ tiến lên một bước mới. Tuy thật lòng thì Vương Tử Quân không muốn nói những lời thế này, nhưng dưới tình huống hiện tại thì hắn không thể nói gì khác hơn. Hào Nhất Phong dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, Vương Tử Quân dù không quan tâm thế nhưng ở trong trường hợp công chúng thế này cũng phải ra sức giữ gìn hình tượng của lãnh đạo tỉnh ủy. Sau khi Vương Tử Quân nói xong thì Đồng Quốc Khánh lại nói ra vài yêu cầu, tuy lời lẽ tầm thường nhưng thư ký hội nghị lại ghi chép rất chăm chú. Sau khi đi ra khỏi phòng họp thì Vương Tử Quân chợt ý thức được đây cũng không phải hiện tượng gì tốt. Bây giờ Đồng Quốc Khánh đang dựa vào ngọn gió đông của Hào Nhất Phong, đang cố gắng phát động tấn công với mình. Lúc này Vương Tử Quân có nên để lộ bài tẩy của mình là chủ tịch Thạch Kiên Quân ra hay không? Bây giờ Thạch Kiên Quân có thật sự đủ sức để chống lại một vị bí thư tỉnh ủy có lực ảnh hưởng tuyệt đối ở tỉnh Sơn Nam hay không? Vương Tử Quân tự định giá khả năng đối kháng giữa quyền chủ tịch Thạch Kiên Quân và bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, vì mãi suy nghĩ mà hắn chợt phát hiện mình đã đi về đến phòng làm việc. Khi hắn vừa đi vào phòng chưa được bao lâu, đám người Tôn Quốc Lĩnh và Lữ Hạ Cường cũng nhanh chóng đi theo. Khu văn phòng khối chính quyền thành phố và khu văn phòng thị ủy cách nhau không quá xa. Đôi khi nhìn qua cửa kính là có thể thấy được tình huống bên kia. Khi nhóm người Tôn Quốc Lĩnh đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, Đồng Quốc Khánh thông qua cửa kính mà thấy rất rõ ràng. Chương 581 năm vấn đề ô nhiễm. Đảng Hằng đứng bên cạnh Đồng Quốc Khánh, hắn nhìn nụ cười lạnh lẽo trên mặt Đồng Quốc Khánh, trong lòng chợt xuất hiện ý lạnh. Hắn thấy rõ ràng tình huống Tôn Quốc Lĩnh và Lữ Hạ Cường đi đến phòng làm việc của chủ tịch Vương, tất nhiên hắn sẽ hiểu rõ nụ cười lạnh của bí thư Đồng là hướng về ai thư ký trưởng đảng, cậu cảm thấy hội nghị hôm nay có hiệu quả thế nào? Đồng Quốc Khánh lại ngồi xuống ghế sa lông trong phòng làm việc, hắn nở nụ cười hỏi đảng Hằng. Đảng Hằng trầm ngâm dây lát rồi nói. Bí thư đồng, tôi cảm thấy hội nghị lần này chúng ta đã đạt được mục đích dự định. Tôi tin tưởng sau này những người có quan hệ bình thường với Chủ tịch Vương như là trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình sẽ phải phân biệt khoảng cách. Đảng Hằng vừa nói ra ý nghĩ của mình vừa nhìn phản ứng của Đồng Quốc Khánh, từ khi hắn đến thành phố Đông Bộ thì luôn cảm thấy mình và vị lãnh đạo này có khoảng cách không nhỏ, loại ngăn cách này làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, đồng thời cũng ra sức để chữa trị. Cũng vì ý nghĩ này mà đảng hằng nói chuyện hay làm gì trước mặt Đồng Quốc Khánh cũng cực kỳ chú ý, khi hắn thấy vẻ mặt Đồng Quốc Khánh không có biểu cảm gì, hắn biết bí thư đồng không vừa ý với câu nói vừa rồi của mình. Còn những người đi gần với Chủ tịch Vương như bí thư Trúc, tôi cảm thấy chỉ một hội nghị như thế này là căn bản không thể nào đánh động được bọn họ. Thư ký trưởng nói rất đúng, chỉ là một hội nghị thì chỉ có thể làm cho đám cỏ trên đầu tường nghiêng về phía chúng ta mà thôi, nếu thật sự muốn áp chế đám người ngoan cố kia, chúng ta cần có thủ đoạn khác. Đồng Quốc Khánh vỗ vỗ vai đảng hằng rồi trầm giọng nói. Vợ, hôm nay thế nào rồi? Vương Tử Quân lợi dụng thời gian nghỉ ngơi khi tổ chức hội nghị để gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đã có mang được khá lâu, nàng luôn được người trong nhà cho là bảo vật, tự do càng ngày càng ít đi. Không những Mạc Lão Gia Tử cực kỳ coi trọng, thậm chí Vương Gia cũng coi trọng không kém, Vương Lão Gia Tử tự mình đến thủ đô, mẹ Vương Tử Quân là Triệu Tuyết Hoa lại càng được Mạc Lão Gia Tử giữ lại hỗ trợ. Ngoài những vấn đề này, trước nay Mạc Lão Gia Tử căn bản không quá quan tâm đến cuộc sống của Vương Tử Quân nhưng bây giờ lại gọi điện thoại vài lượt. Mạc Lão dùng giọng mù mờ nhắc nhở Vương Tử Quân chú ý tác phong cuộc sống, còn trịnh trọng yêu cầu hắn phải bảo trì trạng thái tâm tình vui vẻ với Mạc Tiểu Bắc. Vương tử quân rất khó ngờ Mạc Lão Gia Tử lại nói ra hai chữ tâm tình như vậy, cũng vì hắn khi đó chủ quan trả lời có chút qua loa, thế là Vương Lão Gia Tử gọi điện thoại đến dậy bảo hơn 20 phút. Vương Lão Gia Tử gọi điện thoại đến mắng cũng xem như làm cho Vương tử quân sáng mắt ra, có thể nói là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Thế nhưng thật sự thì dù các ông không gọi điện thoại yêu cầu thì ngày nào hắn cũng tâm tình với vợ, làm cho nàng cực kỳ vui vẻ. Ôi, hôm nay không biết mẹ nấu món gì, cực kỳ khó nuốt. Mạc Tiểu Bắc vẫn giọng điệu như trước, thế nhưng Vương Tử Quân nghe âm thanh và cảm thấy nàng giống như không muốn xa rời mình. Mạc Tiểu Bắc rõ ràng là một người phụ nữ kiên cường, thế nhưng khi mà thời gian mang thai càng lâu thì lại càng biểu hiện sự nhu nhược của phụ nữ. Trước kia nàng rất ít khi hỏi Vương Tử Quân lúc nào thì về thủ đô, thế nhưng bây giờ mỗi tuần đều hỏi như vậy hai lần. Vương tử quân nghĩ đến tình huống nắm chiếc mũi thon của Mạc Tiểu Bắc, hắn cười cười nói. Em yên tâm đi, ai cũng muốn tốt cho em thôi, mẹ anh nấu những món kia không phải là độc dược đâu mà sợ. Nếu như không phải vì sợ bầu không khí mẫn cảm ở tỉnh Sơn Nam vào lúc này vương tử quân hận một tuần không bay về thủ đô vài lượt, nhưng tình thế ở Sơn Nam vào lúc này căn bản là không thích hợp để hắn bay về. Có câu quan mới lên nhận chức sẽ cố gắng đốt lửa vài lượt, bây giờ hào nhất phong là bí thư tỉnh ủy. Hắn cũng bắt đầu chuẩn bị đốt những đống lửa của mình. Vào thời điểm hiện tại tất cả các thành phố trong tỉnh đều phải chăm chú học tập theo tinh thần chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy, càng có không ít thành phố mở diễn đàn bàn luận về sự phát triển của tỉnh Sơn Nam theo tinh thần chỉ thị của Bí thư hào nhất phong. Em không nói với anh nữa, đúng là không đứng đắn chút nào. Mạc Tiểu Bắc tỏ ra hờn dỗi, dù nói lời bất hòa với Vương Tử Quân thế nhưng cũng không cam lòng cúp điện thoại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vương tử quân nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt khẽ biến đổi, đã lâu rồi hắn chưa được nghe tiếng gõ cửa gấp gáp như thế, bây giờ âm thanh này vang lên làm hắn sinh ra cảm giác không tốt. Vợ, anh có chút chuyện, chúng ta liên lạc sau nhé. Vương tử quân nói với Mạc Tiểu Bắc ở bên kia một câu, sau đó cúp điện thoại. Khi vương tử quân mở cửa thì Lữ Hạ Cường nhanh chóng đi vào, lúc này vẻ mặt Lữ Hạ Cường rất bối rối, hắn vừa thấy mặt vương tử quân thì lớn tiếng nói. Chủ tịch vương, không hay rồi, thôn dân thôn Mạnh Trang đều đã chạy lên tỉnh kêu oan hết rồi. Vương tử quân chợt sững sờ, thôn dân thôn Mạnh Trang. Hắn không có ấn tượng với cái thôn này, nhưng hắn nhìn gương mặt của Lữ Hạ Cường thì giống như chuyện này thật sự không nhỏ. Vương tử quân khoát tay nói với Lữ Hạ Cường, "Chủ tịch Lữ, trước tiên anh không nên gấp gáp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" "Chủ tịch Vương, Mạnh Trang là một thôn ở bên cạnh khu quy hoạch kỹ thuật cao." năm nay không biết vì vấn đề gì mà tôm cá nuôi trồng ở đây bắt đầu chết đi với số lượng lớn hôm trước tôi nghe chủ tịch triệu báo cáo nói là cuối thu người trong thôn sinh ra một hài nhi dị dạng lữ hà cường nhắc ly trà lên uống một ngụm sau đó thở phào một hơi giới thiệu tình huống của thôn mạnh trang cho vương tử quân vương tử quân dù lần đầu tiên nghe nói về vấn đề của thôn mạnh trang thế nhưng cũng biết những chuyện xảy ra trong thôn có liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường hắn thấy lữ hà cường còn định tiếp tục giới thiệu tình huống thế là trầm giọng nói chủ tịch hà cường vì sao phát sinh tình huống này có phải khu quy hoạch kỹ thuật cao đưa về hạng mục nào đó gây ô nhiễm môi trường mà không tuân thủ quy định hay không không phải chủ tịch vương chúng tôi đã điều tra vài lượt cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề nào lữ hà cường có chút trần trừ lúc này lớn tiếng nói với vương tử quân đã kiểm tra các xí nghiệp trong khu quy hoạch kỹ thuật cao không có vấn đề Điều này sao có thể được? Phương Tử Quân nhìn chằm chằm vào Lữ Hạ Cường rồi trầm giọng nói. "Chủ tịch Hạ Cường, phòng tài nguyên môi trường có cho ra kết quả gì không?" "Chủ tịch Phương, phòng tài nguyên môi trường còn đang điều tra." Lữ Hạ Cường nhìn vào mắt Phương Tử Quân rồi dùng giọng có chút chột dạ nói. Lữ Hạ Cường tuy không thẹn với lương tâm ở phương diện này, thế nhưng hắn cũng không quá coi trọng hắn chỉ cho phát triển tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm điều tra xem trong khu quy hoạch kỹ thuật cao có vấn đề gì xảy ra, cũng nói ra yêu cầu với khu quy hoạch kỹ thuật cao, đó chính là lập tức đóng cửa những xí nghiệp gây ô nhiễm. Khi Lữ Hạ Cường cho rằng sự việc không có gì là lớn thì truyền đến tin tức người trong thôn Mạnh Trang đi kêu oan. Hơn nữa lần này người thôn Mạnh Trang không phải đến quận hay thành phố để kêu oan, bọn họ trực tiếp chạy đến cổng khối chính quyền tỉnh. Lữ Hạ Cường nghe được tin tức này mà trong lòng có chút không yên, thế nên hắn mới vội vàng chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. chương 582, một biểu hiện hòa hợp êm ấm, sau lưng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn cầm điện thoại chuẩn bị gọi đi, nhưng còn chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã vang lên. Vương Tử Quân nghe máy, chợt thấy bên trong có người trầm giọng nói. Tử Quân, sự kiện thôn mạnh trang nên cực kỳ coi trọng, tôi vừa nghe nói lần này phòng giám sát tỉnh ủy sẽ phái tổ công tác đến thành phố đông bộ điều tra tình huống ô nhiễm. Tôi cảm thấy đầu mũi rùi của bọn họ sẽ chĩa về phía cậu. Vương tử quân căn cứ vào lời nói của đối phương trong điện thoại mà biết đó là Trần Nguyên Hà, hắn cười cười nói lời cảm tạ với Trần Nguyên Hà, sau đó khẽ nói. Bí thư Trần, lãnh đạo tuyến trên có ý kiến gì không? À, chủ tịch đỗ cho ra chỉ thị, chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, dù là liên quan đến ai cũng sẽ không nương tay, không nhân nhượng nuông chiều, kẻ phải chịu trách nhiệm sẽ không thể cho lọt lưới. Đặc biệt là một vài lãnh đạo có quyền cho ra quyết sách, càng phải cho bọn họ gánh chịu hậu quả mà chính mình gây ra. Trần Nguyên Hà vừa tái diễn chỉ thị của vị phó chủ tịch thường ủy tỉnh ủy Đỗ Kính Thăng, hắn vừa nói tiếp. Bây giờ trong tỉnh đang ồn ào nói đến khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ Bọn họ luôn miệng nói sở dĩ xảy ra chuyện này thì nguyên nhân chủ yếu là cho ra yêu cầu quá cao với vấn đề phát triển kinh tế của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Trần Nguyên Hà nói rất có nghệ thuật, thế nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu, đó chính là một vị chủ tịch thành phố như mình phải phụ trách vấn đề này. Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn rất xem trọng vấn đề ô nhiễm. Hắn luôn nhếch miệng cười nhạt với tình huống đám quan lại chỉ vì truy cầu chiến tích, chỉ cần núi vàng núi bạc mà bỏ qua non xanh nước biếc nhưng hắn không thể ngờ lúc này lại có người nắm trò ô nhiễm để gõ đầu mình. Vương Tử Quân có biết vị phó chủ tịch thường ủy tỉnh ủy Đỗ Kính Thăng vừa mới tiến lên nhận chức, người này tiếp nhận vị trí của bố vợ Vương Tử Quân là Trương Đông Viễn, là nhân vật hàng thứ ba ở khối chính quyền tỉnh, trước nay luôn đi rất gần với Hảo Nhất Phong và Tề Chính Hồng. Bây giờ Đỗ Kính Thăng cho ra chỉ thị như vậy, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác giả vờ múa kiếm, toàn tính tranh công vì sao không có người tình nguyện để cuộc sống của mình yên ổn một chút. Vương tử quân nở nụ cười tự diễu, hắn cho ra chỉ thị với Lữ Hạ Cường đang chờ mình. Chủ tịch Hạ Cường, chuyện này không gấp gáp, chỉ cần khu quy hoạch kỹ thuật cao của chúng ta không phát sinh vấn đề, chúng ta sẽ không sợ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh là hai chuyện, thứ nhất lập tức triệu tập chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao Trương Đảo Long và người của phòng tài nguyên môi trường để họp bàn xử lý vấn đề, yêu cầu bọn họ tìm ra nguyên nhân ô nhiễm trong thời gian 3 ngày, thứ hai tiến hành kiểm tra triệt để tất cả các xí nghiệp tham gia khu quy hoạch kỹ thuật cao, nếu phát hiện xí nghiệp nào không đạt chuẩn với hoàn cảnh môi trường, cho đình công vô điều kiện, sau đó nhanh chóng cho ra phương án chỉnh đốn và cải cách. Lữ Hà Cường giống như thấy được vẻ tự tin trong biểu hiện cực kỳ bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đi xử lý vụ này." Khi Lữ Hà Cường rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân được vài phút, điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân lại vang lên. Hắn nhấc điện thoại lên, bên trong truyền đến âm thanh của Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, tôi là Nguyên Thương. Có chuyện gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi trầm giọng hỏi Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, vừa rồi Chủ tịch Trương của khu quy hoạch kỹ thuật cao gọi điện thoại đến, anh ấy nói Bí thư Đồng đã mang theo 10 vị lãnh đạo các ban ngành vệ sinh môi trường đến thôn Mạnh Trang, anh ấy cũng vừa mới nhận được tin, bây giờ đang chạy đến. Thái Nguyên thương báo cáo bằng giọng điệu không cao, thế nhưng âm thanh lại có vài phần trầm trọng. Đồng Quốc Khánh cũng nhúng tay vào chuyện này, Vương Tử Quân nghĩ lại và cảm thấy nó cũng là điều hợp tình hợp lý. Hắn khẽ cười cười, sau đó nói lời an ủi. Thôn Mạnh Trang đã xảy ra chuyện, Bí thư Đồng xuống thực địa kiểm tra xem xét là rất bình thường đó là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo với vụ việc đang xảy ra. Thái Nguyên thường nghe rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế là hắn cũng không tiếp tục nhắc đến chuyện này, bắt đầu báo cáo các hạng mục công tác khác. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm bản đồ của thành phố Đông Bộ, sau khi tìm được vị trí của thôn Mạnh Trang thì hắn nhanh chóng rơi vào trầm ngâm. Thôn Mạnh Trang ở vùng giáp danh với khu quy hoạch kỹ thuật cao, đồng thời cũng ở vào vùng giáp danh địa giới của thành phố Đông Bộ. Phía đông của thôn có một ngọn núi không tính là lớn với tên gọi là Lạc Vân Sơn, bên phía bên kia là đồng bằng. Khu công nghiệp sản xuất thủy tinh vừa mới tiến vào khu quy hoạch kỹ thuật cao ở cách thôn Mạnh Trang không xa, Vương Tử Quân nhìn khoảng cách giữa thôn Mạnh Trang và khu quy hoạch công nghiệp thủy tinh, một ý nghĩ bùng lên trong lòng. Trong quá trình xây dựng khu công nghiệp thủy tinh thì Vương Tử Quân đã sớm làm tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường, có xảy ra vấn đề gì không? Vương Tử Quân chăm chú quan sát bản đồ hắn nghĩ rằng sự việc này có vấn đề gì đó. 7 giờ tối Vương Tử Quân mở TV lên xem thời sự, Trương Đảo Long với gương mặt mệt mỏi đi đến gõ cửa nhà Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, đáng lý ra tôi cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, thế nhưng sự việc quá quan trọng, tôi cần phải báo cáo rõ ràng với ngài. Trương Đảo Long ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trương Đảo Long, trong lòng biết rõ bí thư Đồng Quốc Khánh xuống khu quy hoạch kỹ thuật cao và thôn mạnh trang kiểm tra thị sát, có lẽ đã làm khổ Trương Đảo Long. Hắn cười cười rót cho Trương Đảo Long một ly trà, sau đó mới nói. Có chuyện gì cứ từ từ nói, trời cũng không sập xuống ngay được. Trương Đảo Long cười khổ một tiếng nói. Chủ tịch Vương, hôm nay bí thư Đồng xuống hỏi thăm ân cần thôn dân mạnh trang. Sau đó cho ra những lời phê bình nghiêm khắc với công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi, nói chúng tôi vì phát triển kinh tế mà không lo nghĩ đến vấn đề an toàn của quần chúng, đây là cái gì? rõ ràng là uống rượu độc giải khát. Anh ấy nói, các anh là quan phụ mẫu của dân, cũng không chú ý cuộc sống của dân. Nói nhẹ thì thất trách như ưng trọng, nói nặng thì đáng giận như tham quan ô lại, cũng có cùng một tâm tính hủ bại. Vì cực kỳ coi trọng công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao, cho nên Vương Tử Quân biết rõ cường độ công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao trong thời gian gần đây, tất cả căng cứng như dây cung kéo đến cực hạn. Một năm qua trương đảo Long Hầu như đặt tất cả tinh lực của mình lên phương diện thúc đẩy khu quy hoạch kỹ thuật cao phát triển, hắn đã trả giá một năm, cuối cùng lại nhận lấy kết quả như vậy, sao không làm cho trái tim của hắn băng giá cho được. Trường 582, 2, biểu hiện hòa hợp êm ấm, sau lưng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đảo Long, anh không cần phải có quá nhiều cảm xúc, có đôi khi lãnh đạo phê bình cũng chính là nhắc nhở thiện ý, có thì sửa, không thì cũng chẳng có vấn đề. Vương Tử Quân cân nhắc lời nói rồi khẽ an ủi. Dù có chút chuyện là mọi người thầm hiểu, thế nhưng cũng không thể không nói rõ ra. Trương Đảo Long nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn vội vàng tỏ thái độ. Chủ tịch Vương, tôi cũng biết lãnh đạo phê bình là muốn chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác, khu quy hoạch kỹ thuật cao để xảy ra chút vấn đề như vậy thì tôi sẽ tiếp nhận phê bình. Nhưng Bí thư Đồng vừa nghe quần chúng địa phương phản ánh sở dĩ phát sinh ô nhiễm môi trường cũng là vì khu công nghiệp thủy tinh ở sát bên gây ra. Thế là không nói hai lời mà trực tiếp yêu cầu đóng cửa khu công nghiệp Thủy Tinh để chỉnh đốn và cải cách, khi nào nghiệm thu hợp cách thì bắt đầu sản xuất. Anh cũng biết rồi đấy, chúng ta cũng không thể chậm hơn được. Trương Đảo Long tự mình đến báo cáo cũng là vì khu công nghiệp Thủy Tinh này, đây là hạng mục trọng điểm mà Vương Tử Quân tự mình nắm giữ, bây giờ Trương Đảo Long bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo, căn bản biến thành một con chuột bị hai bên khinh bỉ. Tuy đứng từ góc độ của Trương Đảo Long thì căn bản không muốn đóng cửa khu công nghiệp Thủy Tinh thế nhưng bí thư đồng đã có lệnh, hắn căn bản không thể không chấp hành. Dù sao thì đồng quốc khánh là bí thư thị ủy, Trương Đảo Long là hạ cấp phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp, nhất định phải làm đúng quy củ. Quan trường chính là như vậy, phục tùng là quy củ quan trọng nhất, cấp dưới phục tùng thượng cấp, phải chấp hành cho đúng. Vương tử quân không nói gì nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn Trương Đảo Long, mà Trương Đảo Long nhìn vào mắt chủ tịch vương cũng cảm nhận được áp lực, thế là lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Năm xưa hắn là tướng mạnh của bí thư Tiết Diệu Tiến, cho dù ở trước mặt bí thư Tiết Diệu Tiến cũng dám nói lớn vài câu, nhưng lúc này Vương Tử Quân nổi giận thì hắn thật sự căng thẳng hơn rất nhiều lần. Đảo Long, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải khu công nghiệp Thủy Tinh có gì không đạt chuẩn không?" Đến khi Vương Tử Quân hỏi vấn đề thì Trương Đảo Long mới thở phào một cái, hắn dùng giọng tin tưởng 10 phần nói: "Chủ tịch Vương, điều này anh cứ yên tâm." Theo yêu cầu của anh thì khu quy hoạch kỹ thuật cao trước nay chưa từng buông lỏng vấn đề môi trường, hoàn cảnh xây dựng khu công nghiệp Thủy Tinh tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Sau khi nghe câu trả lời của Trương Đảo Long thì Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui mừng, hắn trầm giọng nói: Anh có thể đảm bảo khu công nghiệp Thủy Tinh đạt yêu cầu về môi trường, như vậy thì sợ cái gì? Bí thư Đồng cũng không phải là người không nói đạo lý, trên vấn đề này khu quy hoạch kỹ thuật cao các anh chỉ cần liên hệ với Bí thư Đồng là được. Trương Đảo Long thở dài một hơi, vương tử quân tỏ thái độ như vậy cũng không phải quá khó khăn. Hắn tiếp tục báo cáo về tình huống của thôn Mạnh Trang, sau đó nói tiếp. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ngày mai tổ điều tra liên hợp của phòng giám sát tỉnh ủy và sở tài nguyên môi trường sẽ xuống thôn Mạnh Trang điều tra. Ừ, còn có vài thành viên ban ngành khác. Vương tử quân trầm dâm dây lát rồi trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Vương, anh xem ngày mai chúng ta nên có chuẩn bị gì không? Trương Đảo Long trần trừ một chút rồi mới hỏi. Vương Tử Quân biết rõ lời nói cho ra chút chuẩn bị của Trương Đảo Long có nghĩa là gì, hắn khoát tay áo nói. Dựa theo trình tự bình thường là được, chúng ta đã không có vấn đề, cũng không sợ người ta điều tra, biết đâu sẽ có được một vài kết quả không tưởng. Tôi biết rồi, Chủ tịch Vương. Trương Đảo Long bây giờ cũng không muốn có kết quả gì không tưởng, hắn chỉ cần nhất chính là vội vàng giải quyết phiền toái. Nhiều năm tham chính đã làm hắn ngửi được một hương vị khác lạ, chuyện này tương đối khó giải quyết, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Nếu thật sự như lời đồn, tất cả đều chĩa vào chủ tịch Vương, như vậy bọn họ là những người theo sát Phương Tử Quân, đặc biệt Trương Đảo Long là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao lại càng là người há miệng không được. Thời gian trôi qua khá nhanh, hai người nói chuyện với nhau mà không chú ý màn hình tivi chợt chuyển sang phần tin khác, bí thư thị ủy Đồng Quốc Khánh xuất hiện trên màn ảnh. Lúc này Bí thư Đồng đang kéo tay một ông lão nông dân, dùng giọng tràn đầy tình cảm nói: "Ngài cứ yên tâm, chuyện này Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ nhất định sẽ điều tra đến cùng, dù là bất kỳ ai phạm phải sai lầm ở phương diện này thì chúng tôi sẽ không nuông chiều. Hôm nay tôi nói rõ với ngài, lợi ích của quần chúng không phải là việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời, ai dám phá hủy hoàn cảnh của chúng ta, tôi sẽ lấy mũ quan của tên đó xuống." Trương Đảo Long lúc này đứng bên cạnh Đồng Quốc Khánh, hai tay xoa xoa bộ dạng cấp bách đảo long biểu hiện của anh thật sự rất tốt khi trương đảo long cảm thấy lo sợ bất an thì vương tử quân chỉ lên màn hình tv dùng giọng trêu chọc nói chủ tịch vương lúc này tôi cũng không muốn khi trương đảo long lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên vương tử quân cầm lấy điện thoại chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của đồng quốc khánh chủ tịch tử quân bây giờ anh có rảnh không nếu có thời gian thì đến chỗ tôi một chuyến tôi đang ở nhà vương tử quân cười cười nói bí thư quốc khánh tôi bây giờ thật sự không có thời gian đã chạy cả ngày hôm nay vừa mới nằm xuống giường ngài có gì cứ nói qua điện thoại cũng được trương đảo long nhìn vương tử quân với quần áo chỉnh tề hắn vội vàng cúi đầu đồng thời cũng ngồi cách xa một chút giả vờ đang xem tv a à, chủ tịch tử quân tôi là người lớn hơn vài tuổi coi như là anh cũng muốn nói với anh vài câu đó là công tác làm không hết anh ấy, cái gì cũng tốt, đụng phải công tác thì nóng lòng như lửa, vừa muốn nhanh lại vừa muốn làm cho tốt. Anh cũng đừng nên ỉ vào tuổi trẻ mà làm cho nhanh, tiêu hao thể lực, nếu không tương lai sẽ sinh bệnh. Cảm ơn bí thư đồng đã quan tâm, tôi biết nên làm sao. Vương tử quân cười cười nói với đầu dây điện thoại bên kia. Chủ tịch tử quân, hôm nay tôi đi xuống xem xét thôn Mạnh Trang, thật sự là cảm xúc rất sâu. Chúng ta xuất phát từ cái gì để đẩy mạnh phát triển kinh tế? không phải vì tăng thu nhập, vì sự giàu có của nhân dân sao. Nhưng khi phát triển kinh tế cũng khó tránh khỏi tình huống được cái này mất cái kia. Tôi cảm thấy nên dừng lại những xí nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường. Đồng Quốc Khánh trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý của Đồng Quốc Khánh, lúc này hắn cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Bí thư đồng, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của ngài, chúng ta phải điều tra đến cùng đối với những xí nghiệp gây ô nhiễm, tuyệt đối không cho ra tâm lý may mắn. Nhưng trong sự việc này chúng ta cũng không nên uốn cong thành thẳng, dù sao thì đại đa số xí nghiệp vẫn tuân thủ quy củ. Chương 582 3, biểu hiện hòa hợp êm ấm, sau lưng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hai người nhìn qua thì giống như có quan điểm tương đồng, nhưng trên thực tế thì lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, dù là Đồng Quốc Khánh hay Vương Tử Quân cũng hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương là gì. Đồng Quốc Khánh cười cười nói tiếp Ý kiến của Chủ tịch Vương là khá tốt, tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải giải quyết vấn đề, bảo trì đại cục phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ không bị ảnh hưởng, điều này là cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Tử Quân, ngày mai các đồng chí phòng giám sát và sở tài nguyên môi trường sẽ đến thành phố Đông Bộ chúng ta điều tra tình huống, anh cần phải làm tốt công tác tiếp đón. Đồng Quốc Khánh nói đến đây rồi trầm ngâm dây lát, lại nói tiếp. Điều tra lần này có liên quan đến sự phát triển tương lai của thành phố Đông Bộ, chúng ta không thể phớt lờ được. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư đồng yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp thật tốt, hỗ trợ các đồng chí phòng giám sát làm tốt công tác. À, vậy là tốt. Đồng Quốc Khánh lại tham khảo Vương Tử Quân hai câu ở vấn đề tiếp đái, sau đó nói tiếp. Bây giờ ban ngành tỉnh ủy đang trong giai đoạn tiền nhiệm, là thời điểm mấu chốt để thực hiện công tác tiếp quản, thành phố Đông Bộ chúng ta cũng không thể trở thành bó củi để lãnh đạo tỉnh ủy thắp lửa, nếu không thì sau này cán bộ thành phố chúng ta muốn ra ngoài phát triển cũng rất khó khăn, tôi và anh sẽ trở thành tội nhân của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của Đồng Quốc Khánh nhắc đến hai người, thế nhưng người phụ trách lần này lại chỉ là Vương Tử Quân, ai bảo Vương Tử Quân chính là người phụ trách chủ yếu của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hơn nữa khu công nghiệp thủy tinh chính là hạng mục hắn mới kéo về cho thành phố Đông Bộ, đến lúc đó thì Đồng Quốc Khánh căn bản chỉ gánh chút trách nhiệm của lãnh đạo mà thôi. Vương Tử Quân căn bản nhìn rõ mà không vạch trần tâm tư của Đồng Quốc Khánh, hắn cười cười rồi cúp điện thoại. Lúc này Đồng Quốc Khánh căn bản không ngồi trong phòng mà đứng nơi ban công, gió lạnh thổi qua làm cho đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo. Sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Sự kiện thôn mạnh trang cho Đồng Quốc Khánh một niềm vui không nhỏ, sự kiện này được nhiều người coi trọng cũng chính là vì hắn ra tay thúc đẩy. Đồng Quốc Khánh nhìn điện thoại của mình mà có chút trầm ngâm sau đó hắn bấm máy gọi đi chủ nhiệm miêu tôi là đồng quốc khánh của thành phố đông bộ sau khi điện thoại nối thông thì đồng quốc khánh dùng giọng nhiệt tình nói với đầu dây bên kia thế nhưng giọng điệu cực kỳ nhiệt tình của đồng quốc khánh lại được phản hồi bằng giọng điệu dịu dàng nũng nịu chào đồng tiên sinh bây giờ chủ nhiệm miêu đang tắm tôi là người giúp việc nhà anh ấy chút nữa anh gọi lại nhé đồng quốc khánh có tâm tình khá tốt lúc này chợt cảm thấy mình đấm lên bông nhưng người giúp việc vẫn là người bên cạnh chủ nhiệm Nghiêu, bí thư đồng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, vì mình gọi điện thoại không hỏi đối phương là ai mà đã trực tiếp mở miệng rồi. À, chào đồng chí, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại lại. Đồng Quốc Khánh đặt điện thoại trong tay xuống và cảm thấy không thoải mái, với cấp bậc của hắn vốn không nên mở miệng nịnh nọt một vị phó chủ nhiệm cấp phó giám đốc sở. Nhưng bây giờ thì hay rồi, hắn nhiệt tình nhưng không ngờ lại là úp mặt nóng lên mông lạnh. Bí thư đồng thật sự rất bực mình, hắn trầm ngâm dây lát rồi bấm số điện thoại của đảng Hằng. Sau khi nối thông thì hắn trầm giọng hỏi đảng Hằng. Thư ký trưởng đảng, điều tra tình huống của thôn Mạnh Trang thế nào rồi? Bí thư đồng, chuyên gia của phòng tài nguyên môi trường đã cho ra nhận định rõ ràng, thôn Mạnh Trang bị ô nhiễm, nhưng nguyên nhân ô nhiễm còn chưa tìm ra được. Đồng Quốc Khánh cũng không quá coi trọng vấn đề này, tuy đảng Hằng không có mặt nhưng hắn vẫn vung tay theo thói quen nói chỉ cần có thể chứng minh ô nhiễm là tốt, còn nguyên nhân ô nhiễm thì, hì hì. Thôn mạnh trang cách khu công nghiệp thủy tinh không xa, ngoài ra thì chỉ còn một ngọn núi, anh cảm thấy nguyên nhân sẽ là từ đâu ra. Bí thư đồng, ngài nói rất đúng. Đảng Hằng cũng có suy đoán như vậy, dù sao ở gần thôn Mạnh Trang cũng chỉ có khu công nghiệp thủy tinh mà thôi. Thư ký trưởng đảng, hôm nay cậu vất vả rồi. Cậu liên hệ với các đồng chí phòng tài nguyên môi trường A Ai Câu, cùng nhau cho ra biện pháp xử lý ô nhiễm ngày mai các đồng chí phòng giám sát đến thì chúng ta sẽ thừa nhận sai lầm, đồng thời cũng phải cho ra phương án giải quyết. Đồng Quốc Khánh dùng giọng trầm thấp nói. Bí thư đồng cứ yên tâm, bây giờ phòng tài nguyên môi trường đang cho ra phương án, sáng mai sẽ có phương án đưa đến cho ngài. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với đảng Hằng, đồng Quốc Khánh nằm lặng lặng trên mặt ghế, lúc này hắn cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Nhiếp Hà Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam giống như một tảng đá lớn dịch chuyển khỏi đầu đồng quốc khánh. Dù Nhiếp Hà Quân căn bản không lên tiếng quá nhiều ở phương diện tranh đấu của hắn và Vương Tử Quân, thế nhưng chỉ cần bí thư Nhiếp còn tại vị, như vậy hắn và hậu trường của mình cũng cực kỳ bận tâm đến bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hà Quân. Bây giờ mây gió thay đổi, Nhiếp Hà Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, người tiến lên tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy lại chính là vị lãnh đạo không ưa Vương Tử Quân, là hào nhất phong. Vốn Đồng Quốc Khánh không phải chỉ là một lần có ý dựa vào Hào Nhất Phong, thế nhưng đến gần thì Hào Nhất Phong lại tỏ ra rất coi trọng hắn. Không có chuyện yêu vô duyên vô cớ yêu hay hận vô duyên vô cớ, Đồng Quốc Khánh là người lăn lộn quan trường nhiều năm, tất nhiên sẽ không khờ dại cho rằng Hào Nhất Phong coi trọng vì sự xuất chúng của mình. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, những lời này thật sự không sai. Không còn sự giúp đỡ của Nhiếp Hạ Quân, Vương Tử Quân tuy vẫn có người sau lưng nhưng một bí thư tỉnh ủy muốn bới lông tìm bệnh thì dù cho anh có chặt chẽ thế nào chỉ sợ cũng khó thể chạy thoát được, chỉ có thể ảm đạm lui ra mà thôi. Vua Không Ưa thì xưa nay dù là tài hoa thế nào cũng sẽ bị hủy, những người kia căn bản không thể thay đổi được vận mệnh dưới cái nhìn không ưa của thượng cấp, như vậy Vương Tử Quân dù có bản lĩnh cũng căn bản không thể nào thoát kiếp nạn. Xem ra sau này thành phố đông bộ xe tiếp đón thời đại thuộc về Đồng Quốc Khánh Minh. Tút 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 Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh, Đồng Quốc Khánh chợt nhíu mày, sau đó hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua số máy gọi đến, gương mặt vốn mất đi nụ cười lại trở nên tươi vui. "Bí thư Đồng, vừa rồi thật sự xấu hổ quá, khi anh gọi điện thoại thì tôi đang có chút việc bận." Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh vui mừng. "Chủ nhiệm Miêu, ngài quá khách khí rồi, thật sự là tôi gọi điện thoại không đúng lúc mới đúng." Đồng Quốc Khánh khách khí hai câu với Chủ nhiệm Miêu, sau đó nói tiếp: chủ nhiệm Miêu, ngày mai anh đến thành phố Đông Bộ, tôi sẽ cố gắng tận tình địa chủ, nhưng thành phố Đông Bộ chúng tôi chỉ là địa phương nhỏ, nếu có gì không chu toàn thì kính mong chủ nhiệm Miêu bỏ quá cho. chương 582, 4, biểu hiện hòa hợp êm ấm, sau lưng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bí thư đồng, anh xem mình nói gì kìa, nói vậy thì tôi nào có thể chịu đựng được. Chủ nhiệm Miêu tuy nói lời khiêm tốn nhưng ý cười trong lời nói vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Lời nói của Đồng Quốc Khánh làm cho hắn rất hưởng thụ. Nhưng này Bí thư Đồng, cơm ngày mai tôi không dùng được, anh cũng đừng nên hiểu lầm, đây cũng không phải là hướng về phía anh. Tuy tôi dẫn đầu đội ngũ xuống thành phố Đông Bộ nhưng có một số việc cũng là rất bất đắc dĩ. Chủ nhiệm Miêu chỉ nói một nửa câu với ý nghĩa ẩn giấu, thế nhưng hắn tin Đồng Quốc Khánh có thể hiểu rõ vấn đề. Không phải hướng về phía Đồng Quốc Khánh, hơn nữa cơm không ăn, tự mình không làm chủ được. Tổng hợp những tin tức này thì giống như có đại nhân vật yêu cầu xử lý mạnh tay sự kiện ở thành phố Đông Bộ. Đại nhân vật trong miệng chủ nhiệm Miêu sẽ là ai? Đồng Quốc Khánh hoàn toàn có thể đoán ra được. Đồng Quốc Khánh cười cười nói: "Không được uống vài ly với chủ nhiệm Miêu thì thật sự quá đáng tiếc, nhưng chủ nhiệm Miêu lần này gánh trách nhiệm trên vai, là thời điểm biểu hiện, nếu như vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tương lai của chủ nhiệm Miêu, tội của tôi thật sự là rất lớn." Anh cứ khách khí Uống rượu thì lúc nào cũng được, ngày nào anh đến thành phố Sơn Viên họp thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chủ nhiệm Miêu tuy đắc ý nhưng cũng không đến mức quên mình là ai, Đồng Quốc Khánh dù thế nào cũng là bí thư thị ủy Đông Bộ, là người có quan hệ rộng ở tỉnh thành, bây giờ lại đi về phía bí thư hào nhất phong, có thể nói là cơ hội tiến lên trời khá cao, ngày nào đó sẽ là rồng trên mây. Hắn đối mặt với một người có tiềm lực như Đồng Quốc Khánh, tất nhiên sẽ có tâm tình kết giao một phen rõ ràng là tôi phải mời khách sao có thể để cho chủ nhiệm miêu sắp xếp cho được đồng quốc khánh nói rồi giống như nhớ ra điều gì đó anh miêu mọi người đều nói anh ở tỉnh thành quan hệ nhiều đường đi rộng không biết có thể giúp cho tôi một chút được không chủ nhiệm miêu lúc này cũng rất tình nguyện kết giao với bí thư đồng thế là hắn cười cười nói xem bí thư đồng nói gì kia chỉ cần miêu đại phương tôi có thể làm được sẽ tuyệt đối không nói hai lời được rồi tôi sẽ không khách khí là thế này, thành phố Đông Bộ chúng tôi muốn xây dựng một cây cầu ở phía bắc, vô tình không tìm được công ty có tư chất để gánh vác chuyện này. Anh cũng biết khu đô thị phía bắc vẫn luôn là nơi tụ tập đông người nhất của thành phố Đông Bộ, nếu không có cầu thì người xe qua lại chật cứng. Tôi là bí thư thị ủy tuy nhìn trong mắt nhưng lại gấp trong lòng, hận không thể thực hiện ngay hạng mục này, thế nhưng không bột khó gột nên hồ, tìm không được công ty phù hợp. Thế cho nên tôi dù cảm thấy rất gấp gáp nhưng thực chất cũng không có tác dụng. Vì vậy tôi cũng xem như dày mặt yêu cầu chủ nhiệm Miêu giúp đỡ một chút, tìm cho tôi một công ty xây dựng phù hợp. Đồng Quốc Khánh nói bằng giọng điệu vô cùng sốt ruột, nhưng Miêu Đại Phương cũng hiểu bí thư Đồng căn bản không phải là tìm mình hỗ trợ, là ném cho mình một lợi ích lớn. Bây giờ là lúc nào, cóc ba chân khó tìm nhưng người hai chân thì đầy đường, các công ty xây dựng hiện tại đang tranh giành hạng mục lẫn nhau đến mức vỡ đầu tué máu. Một cây cầu cũng không cần kỹ thuật gì quá tiên tiến. Đường đường là một thành phố phát triển như đông bộ lại không tìm ra công ty xây dựng đảm nhiệm hạng mục này sao?" Miêu Đại Phương thầm khen Bí thư Đồng Quốc Khánh không phải là người thường, đồng thời lại nói: "Chuyện của anh Đồng chính là chuyện của tôi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cho ngài, sẽ tìm ra công ty phù hợp." Thông qua giao dịch ngầm hiểu nhau lần này thì tình cảm của hai bên nhanh chóng rơi vào trạng thái ấm nóng, Miêu Đại Phương vốn có vài lời không nói, bây giờ cũng không tiếp tục che giấu. Bí thư Đồng Vấn đề của khu quy hoạch kỹ thuật cao và thôn Mạnh Trang của thành phố Đông Bộ đã được lãnh đạo tỉnh ủy ra chỉ thị xử lý nghiêm túc, trách nhiệm của ai thì người đó gánh vác, ngài cứ yên tâm." Đồng Quốc Khánh cười cười nói, "Chuyện này mong anh Hạ Thủ Lưu Tình, dù sao cũng cùng là người hầu, tôi cũng không muốn hắn bị một hình phạt quá lớn." "Điều này tôi hiểu, bí thư đồng cứ yên tâm." Nhiều đại phương biết rõ ý nghĩ của Đồng Quốc Khánh, hắn cười nhạt một tiếng rồi trầm giọng nói, Đồng Quốc Khánh cũng không nói thêm điều gì ở vấn đề này, hắn nói vài câu đơn giản với Miêu Đại Phương, cuối cùng chợt nghĩ đến vấn đề gì đó. Khu công nghiệp thủy tinh của khu quy hoạch kỹ thuật cao chính là hạng mục trọng điểm mà Chủ tịch Phương kêu gọi đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Sáng mùa đông, mặt trời giống như ngủ dậy muộn, nhưng mới tờ mờ sáng thì đám cán bộ khu quy hoạch kỹ thuật cao đã bắt đầu tập trung trước khu văn phòng. Trương Đảo Long là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, hắn mặc áo lông màu xanh đang phân phối từng hạng mục cho mọi người. Tiếng xe hơi, tiếng mô tô, chuông xe đạp vang lên rộn rã trước văn phòng khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng vài phút sau đã khôi phục lại sự yên ắng như thường. Chủ tịch Trương, ngài đã thức dậy từ 3 giờ sáng, còn một giờ nữa lãnh đạo mới đến kiểm tra, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Đứng bên cạnh Trương Đảo Long chính là chủ nhiệm văn phòng Lưu Minh Thuận của Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch, người này hơn 40 tuổi, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác khôn khéo giỏi giang. Có thể trở thành chủ nhiệm văn phòng đều là tâm phúc của lãnh đạo, Lưu Minh Thuận này đã đi theo Trương Đảo Long nhiều năm, có thể nói là lãnh đạo được Trương Đảo Long một tay nhấc lên. Là người trong quan trường thì ai cũng có dấu ấn trên chán, nếu muốn hai mặt, muốn thay đổi, chuyển đội hình, nói thì đơn giản nhưng muốn thực hiện thì không dễ dàng gì. Làm lãnh đạo sẽ có nhiều lựa chọn ở phương diện tìm người hầu cho mình, mà trong lúc lựa chọn thì lãnh đạo xưa nay thường thích dùng những người không có dấu hiệu của nhóm khác và trung thành với mình. Những kẻ chân dẫm hai thuyền xưa nay căn bản chưa từng có kết cục gì tốt. Những ngày nay Lưu Minh Thuận luôn theo sát Trương Đảo Long, hắn biết rõ áp lực của lãnh đạo vào giai đoạn hiện tại, hắn biết nếu lần này làm không tốt, chỉ sợ lãnh đạo với tương lai bừng sáng sẽ bị đánh rơi xuống vực. Nhưng gió bão lần này có thể tránh được sao? Lưu Minh Thuận là chủ nhiệm văn phòng Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch, hắn biết nhiều tư liệu mà người khác không biết, đặc biệt là hiện trạng ô nhiễm ở thôn Mạnh Trang. Nếu nguyên nhân gây ô nhiễm là khu quy hoạch kỹ thuật cao, như vậy chỉ sợ chờ nhóm người của Trương Đảo Long chỉ có thể là. Lưu Minh Thuận nghĩ đến kết quả cuối cùng mà thật sự không dám nghĩ thêm, nhưng không dám cũng phải cố gắng đối mặt, vì phòng giám sát tỉnh ủy sẽ xuống điều tra sự việc, sáng hôm nay sẽ đến thành phố Đông Bộ. Minh Thuận, cậu tham gia công tác được bao năm rồi? Trương Đảo Long cũng không đáp lại câu nói của Lưu Minh Thuận, hắn chuyển chủ đề sang người Lưu Minh Thuận. Trương 582, năm biểu hiện hòa hợp êm ấm, sau lưng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lưu Minh Thuận có chút kinh ngạc, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Trương, tôi tham gia công tác khi anh là phó chủ tịch xã Tân Phong, tính đến bây giờ đã là 15 năm. 15 năm trước cậu chỉ là một thư sinh đọc sách, 15 năm qua đi cậu đã trưởng thành, trở thành một vị lãnh đạo có tầm nhìn có đầu óc, thật sự là con bà nó thời gian qua nhanh. Trương Đảo Long chợt nói ra một lời cảm khái. Lúc này Lưu Minh Thuận chợt sinh ra cảm giác xấu, 15 năm qua phần lớn là hắn công tác bên cạnh Trương Đảo Long, trong mắt hắn thì Trương Đảo Long luôn là người sôi sụp ý chí chiến đấu. Dù là thời điểm tiết diệu tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Trương Đảo Long cũng không bao giờ dùng giọng điệu trầm thấp như bây giờ. Lúc này Trương Đảo Long bắt đầu cảm khái thời gian qua nhanh, đây không phải ứng với câu nói anh hùng vào tuổi xế chiều sao? Sự việc thật sự rơi vào tình thế khó phản hồi, chẳng lẽ người kia không còn biện pháp nào sao? Lưu Minh Thuận biết rõ chuyện này là điều tra khu quy hoạch kỹ thuật cao, thực chất là lãnh đạo tỉnh ủy muốn điều tra người kia. Không phải bây giờ người kia rơi vào tình huống tự thân khó bảo toàn được rồi sao? Một cảm giác cực kỳ sợ hãi chợt tập kích Lưu Minh Thuận, hắn cảm thấy trong lòng lạnh buốt tràn đầy khí lạnh hắn không thể không siết chặt lấy áo lông của mình lại vô tình lui về phía sau một bước minh thuận chuyện này tôi cảm thấy cực kỳ oan uổng từ khi xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao đến bây giờ chúng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường nhưng thôn mạnh trang lại cho ra vấn đề hì hì lại không tìm ra được nguyên nhân cậu nói xem nếu chúng ta nói không phải là vấn đề của khu quy hoạch kỹ thuật cao sẽ có người tin sao trương đảo long vung hai tay rồi dùng dọn đầy bất đắc dĩ nói chủ tịch trương sự thật là sự thật chỉ cần không phải là chuyện do khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng ta gây ra tôi tin sẽ có thể điều tra ra manh mối lưu minh thuận trầm ngâm dây lát rồi lên tiếng trấn an trương đảo long trương đảo long nở nụ cười vỗ vỗ vai lưu minh thuận sau đó lại cười hì hì nói ý nghĩ của cậu giống với tôi tôi cảm thấy sẽ có thể điều tra ra manh mối lưu minh thuận nhìn vẻ mặt tươi vui của trương đảo long mà chợt sững sờ gần đây trương đảo long tự cho mình là tâm phúc bây giờ chủ tịch trương nói vậy là có ý gì chủ tịch trương trương đảo long khoát tay áo rồi cười nói trước khi sự việc cho ra manh mối thì luôn cần có người gánh vác cậu thấy khổ người của tôi thế nào nếu như gánh vác việc này có thể bị đè sập không lưu minh thuận thật sự cảm thấy run rẩy hắn dù thế nào cũng không ngờ trương đảo long lại nói ra những lời như vậy không phải nói là không ngờ trương đảo long lại cho ra chuẩn bị như vậy đó là chủ động gánh vác tất cả, ôm trách nhiệm lên người mình, có thể thấy hậu quả của sự việc là hoàn toàn khó tưởng và cực kỳ nghiêm trọng. Người mà lãnh đạo tỉnh ủy muốn xử lý chính là vị lãnh đạo thành phố kia, nếu Trương Đảo Long nhận trách nhiệm lên người, như vậy sẽ phá hủy kế hoạch của đối phương. Tuy hiện tại đối phương sẽ không nói gì, thế nhưng vấn đề xử lý sẽ không tử tế và nhẹ tay chút nào. Tương lai, danh tiếng, tất cả mọi thứ của Trương Đảo Long sẽ bị cuốn theo gió bão, tất cả sẽ nát như bụi phấn chỗ tốt duy nhất chính là người kia căn bản không có vấn đề, không bị gió bão quấn lấy người. Không phải người kia nói gì với chủ tịch trương đấy chứ. Lưu Minh Thuận chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, hắn trần chờ dây lát rồi dùng giọng kích động nói. Chủ tịch trương, dù kiểm tra thì trách nhiệm sẽ không phải một mình ngài gánh chịu, hơn nữa ngài hoàn toàn có thể. Lưu Minh Thuận còn chưa nói xong thì đã bị trương đảo long cắt lời, hắn cười cười nói với Lưu Minh Thuận. Minh Thuận, cậu nói gì tôi hiểu rõ, mà sự việc cũng không phải như cậu nghĩ. Chủ tịch Vương không nói cho tôi bất kỳ lời nào về vấn đề trách nhiệm, cũng không nói tôi gánh vác trách nhiệm, tôi sở dĩ muốn gánh chuyện này cũng là vì bản thân tôi tự nguyện. Thành phố Đông Bộ có thể không có tôi, không có Trương Đảo Long, nhưng tuyệt đối không thể không có Chủ tịch Vương. Chúng ta đã quyết định leo lên thuyền của Chủ tịch Vương, sẽ phải cho ra hy sinh khi con thuyền vượt sóng. Lưu Minh Thuận nhìn hình bóng rõ ràng của Trương Đảo Long dưới ánh nắng sớm, cơ thể lạnh lẽo của hắn chợt tràn đầy ấm áp. Hắn không khỏi tự giác đi theo Trương Đảo Long về phía trước. Dù thành phố Đông Bộ có phản ứng gì với tổ liên hợp điều tra của phòng giám sát tỉnh ủy và sở tài nguyên môi trường thế nhưng ở phương diện tiếp đón lại cực kỳ có quy cách. Dưới sự lên tiếng của bí thư đồng, phó bí thư thị ủy Bành Quang Minh và phó chủ tịch thường vụ tôn quốc lĩnh làm đại biểu đi đến vùng giáp danh tiếp đón tổ điều tra được Phó Bí Thư Thị ủy và Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố đi ra nghênh đón rõ ràng là quy cách rất cao với tổ điều tra, Bành Quang Binh và Tôn Quốc Lĩnh tiếp nhận nhiệm vụ, cả hai cũng không dám chậm trễ, sáng sớm đã chạy đến đầu đường cao tốc tiếp đón. Từ thành phố Đông Bộ đến đầu đường cao tốc đi thành phố Sơn Viên cũng không phải quá lâu, lúc này là sáng sớm nên xe rời khỏi đường cao tốc cũng không nhiều. Thư ký trưởng khối chính quyền thành phố là Triệu Nguyên Lôi được sắp xếp đi theo nhóm người Bành Quang Binh, Bây giờ có nhiệm vụ canh chừng đường cao tốc, bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc với tổ điều tra, còn Bành Quang binh lại đang ngồi trên xe của Tôn Quốc Lĩnh. Xe của Tôn Quốc Lĩnh là một chiếc Bitson Bluebird kiểu cũ, tuy xe không tính là quá mới nhưng điều hòa rất tốt, ngồi bên trên cũng không tính là lạnh. Chủ tịch Tôn, tổ điều tra này thật sự là kẻ phá hoại, còn bà nó cũng không phải không chào hỏi bọn họ, thế nhưng cả đám đều tắt điện thoại, làm cho hai chúng ta phải ngồi chờ chỗ này. Bành Quang Minh vừa hút thuốc vừa nói với Tôn Quốc Lĩnh. Nếu so sánh với Bành Quang Minh thì ánh mắt Tôn Quốc Lĩnh có chút không yên, dù sao thì lần này xuống điều tra cũng liên quan đến vấn đề một phái của bọn họ còn có thể tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ hay không. Nếu sự việc bị đổ lên đầu chủ tịch Vương, chỉ sợ thời gian của bọn họ ở thành phố Đông Bộ sẽ rất là khổ sở. Người ta là lãnh đạo thượng cấp, chúng ta dù không vui cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Bí thư Đồng không phải đã nói rồi sao? chúng ta nhất định phải tiếp đón lãnh đạo của tổ điều tra cho tốt. Tuy trong đầu nghĩ đến chuyện ô nhiễm của thôn Mạnh Trang nhưng Tôn Quốc Lĩnh cũng không chậm trễ trong lúc lên tiếng với Bảnh Quang Binh. Tôn Quốc Lĩnh là người lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn là người giỏi tránh nặng tìm nhẹ, rất có kinh nghiệm. Phi, cái gì mà lãnh đạo, thuần túy chỉ là cầm lông gà làm lệnh tiến, khi chúng ta công tác ở tỉnh ủy, chỉ sợ bọn họ còn chưa mặc quần. Bành Quang Binh ném điếu thuốc lên gà tàn trong xe rồi hùng hổ nói. Tôn quốc lính cũng có tâm tình mâu thuẫn với tổ điều tra, nhưng lúc này hắn cũng không mắng như bành quang binh, chỉ khẽ dựa lưng lên ghế mà thôi. chương 583, một nổ lốp. Quốc lính, sự việc thôn Mạnh Trang có phải rất nghiêm trọng không? Bành quang binh nhìn thoáng qua tôn quốc lính rồi dùng giọng ân cần hỏi han. Tôn quốc lính nhìn vẻ mặt ân cần của bành quang binh, hắn có chút trần chờ, sau đó cười nói. Có lẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt rồi, sáng sớm hôm nay tôi đi ăn cơm gặp chủ tịch vương anh ấy ăn một hơi ba cái bánh bao nhìn qua thấy anh ấy cực kỳ ung dung bình tĩnh căn bản là không có chuyện gì nói ra thì chủ tịch vương thật sự không đáng vì sự phát triển của thành phố đông bộ mà kéo về nhiều hạng mục bây giờ lại bị đánh cờ lê lên đầu làm nhiều thì bị trách móc không làm thì có khuyết điểm đây không phải đả kích tính tích cực của người ta sao tôn quốc lĩnh chỉ cười cười mà không nói gì nhưng hắn biết rõ ràng sự việc không đơn giản như những lời của Bành Quang Binh Bây giờ tổ điều tra còn chưa liên lạc với bọn họ Rốt cuộc sự việc này là thế nào Ai cũng có thể đoán ra được Hai người bọn họ tuy có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân Nhưng giữa hai người lại không có giao tình Thế cho nên Tôn Quốc Lĩnh vẫn phải kín miệng ít nói ở phương diện này Khi hai người nói chuyện với nhau Triệu Nguyên Lôi được sắp xếp đứng ngoài chờ vội vàng đi đến Bí Thư Bành, Chủ tịch Tôn đã có vấn đề xảy ra Người của tổ điều tra không xuống xe ở đầu này, bọn họ đã xuống ở con đường phía nam. Triệu Nguyên lôi cũng bất chấp quy củ, hắn kéo cửa xe và nói với hai người Bành Quang Binh ở bên trong. Bành Quang Binh và Tôn Quốc Lĩnh nghe xong lời của Triệu Nguyên lôi thì chợt sướng sờ, tổ điều tra làm trò gì vậy? Bành Quang Binh đưa mắt nhìn Tôn Quốc Lĩnh, sau đó trầm giọng nói. Nguyên lôi, tin tức chính xác không? Chủ tịch Tôn, thật sự rất chuẩn, vừa rồi tôi đã liên hệ với một người bạn học đang công tác ở phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh ủy, đã biết được biển số xe của tổ công tác, cũng đã liên lạc với các trạm thu phí, đã xác nhận tình huống bọn họ đi qua cửa Nam. Triệu Nguyên lôi nói với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, thật sự không chút nghi ngờ. Hai người bành quang binh đều không nghi ngờ gì về lời nói của Triệu Nguyên lôi, lúc này bọn họ đã đoán được ý đồ của tổ điều tra, đó chính là trước tiên không tiếp xúc với chính quyền thành phố Đông Bộ, trực tiếp đến thôn Mạnh Trang nắm tư liệu vào trong tay. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Triệu Nguyên Lôi đang chờ chỉ thị chợt nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nói với hai người bành quang binh. Là trưởng ban lý của phòng giám sát. Anh nghe máy đi. Bành quang binh khẽ khoát tay nói với Triệu Nguyên Lôi. Triệu Nguyên Lôi không dám trần chờ, hắn nhanh chóng bấm phím nghe, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng đàn ông trầm bồng. Là thư ký trưởng Triệu phải không, tôi là Lý Hoa Trọng. Ôi, chúng tôi đi lầm đường, lái xe không nhìn rõ biển hiệu, trực tiếp chạy vào đường rẽ ở phía nam, thật sự xấu hổ quá, đã để các anh mất thời gian chờ đợi. Trưởng ban Lý, không có gì cả, đó là do chúng tôi sắp xếp không chu toàn. Bây giờ các vị ở nơi nào, Bí Thư Bành và Chủ tịch Tôn sẽ đến đón các vị lãnh đạo. Không cần nghinh đón, lúc này chúng tôi xem như chó ngắp phải ruồi, đi thẳng đến thôn Mạnh Trang, dứt khoát làm xong việc một thể. Lý Hoa Trọng nói xong những lời này thì cúp điện thoại, Triệu Nguyên lôi đưa mắt nhìn hai người bành quang binh, ba người nhìn nhau, thật sự ngây cả người tổ điều tra đã đến thôn Mạnh Trang. Khi Vương Tử Quân nhận được báo cáo thì đang ngồi thương lượng với Bí Thư Đồng về việc xử lý sự kiện của thôn Mạnh Trang. Trong quá trình bàn bạc thì Đồng Quốc Khánh tỏ ra rất rộng lượng, nói hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ, sẽ chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, đồng thời cũng sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm về mình đồng quốc khánh nói như vậy mới mục đích gì thì vương tử quân hiểu rất rõ hắn cảm khái với trò đùa giỡn của đồng quốc khánh đồng thời còn nghiêm trang tỏ ra cảm động vì thái độ lấy đai cục làm trọng của bí thư đồng vào thời điểm mấu chốt như thế này thực tế hai người bọn họ đều hiểu rõ lòng giả của nhau chuyện này vốn là vương tử quân làm ra cho dù đồng quốc khánh có thừa nhận sai lầm và trách nhiệm như thế nào thì gậy gộc vẫn đổ ập lên đầu vương tử quân anh nói tổ điều tra đã đến thôn mạnh trang rồi sao à tôi biết rồi Vương Tử Quân khẽ nói với Bành Quang Binh ở đầu dây bên kia. "Chủ tịch Vương, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Đuổi theo hay là?" Bành Quang Binh có chút do dự, hắn khẽ xin chỉ thị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, "Trời muốn mưa, cô gái muốn lấy chồng, nếu bọn họ đã không cần chúng ta hỗ trợ, như vậy chúng ta cũng không cần dán mặt nóng lên mông lạnh, cứ để tùy ý bọn họ, các anh quay về đi." Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Bành Quang Minh và Tôn Quốc Lĩnh ở đầu dây bên kia đưa mắt nhìn nhau, thật sự không biết làm sao hơn. Chủ tịch Vương đã không quan tâm đến tổ điều tra, điều này nói rõ cái gì. Chỉ có hai khả năng, ngoài 10 phần nắm chắc xử lý sự kiện lần này thì chỉ có thể là vò sứt lại mẻ. Nhìn qua các dấu hiệu hiện tại, thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Bí thư bành, ngài nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Tôn quốc lĩnh do dự một chút rồi khẽ hỏi. Bành Quang Vinh dùng ánh mắt tức giận nhìn Tôn Quốc Lĩnh, lúc này mới trầm giọng nói. "Chủ tịch Tôn, anh cũng không phải không nghe thấy những lời chỉ thị của Chủ tịch Vương, lãnh đạo sắp xếp như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế là được. Lúc này anh còn muốn phát triển mở rộng công tác thế nào đây?" "Chủ tịch Vương, chúng ta không quan tâm đến tổ điều tra, như vậy có phải quá kỳ cục rồi không?" Đồng Quốc Khánh nghe được lời nói của Bành Quang Vinh với Vương Tử Quân, hắn chờ Vương Tử Quân cúp máy thì trầm giọng hỏi: Vương Tử Quân vuốt tóc nói: "Tổ điều tra đến để điều tra về tình huống của thôn Mạnh Trang, xem chúng ta có phạm sai lầm ở phương diện phát triển kinh tế hay không. Bí thư Đồng chưa nói đến những vấn đề gì khác, dù sao chúng ta cũng phải tránh thị hiềm. Nếu tổ điều tra đã không yêu cầu chúng ta đi theo, chúng ta cũng không cần phải theo." Đồng Quốc Khánh cũng không quan tâm đến vấn đề này, hắn thấy dù sao thì mình cũng là người thắng cuộc, dù thế nào đi nữa thì thắng lợi cũng trong tay mình chính mình cần gì phải quan tâm những trò mèo này. Đồng Quốc Khánh có những ý nghĩ như vậy, thế là hắn cũng không kiên trì quan điểm của mình, hắn khoát tay với Vương Tử Quân rồi cười nói. Đã như vậy thì chuyện này tôi sẽ giao cho Chủ tịch Vương Toàn quyền phụ trách. chương 583, 2, nổ lốp. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn khẽ ngồi dựa lên lưng ghế salon, bộ dạng rất ung dung bình tĩnh. Vương Tử Quân ở bên này đang cực kỳ ung dung thư thái, nhưng chủ nhiệm Miêu Đại Phương đến thôn mạnh trang điều tra thông tin lại thật sự không được tốt cho lắm. khi xe của bọn họ dừng lại ở đầu thôn, sự việc phát sinh tiếp theo làm cho chủ nhiệm Miêu cực kỳ mất hứng. đoàn người vừa mới xuống xe thì có vài đứa trẻ chơi ở đầu thôn chạy đến. đám trẻ nông thôn căn bản cũng không biết được gì nhiều, bây giờ đột nhiên thấy nhiều người đi đến thôn thì dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm. này các cháu, chú hỏi các cháu một vấn đề, xem ai thông minh nhất có thể trả lời được ai có thể nói cho chú biết, nhà trường thôn của các cháu ở chỗ nào không? Miêu Đại Phương nhìn đám trẻ ăn mặc rách dưới, trên mặt cố gắng nở nụ cười thân thiết, sau đó hắn hỏi đám trẻ. Một đứa bé 4 năm tuổi dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Miêu Đại Phương, nó ngừng lại một phút rồi mới nói. Ôm, ôm một cái. Miêu Đại Phương nhìn đứa bé với quần áo bẩn thỉu, móng tay đầy bùn đen thì trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét nhưng tổ điều tra của bọn họ không phải đều là người của phòng giám sát tỉnh ủy, còn có người của sở tài nguyên môi trường, nếu như mình không thỏa mãn được nguyện vọng của đứa bé, chỉ sợ người ta nói ra sẽ trở thành đòn tấn công mãnh liệt với mình. Chính mình còn trẻ, thôi thì cũng cần phải cố gắng làm ra vẻ một chút, bẩn một chút cũng không là vấn đề. Miêu Đại Phương nghĩ như vậy mà hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngừng thở ôm đưa bé lên. Đám nhân viên công tác trẻ tuổi đi theo thấy chủ nhiệm Miêu có hành vi gần dân như vậy, thế là không khỏi lấy máy ảnh ra, chuẩn bị chụp hình. Nhưng đám người kia còn chưa chụp xong thì nước mũi đưa bé đã chảy ra như suối, nước muối với hai màu xanh trắng lẫn lộn vào nhau dính lên ngực chủ nhiệm Miêu. Chủ nhiệm Miêu nhìn chiếc áo khoác trị giá vài ngàn của mình bị dính nước muối của con nít, hắn hận không thể ném quách đứa bé này ra ngoài. Lúc này đứng trước mặt bao người, Miêu Đại Phương tuy cực kỳ không thoải mái nhưng cũng rất bất đắc dĩ, hắn cố gắng cười cười nói: xem ra tôi rất có duyên với trẻ con ha 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 người khác cũng cười theo một nữ đồng chí của phòng giám sát thấy chủ nhiệm miêu như vậy thì vội vàng lấy khăn ướt ra lau mớ nước mũi xanh trắng trên áo khoác của lãnh đạo nước mũi đã được lau xong thế nhưng dấu vết của nó vẫn còn thật sự khó thể nào xóa đi được miêu đại phương nhìn những vệt nước mũi trên áo dạ dày như sóng cồn sinh ra cảm giác buồn nôn sáng sớm hắn được ăn món miếng thịt heo bây giờ nghĩ lại mà thấy bụng dạ cồn cào không được ói, không được nôn mửa trước mặt mọi người, như vậy là rất mất mặt. Ý chí thật sự có tác dụng cực mạnh, Miêu Đại Phương cố gắng dùng ý chí kiên định của mình để áp chế, cuối cùng những thứ vọt lên đến cổ cũng bị đè xuống. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là lãnh đạo tổ điều tra không? Hai người đàn ông hơn 40 từ trong thôn đi ra, bọn họ thấy nhóm người Miêu Đại Phương thì tươi cười tiến lên đón chào. Miêu Đại Phương thấy hai người kia không phải dân chúng, thế là nhìn thoáng qua rồi hỏi. Tôi là chủ nhiệm Miêu Đại Phương của phòng giám sát tỉnh ủy, hai anh là người thôn Mạnh Trang sao?" Người đàn ông đứng bên trái nghe xong lời nói của Miêu Đại Phương thì vội vàng cười nói: "Chúng tôi là cán bộ hiệp hội quản lý khu quy hoạch kỹ thuật cao, vị này chính là chủ nhiệm triệu của khu quy hoạch." Người đàn ông này còn chưa nói xong thì đã bị Miêu Đại Phương dùng giọng lạnh lùng nói: "Lúc này là giờ hành chính, chủ nhiệm triệu không ở trong phòng làm việc xử lý công tác, sao lại chạy đến thôn Mạnh Trang?" Chủ nhiệm Triệu dù thế nào cũng là một nhân vật ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, lúc này cấp dưới bị người ta nói một câu mà nghẹn học, thế là thật sự không nhịn được. Nhưng hắn biết nhóm người Miêu Đại Phương nhận lệnh của tỉnh ủy đi xuống điều tra sự việc, thật sự không thể đắc tội. Thế là hắn áp chế cơn giận, sau đó dùng giọng khách khí nói. Các vị lãnh đạo, chúng tôi biết rõ các vị lãnh đạo đến khu quy hoạch kỹ thuật cao kiểm tra chỉ đạo công tác, vì vậy dựa theo chỉ thị của lãnh đạo để đến đây phối hợp để xem lãnh đạo có gì cần trợ giúp hay không. Phối hợp, hư, chúng tôi tuân lệnh của tỉnh ủy đến điều tra sự kiện ô nhiễm ở thôn Mạnh Trang, các anh phối hợp với chúng tôi sao? Các anh phối hợp thế nào? Bây giờ tôi nói cho các anh biết, mời các anh ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ phản ánh với thượng cấp là các anh cố ý làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra của chúng tôi. Nhiều đại phương dùng những lời cực kỳ nghiêm khắc để phản hồi hai cán bộ khu quy hoạch kỹ thuật cao, hắn nhìn đám thôn dân đang vây quanh rồi tiếp tục nói. Quần chúng đến phản ánh tình huống với lãnh đạo là không dễ dàng, lần này chúng tôi đi xuống chính là xem xét lời nói của dân, xem xét dân ý, điều tra sự việc thật sự rõ ràng, để lãnh đạo cho ra quyết sách xử lý vấn đề liên quan đến nhân dân. Chủ nhiệm triệu nhìn gương mặt của Miêu Đại Phương, hắn cười cười nói. Chủ nhiệm Miêu, chúng tôi ở đây vốn muốn giúp các đồng chí điều tra vấn đề, thay lãnh đạo sắp xếp các vấn đề phát sinh như ăn ở nghỉ ngơi. Những thứ này không cần các anh lo lắng, trước khi đi chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chủ nhiệm triệu, mời anh đưa người của mình rời khỏi chỗ này. Miêu Đại Phương khoát tay dùng giọng không kiên nhẫn nói. Chủ nhiệm triệu rất khó xử, hắn biết rõ tầm quan trọng của mình, thế nên sau khi dò dự một lúc thì lui ra lén gọi điện thoại cho Chủ tịch Trương Đảo Long. Nếu bọn họ đã không cần, vậy các anh lui ra. Trương Đảo Long nói rất bình tĩnh, căn bản giống như chẳng có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Chủ nhiệm triệu vốn cho rằng Trương Đảo Long sẽ chỉ thị cho mình nghĩ biện pháp, hoặc tự mình xuống đây xử lý vấn đề, sẽ cố gắng giữ người của mình ở lại. Không ngờ Trương Đảo Long dùng giọng không quan tâm để nói như vậy, để cho người của mình rời khỏi thôn Mạnh Trang. Đây là có chuyện gì? Chủ nhiệm triệu tuy cực kỳ nghi hoặc nhưng Trương Đảo Long đã phân phó rõ ràng, thế là hắn dùng giọng đơn giản cáo từ Miêu Đại Phương, một lát sau 10 vị cán bộ ở thôn Mạnh Trang đã đi sạch sẽ. Anh là thôn trưởng của thôn Mạnh Trang sao? Tôi nói rõ với anh, vấn đề mà anh phản ánh được lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ coi trọng, đã phái chúng tôi xuống thực địa điều tra, xem xét tất cả những tình huống. Tôi hy vọng anh thật sự cầu thị phối hợp điều tra với chúng tôi, cho lãnh đạo một câu trả lời thỏa đáng, để lãnh đạo có thể căn cứ vào đó để cho ra quyết sách chính xác, do đó có thể giải quyết được vấn đề của thôn chúng ta. Trước đó Miêu Đại Phương dùng giọng lạnh lùng nói với chủ nhiệm Triệu, nhưng hắn lại hiểu rõ nhiều tình huống cơ sở, hắn đối mặt với cán bộ của thôn Mạnh Trang thì tỏ ra cực kỳ bình dị gần gũi. Hắn biết rõ nếu muốn thuận lợi hoàn thành điều tra lần này, nếu chỉ dựa vào bọn họ thôi thì không được, còn phải phối hợp thật tốt với người trong thôn mới xong. chương 583, 3, nổ lốp. Quả nhiên vị trưởng thôn Mạnh Trang tên là Mạnh Lão Xuyên nghe xong lời nói của chủ nhiệm Miêu Đại Phương thì kích động dưa bàn tay khô gầy ra, nhiệt tình hoan nghênh đám người miêu đại phương kính mời chủ nhiệm miêu đại phương về nhà ngồi nói rằng ngoài trời rất lạnh miêu đại phương tất nhiên sẽ sảng khoái đồng ý lời mời của mạnh lão xuyên nhưng khi đi vào nhà của anh mạnh thì hắn chợt hối hận nhà anh mạnh nuôi trâu nhiều nhất thôn mùi cứt trâu thật sự rất khó chịu miêu đại phương cố gắng áp chế chính mình cùng nhóm người tổ điều tra ngồi xuống ghế sau một lúc nín thở cuối cùng bọn họ cũng phải thích nghi với hoàn cảnh cũng may năng lực thích nghi của con người là rất lớn chỉ sau một thời gian ngắn thì đám người bọn họ đã thích ứng được. Thôn Mạnh Trang toàn lực phối hợp với yêu cầu của tổ điều tra, dưới sự phân công của Miêu Đại Phương thì người của Sở Tài nguyên Môi trường phụ trách vấn đề xem xét ô nhiễm nguồn nước trong thôn, còn nhân viên của phòng giám sát thì chủ yếu phụ trách công tác nói chuyện với thôn dân. Miêu Đại Phương ngồi trên mặt ghế nhìn đám thôn dân chung quanh, trong lòng cực kỳ đắc ý. Đám thôn dân kia phản ánh vấn đề giống như kiếm sắc rời khỏi vỏ nếu đến thời cơ thích hợp thì những thứ kia sẽ tuôn ra xuyên thẳng vào chỗ hiểm của đối phương chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo đã phân công như vậy miêu đại phương sẽ có cơ hội xuống tuyến dưới rèn luyện hắn công tác ở trong ơ quan tỉnh ủy nhiều năm nhìn thì có vẻ đầy ánh hào quang thế nhưng lại không có bao nhiêu lợi ích thực tế hơn nữa càng lên cao thì con đường đi càng khó khăn chỉ có thể xuống tuyến dưới rèn luyện mà thôi nếu như mình xuống thành phố đông bộ thì sẽ là rất tốt dù sao hắn cũng có quan hệ với bí thư đồng, hơn nữa kinh tế của thành phố Đông Bộ là rất tốt, chính mình nếu công tác vài năm và tạo ra chiến tích, biết đâu. Miêu đại phương có ý nghĩ như vậy, thế là hắn càng cảm thấy nó cực kỳ tốt. Nếu hắn muốn thực hiện con đường này của mình, hắn phải thanh lý những kẻ chặn đường. Trưởng thôn Mạnh, những năm qua thu nhập của nhân dân thế nào? Miêu đại phương rút một điếu thuốc mời Mạnh lão xuyên rồi cười hỏi. Mạnh lão xuyên tiếp nhận điếu thuốc Lão vừa đốt thuốc vừa cười nói Thật sự không tệ, những người già chúng tôi ở nhà nuôi cá nuôi trâu không có vấn đề Người trẻ thì vào làm công nhân xí nghiệp, chịu khổ một chút cũng kiếm được hơn 2.000 một tháng Nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự rất tốt Nhiều đại phương vốn cũng không có phản ứng gì với những lời nói như thế này của Mạnh Lão Xuyên Nhưng lời nói sau đó của anh Mạnh lại làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái Mạnh Lão Xuyên nói thế này nói ra cũng phải cảm ơn đảng ủy chính quyền cho ra chính sách tốt, nếu như không đầu tư xây dựng nhiều xí nghiệp, chỉ sợ người trong thôn phải chạy ra ngoài làm công. Bây giờ thì tốt, có nhà có cửa lại không phải chạy ra ngoài công tác, kiếm được tiền nhiều hơn, ai cũng vui vẻ sung sướng. Trường thôn mạnh, tư tưởng của anh có vấn đề, anh là thôn trưởng, anh nắm vấn đề thu nhập của dân, thế nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe của dân. Nếu con người không khỏe mạnh, như vậy kiếm được nhiều tiền thì được gì? anh xem xét lại đi có phải như vậy không đúng đúng vậy mạnh lão xuyên thấy miêu đại phương sụ mặt xuống lão còn trông mong vị lãnh đạo này xử lý vấn đề của thôn mình thế là nhanh chóng lên tiếng đồng ý miêu đại phương cũng không có hứng thú nói chuyện với mạnh lão xuyên ánh mắt hắn nhìn khắp bốn phía khi hắn miên man say nghĩ thì một cán bộ khoa viên đi đến chủ nhiệm miêu vừa rồi có người nói năm ngoái trong thôn có một ca sinh dị dạng thai nhi chết trong bụng mẹ tên cán bộ khoa viên khẽ thì thầm bên tai Miêu Đại Phương. Có một thai nhi chết dị dạng. Miêu Đại Phương vừa mừng rỡ thì chợt nghĩ đến thời gian mà viên cán bộ khoa viên nói là năm ngoái, thế là trong lòng chợt lạnh lẽo, lập tức mở miệng hỏi. Tiểu Hà, cậu làm việc sao lại xúc động như vậy? Chúng ta đến điều tra vấn đề ô nhiễm xảy ra trong thời gian gần đây ở thôn Mạnh Trang, ai bảo cậu tự tiện mở rộng phạm vi điều tra? Cậu cũng không hiểu chút quy củ nhỏ nhặt này sao? tên cán bộ khoa viên muốn dựng công, bây giờ thấy Miêu Đại Phương dùng giọng thấm thía dạy bảo thì lập tức nhận ra mình ôm đồm nhiều việc, hắn vội vàng cười nói. Chủ nhiệm Miêu, tôi sai rồi, tôi sẽ đi sửa lại. Miêu Đại Phương nhìn tên cán bộ khoa viên bỏ đi mà trong lòng có chút nghi ngờ, năm ngoái sao? Như vậy chẳng lẽ thôn Mạnh Trang đã bị ô nhiễm từ trước đó? Nếu thật sự là như vậy, vấn đề ô nhiễm ở thôn Mạnh Trang có liên quan gì đến khu công nghiệp thủy tinh của thành phố Đông Bộ? miêu đại phương nhìn qua tư liệu khu công nghiệp thủy tinh được bắt đầu trong năm nay hơn nữa mới đầu tư được hai tháng nếu điều tra ra vấn đề phát sinh từ năm ngoái như vậy thì miêu đại phương nghĩ đến kết quả mà thật sự co rúm người hắn biết rõ nếu mình cho ra kết quả theo đúng hướng chỉ sợ chờ đợi sẽ là tai họa ngập đầu nhưng đây là sự việc phát sinh năm ngoái mình căn bản giả vờ như không biết là được dù sao thì những gì thôn dân phản ánh là hai tháng gần đây như vậy cũng xem như quá đủ rồi nhiều đại phương lắc đầu ném những ý nghĩ của mình ra ngoài, hắn không tiếp tục ngồi chờ trên ghế mà liên tục đi xem xét. May mà sự kiện ngoài ý muốn theo kiểu như trên căn bản không tiếp tục xuất hiện, hơn nữa kết quả điều tra từ 10 thôn dân đều giống nhau, điều này làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Giữa trưa, khi tất cả nhân viên làm xong bản ghi chép với thôn dân, lúc này nhân viên sở tài nguyên môi trường phụ trách xem xét nguồn nước trong thôn đã cho ra kết quả. Bọn họ kết luận 90% nguồn nước trong thôn bị ô nhiễm một loại chất hóa học, đây chính là nguyên nhân gây ô nhiễm cho thôn Mạnh Trang. Anh Trịnh, anh nói xem nguyên nhân gây ra ô nhiễm này là gì? Miêu Đại Phương uống một hớp nước rồi vội vàng hỏi vị phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường ở bên cạnh. Anh Trịnh là một vị phó giám đốc phụ trách kỹ thuật trong Sở Tài nguyên Môi trường, hắn nghe Miêu Đại Phương đặt vấn đề thì cười nói. "Chủ nhiệm Miêu, có nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm chất hóa học này." nhưng nhìn vào tình huống trước mắt, khả năng lớn nhất chính là chất thải của khu công nghiệp thủy tinh bên kia. Anh Trịnh, anh có thể xác định điều này sao? Miêu Đại Phương cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn, vì lúc này đáp án của anh Trịnh chính là sự chờ mong trong tiềm thức của hắn. Chủ nhiệm Miêu, tôi không đảm bảo trăm phần trăm, dù sau đây cũng chỉ là dự đoán sơ bộ, nếu muốn chính xác một trăm phần trăm thì còn phải trải qua xét nghiệm. Phó giám đốc Trịnh cũng không dám nói bậy, không dám mở lời đảm bảo với chủ nhiệm Miêu, vì thế mới dùng giọng lập lờ nước đôi nói. Chương 583, 4 nổ lốp. Nhưng nhiều đó cũng đã đủ với Miêu Đại Phương, dù sao thì ở gần đây chỉ có một hạng mục công nghiệp, đó chính là khu công nghiệp thủy tinh, nếu như không phải khu công nghiệp thủy tinh gây ô nhiễm, chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác? Lãnh đạo thượng cấp cũng hy vọng khu công nghiệp thủy tinh gây ra ô nhiễm, dù sao thì chỉ cần có kết luận như vậy, tên cán bộ kiêu ngạo kia sẽ bị lãnh đạo đánh cho ngã lăn ra đất. Được rồi, anh Trịnh, anh nói nhóm Tiểu Trương chuẩn bị, xem xét lại tài liệu, chúng ta đến thành phố Đông Bộ dùng một bữa cơm ngon, phí tổn sẽ do phòng giám sát chi trả." Miêu Đại Phương vung tay lên dùng giọng thỏa mãn nói. Yêu cầu đến thành phố Đông Bộ dùng cơm của Miêu Đại Phương được tất cả mọi người đồng ý. Vì vậy dưới tiếng hoan hô của mọi người, nhóm người Miêu Đại Phương đi lên xe, chạy về phía thành phố Đông Bộ. "Chủ nhiệm Miêu, anh xem chúng ta nên dùng cơm ở nơi nào?" tôi nghe nói khách sạn đông bộ nấu nướng rất ngon, hương vị không tầm thường. Phó phòng trịnh cung cấp với Miêu Đại Phương, nhưng vì hai người có tầm quan trọng khác nhau, thế cho nên giám đốc trịnh rất tôn trọng Miêu Đại Phương. Miêu Đại Phương cười cười nó. Đi đâu cũng được nhưng không đến khách sạn đông bộ, anh cũng không phải không biết, đám người thành phố đông bộ bây giờ đang rất muốn nịnh bợ chúng ta, chúng ta cũng không phải không thể dùng một bữa cơm. Giám đốc trịnh cũng là người cơ trí, hắn nghe miêu đại phương nói như vậy thì hiểu ý tuy hắn thích ăn ngon thế nhưng lại không muốn trộn lẫn vào những trò tranh đấu hắn cười nói chủ nhiệm miêu anh mời khách nhưng chuyện thanh toán nên giao cho sở tài nguyên môi trường chúng tôi khi tôi đi thì giám đốc triệu đã đặc biệt cho ra một khoản kinh phí ăn uống rồi ha 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 anh trịnh cũng đừng khách khí với chúng tôi tôi đã nói rồi bữa cơm này phòng giám sát nhất định sẽ trả tiền còn phần kinh phí của sở tài nguyên môi trường của các anh nếu anh thấy trả về có chút thiệt thòi, như vậy buổi tối chúng ta đến thành phố Sơn Viên tìm một chỗ nào đó uống vài ly là được. Được rồi, chủ nhiệm Miu, nếu anh đã nói như vậy, tối nay chúng ta tận hứng một bữa. Giám đốc Trịnh vừa lên tiếng đồng ý vừa muốn nịnh bợ chủ nhiệm Miu, dù sao thì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo phòng giám sát cũng có lợi. Bùm! Có câu vui quá hóa buồn, khi chủ nhiệm Miu đang cực kỳ vui vẻ thì chiếc xe 40 chỗ nổ lốp. May mà trên đường không có nhiều xe, hơn nữa lái xe điều khiển xe chạy tốc độ không cao, vì vậy đám người trên xe cũng không có vấn đề gì. Nhưng đám người đi đường đều cảm thấy ớn lạnh. Sao lại nổ lốp, trước khi đến anh không kiểm tra gì sao? Miêu Đại Phương nhìn lái xe rồi lớn tiếng khiển trách. Tài xế lên tiếng: "Chủ nhiệm Miêu, xe này hôm qua còn đưa đến nhà máy xem xét lại, nào ngờ bây giờ lại xảy ra sự cố nổ lốp thế này." "Được rồi, đừng nói những lời vô dụng đó nữa." bây giờ anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ miêu đại phương nhìn thoáng qua tài xế rồi lạnh giọng hỏi lái xe thầm nghĩ tôi biết làm sao bây giờ thế nhưng hắn cũng không nói ra hắn nhìn miêu đại phương rồi khẽ nói chủ nhiệm miêu tôi thấy hay là chúng ta tìm chỗ nào đó sửa xe đi vậy anh còn không mau tìm nhanh lên miêu đại phương sáng giờ chỉ uống nước lạnh bây giờ đã giữa trưa bụng đói cồn cào thế nên sẽ chẳng tốt đẹp vui vẻ gì được tên lái xe cũng cực kỳ nén giận, anh nói xem, chỗ này trước sau chẳng có cái quán xá nào, tôi lại không quen thuộc địa lý nơi đây, anh nói xem tôi phải đi đâu tìm xe đây. Khi thấy lái xe cúi đầu không nói thì Miêu Đại Phương dùng giọng nóng nảy bất bình nói. Anh có biết số điện thoại của xưởng sửa chữa nào không? Mau gọi điện thoại cho bọn họ đến tu sửa đi. Tôi biết rồi. Lái xe ngẩng đầu nhìn Miêu Đại Phương, sau đó khẽ nói. Điện thoại đây, anh gọi đi, chúng tôi sẽ chờ sửa xong để dùng cơm." Miêu Đại Phương nói rồi đưa điện thoại đến cho lái xe. "Nhưng, nhưng." Tên lái xe xoa xoa hai tay rồi vội vàng nói, không biết có phải vì quá nôn nóng và lo lắng hay không, thế cho nên hắn nói cực kỳ lắp bắp. "Nhưng cái gì mà nhưng, anh nói chuyện lưu loát một chút tôi xem nào." Miêu Đại Phương thật sự nổi giận, ai cũng biết như vậy sẽ cực kỳ nghiêm trọng những số điện thoại xưởng sửa chữa xe mà tôi biết đều ở thành phố Sơn Viên. Lái xe cuối cùng cũng nói ra sự thật, sau đó thở dài một hơi. Tên lái xe cảm thấy thả lỏng nhưng Miêu Đại Phương thì hầu như là rất bức bối. Cái gì mà xưởng sửa chữa ở thành phố Sơn Viên, gọi cho bọn họ cũng không được, hơn nữa bọn họ chịu tới thì không phải chờ trong gió lạnh vài giờ nữa sao. Chủ nhiệm Miêu, tôi thấy hay là cho người của thành phố Đông Bộ đến đón chúng ta thì hay hơn giám đốc trịnh siết chặt bộ tây trang trên người hắn dùng giọng trịnh trọng nói với miêu đại phương miêu đại phương là một người mới đến thành phố đông bộ tuy hắn không muốn liên hệ với thành phố đông bộ thế nhưng dưới tình huống thế này hình như chỉ còn biện pháp như vậy mà thôi thế là hắn thở ra một hơi sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm máy bây giờ tốt nhất là gọi điện thoại cho đồng quốc khánh nhưng nghĩ đến chuyện tránh tị hiềm cuối cùng hắn gọi cho tôn quốc lĩnh Tôn Quốc Lĩnh vừa nghe nói xe của tổ điều tra bị nổ lốp thì cực kỳ căng thẳng. "Chủ nhiệm Miêu, có thương vong gì không? Có cần tôi điều xe cứu thương đến không?" Tôn Quốc Lĩnh nói làm cho Miêu đại phương cảm nhận được hương vị không tốt, thầm mắng đám người thành phố đông bộ các anh thật sự chẳng có tố chất, hỏi như vậy mà được sao? Chẳng lẽ các anh mong chờ chúng tôi gặp chuyện không may sao? Miêu đại phương thầm nghĩ như vậy nhưng cũng dám mở miệng mắng, hơn nữa đến bây giờ dây cung đã bị kéo đứt tiếp tục căng cứng sẽ gãy cả thân cung. Miêu Đại Phương chỉ có thể trầm giọng nói. Chủ tịch Tôn, chỉ là nổ lốp mà thôi, ngài không cần phái xe cứu thương đến, chỉ cần phái đến vài thợ sửa xe là được. Vậy thì tốt quá, cảm ơn trời đất. Chủ nhiệm Miêu, tôi sẽ gọi điện thoại cho Trương Đảo Long của khu quy hoạch kỹ thuật cao, để anh ấy phái người dùng tốc độ nhanh nhất để đến hỗ trợ các vị lãnh đạo, lại đưa các vị về dùng cơm nghỉ ngơi. Tôn Quốc Lĩnh nói, hắn biểu hiện mình là người cực kỳ nhanh nhạy, thế cho nên nhanh chóng cúp điện thoại. Miêu Đại Phương dù không có hảo cảm với tôn quốc lĩnh, thế nhưng nghĩ đến tình huống một lát nữa sẽ có người đến cứu viện thì trong lòng thầm thả lòng, dù sao chỗ này cũng quá lạnh, không nên ở lâu. 10 phút trôi qua, 15 phút, 20 phút trôi qua, đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất để đến cứu viện đã không có. Nhóm Miêu Đại Phương đứng trên đường, lúc này trên đường thậm chí không còn mấy người qua lại. Trường 583, năm nổ lốp. Chủ nhiệm Miêu, nếu không chúng ta gọi cho bọn họ một lần nữa xem. Phó giám đốc Trịnh thật sự đói dán bụng ra sau lưng, hắn cẩn thận đi đến trước mặt Miêu đại phương rồi dùng giọng đề nghị nói. Miêu đại phương thầm oán hận không thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể gọi điện thoại đi. Tôn Quốc Lĩnh bên kia tiếp điện thoại rất nhanh, vừa nghe máy thì đã cười ha hả nói. "Chủ nhiệm Miêu, các anh đến chưa? Nếu đến rồi thì vào khách sạn Đông Bộ, tôi đã cho nhân viên chuẩn bị cơm nước xong xuôi." Cái gì, các anh còn chưa đến, con bà nó Trương Đảo Long làm ăn thế nào vậy? Ngài yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta, nếu như anh ta không làm tốt công tác, tôi sẽ xử trí ngay. Chủ tịch Tôn nói lời đảm bảo với Miêu Đại Phương, sau đó hắn cúp điện thoại. Chủ nhiệm Miêu Đại Phương nghe những lời của Tôn Quốc Lĩnh thì tâm tình nổi giận điên cuồng cung bình tĩnh trở lại. Chưa đến 2 phút sau thì điện thoại vang lên, lúc này là Tôn Quốc Lĩnh tự mình gọi điện thoại đến. Chủ tịch Tôn vẫn cười hì hì như trước, hắn nhận lỗi với chủ nhiệm Miêu, sau đó mới nói. "Chủ nhiệm Miêu, vừa rồi tôi đã dạy bảo Trương Đảo Long một trận, nhưng cũng thật sự oan uổng cho anh ta, chiếc xe anh ta phái đi đón các anh lại nổ lốp ngay khi sắp đến vị trí của các anh." Miêu Đại Phương chợt sinh ra xúc động muốn đập nát điện thoại, Tôn Quốc Lĩnh này rõ ràng đang cười nhạo mình, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, xe đến đón mình cũng nổ lốp sao? Có một số việc mà trong lòng thầm hiểu nhưng không thể nói ra, nếu mình cứ dây dưa cũng không chiếm được chút tiện nghi từ người tôn quốc lĩnh, vì vậy mà miêu đại phương cũng chỉ có thể nuốt răng vào bụng. Dù sao thì ngày tính sổ với đối phương cũng đã đến, mình nắm giữ ngọn nguồn sinh mệnh của bọn họ, bây giờ đám tôm tép này có bốn người thế nào cũng như không mà thôi. Hi hi, các người bây giờ cứ nhảy cho mạnh vào, để xem đến lúc đó sẽ chết thế nào. Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi, thế này đi, làm phiền chủ tịch tôn lại thúc giục đồng chí Trương Đảo Long, để anh ấy nhanh chóng đến đón chúng tôi. Điều này thì chủ nhiệm Miu cứ yên tâm, đồng chí Trương Đảo Long đã đảm bảo với tôi, 20 phút sau xe sẽ đến. Tôn quốc lĩnh lúc này chỉ kém vỗ ngực đảm bảo với Miêu Đại Phương. Mà Miêu Đại Phương dù biết mình đã bị chơi sỏ một lần, thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vậy thì nhanh lên. Gió lạnh như cố ý tạo thêm phiền toái cho chủ nhiệm Miêu Đại Phương, lúc sau gió thổi càng lớn. Tuy chủ nhiệm muốn lên xe nhưng bánh xe đã nổ và không cân bằng, nếu nhiều người lên xe thì rất nguy hiểm. Lúc này Miêu Đại Phương thật sự rất muốn đi lên, thế nhưng hắn là lãnh đạo, hắn biết mình căn bản không thể làm như vậy, nếu không mình biết nói thế nào với các đồng chí đang chịu lạnh bên dưới kia. Cho các nữ đồng chí lên xe trước đi. Miêu Đại Phương nghĩ đến những tình huống trong phim, hắn chỉ có thể hô lên một tiếng. Nhưng hắn có chút kích động, thiếu chút nữa đã nói phụ nữ là trẻ em khi vài nữ đồng chí lên xe lúc này này gió đông càng lạnh hơn một vị thân tín đến bên cạnh chủ nhiệm miêu đại phương nói chủ nhiệm miêu anh là người lớn tuổi nhất mong anh lên xe nghỉ ngơi một chút miêu đại phương rất muốn đi thế nhưng hắn nhìn đám người nói to nhỏ xì xào chung quanh thế là áp chế ý nghĩ này hắn phất tay nói đừng quá quan tâm tôi sẽ cùng ở lại đây với các đồng chí gió lạnh này là cái gì chứ Tên thân tín còn chuẩn bị mở miệng khuyên bảo thì Miêu Đại Phương nhìn đồng hồ, trong lòng hiểu rõ còn kém 5 phút nữa là xe đến. Thế nhưng 5 phút này đối với chủ nhiệm Miêu thì cũng không là gì. 5 phút đôi khi qua nhanh nhưng cũng rất lâu, bây giờ 5 phút không ngờ lại là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với Miêu Đại Phương, nhưng hắn phải cố gắng vì thắng lợi trước mắt của mình. 5 phút cuối cùng cũng qua, Miêu Đại Phương thở dài một hơi, nhưng sau đó hắn lại phát hiện vẫn không có bất kỳ chiếc xe nào đến đón mình. Xe chưa đến thì Miêu Đại Phương cực kỳ phẫn nộ, hắn chờ qua 2 phút nữa sẽ gọi điện thoại, nhưng điện thoại của hắn lại vang lên trước. Hắn nhìn vào số điện thoại gọi đến, là dãy số lạ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nghe máy. "Chào anh, xin hỏi anh có phải là chủ nhiệm Miêu không? Tôi là chủ nhiệm văn phòng Lưu Minh Thuận của khu quy hoạch kỹ thuật cao." Người đầu dây bên kia chợt nói. Lúc này Miêu Đại Phương cũng đang chờ người của khu quy hoạch kỹ thuật cao thế là hắn khẽ lên tiếng rồi thấy đối phương nói. Chủ nhiệm Miêu, thật sự xấu hổ quá, xe của chúng tôi lại gặp sự cố. Miêu Đại Phương chợt nổi giận bừng bừng, hắn không phải thằng ngu, xe đến đón mình nhiều lần gặp sự cố, rõ ràng là có người muốn dở trò quỷ với hắn. Chủ nhiệm Lưu, không phải xe của các anh lại bị nổ lốp đấy chứ. Miêu Đại Phương nói bằng giọng trần đầy trào phúng. Hắn thật sự rất muốn đổ tất cả cơn giận lên đỉnh đầu tên cán bộ chủ nhiệm văn phòng khốn kiếp kia. Điện thoại bên kia dừng lại một giây, sau đó Lưu Minh Thuận chợt dùng giọng giật mình nói. Chủ nhiệm Miêu, hèn gì người ta đều gọi ngài là gia cát lượng của tỉnh Sơn Nam, anh thật sự là tính toán như thần. Tôi đang định báo cáo cho anh, không ngờ anh đã biết rồi, anh nói xem, xe của chúng tôi lần này lại nổ lốp, như vậy có chết không cơ chứ? Miêu Đại Phương nghe những lời nịnh nọt của Lưu Minh Thuận mà ngón tay liên tục run rẩy. lúc này nếu hắn có dao sẽ chọc cho tên khốn Lưu Minh Thuận kia vài lỗ máu, xe các anh đã nổ lốp thì khỏi đến đây làm gì nữa như đại phương cũng không còn tâm tình rông dài với người của khu quy hoạch kỹ thuật cao hắn trực tiếp tức giận nói với đầu dây bên kia như vậy đâu có được chủ nhiệm miêu các anh là khách quý từ tỉnh ủy xuống thành phố đông bộ khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi càng phải phối hợp và phục vụ lãnh đạo bây giờ coi như chúng tôi có gặp khó khăn thế nào cũng không thể vứt lắc lãnh đạo không quan tâm được vừa rồi chủ tịch trương đã tự mình điều xe đến đón các anh rồi Lưu Minh Thuận dùng giọng cực kỳ chân thành giống như chỉ sợ Miêu Đại Phương không tin, hắn dùng giọng thề thốt nói. Chủ nhiệm Miêu, 20 phút sau xe của chúng tôi sẽ đến. Miêu Đại Phương nào còn tin tưởng lời nói của Lưu Minh Thuận, hắn cúp máy rồi gọi điện thoại cho Đồng Quốc Khánh. Hắn cũng bất chấp giấu giếm quan hệ với bí thư Đồng, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi chỗ chết tiệt này. Chủ nhiệm Miêu, anh chờ chút, tôi sẽ cho người của khu quy hoạch kỹ thuật cao phái xe đến đón. Đồng Quốc Khánh nghe được lời của Miêu Đại Phương, phản ứng đầu tiên là điều xe của khu quy hoạch kỹ thuật cao đến đón. Bí thư đồng, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì cứ điều xe của khu quy hoạch kỹ thuật cao đến đón. chương 584, một muốn có tiền lại muốn non xanh nước biếc. Khi nhóm người Miêu Đại Phương đi đến thành phố Đông Bộ thì đã là 2 giờ giữa chiều. Miêu Đại Phương đứng hơn 2 giờ dưới cái lạnh mùa đông ở ngoài đường vắng, lúc này giống như một quả bóng cao su, chỉ cần động vào là nổi giận ngay vương tử quân giỏi lắm, cứ ở đó mà cười vui vẻ, để khi tôi đưa tài liệu lên, tôi xem anh còn cười được bao lâu nữa. Thiệt thòi cho cái tên vương tử quân, rõ ràng đây là kẻ tiểu nhân ngụy quân tử. Miêu Đại Phương tuy không xác định là tên nào dở trò quỷ với mình, thế nhưng Miêu Đại Phương lại tính hết nợ lên đầu vương tử quân. Điều này là quá bình thường, vì người bên dưới căn bản không dám ngáng chân mình như vậy, đây không phải là vương tử quân sai bảo đám người kia làm sao. Chúng ta chuẩn bị đến nơi nào? Miêu Đại Phương nhìn thành phố Đông Bộ quen thuộc rồi trầm giọng hỏi tài xế. "Lãnh đạo, chúng ta đến khách sạn Đông Bộ." Tên lái xe trẻ tuổi có chút trầm ngâm, sau đó lớn tiếng đáp. Miêu Đại Phương nhìn thoáng qua tên lái xe trẻ tuổi, giống như tên lái xe này là kẻ địch giai cấp của hắn vậy. Nhưng hắn nổi giận đùng đùng chỉ có thể làm cho tên lái xe khẽ nghiêng đầu đi chỗ khác và tiếp tục chuyên chú lái xe mà thôi, căn bản không có thời gian đối mặt với ánh mắt của Miêu Đại Phương anh dừng xe lại ở phía trước chúng tôi muốn dùng cơm lấp đầy bụng rồi nói sau nhiều đại phương nhìn thấy một quán mì bên dưới thế là hắn hất hàm dùng giọng sai khiến nói lái xe vừa giảm tốc độ vừa khẽ nói các vị lãnh đạo thư ký trưởng thái nguyên thương đã sắp xếp cơm ở khách sạn đông bộ các vị lãnh đạo đã khổ cực nửa ngày về khách sạn dùng cơm thì hay hơn không cần chúng tôi dùng cơm bên ngoài chúng tôi cũng không thể ăn nổi cơm của thành phố đông bộ các người Miêu Đại Phương nói đến đây thì tức giận thở không ra hơi, vừa rồi trên đường đi đến đây cứ cách năm dặm là có một chiếc xe hư hại đang được sửa chữa, bận rộn thay đổi lốp xe. Đúng là lừa gạt người khác mà còn biết bày ra tình huống giống như thật, thậm chí khoảng cách mỗi chiếc xe gặp sự cố là rất chuẩn, còn bà nó đúng là xem Miêu Đại Phương không ra gì. "Lãnh đạo, điều này." Lái xe cũng không dám tự tiện làm chủ, hắn còn định mở miệng khuyên, Miêu Đại Phương không nhịn được nói. "Đồng chí lái xe, Tôi nói anh dừng xe, có nghe thấy không? Xe chậm rãi dừng lại, Miêu Đại Phương nhìn những nhân viên phòng giám sát và sở tài nguyên môi trường đi cùng mình rồi nói: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta ăn bên ngoài, không vì lý do gì khác, chúng ta không muốn ăn của người. Đợi đến khi ăn uống no say có tinh thần, chúng ta sẽ đến gặp mặt lãnh đạo thành phố Đông Bộ." Đám người phòng giám sát và sở tài nguyên môi trường cũng cảm nhận được thái độ của thành phố Đông Bộ thông qua các cuộc điện thoại của Miêu Đại Phương bây giờ bọn họ thật sự rất sục sôi. Vốn nghĩ rằng mình là cán bộ tỉnh tài trí hơn người, không ngờ đến bây giờ còn đói meo ruột, thế là cùng chung mối thủ với miêu đại phương, cực kỳ bực bội. Đúng, chúng ta xuống bên dưới dùng cơm, cũng không phải không ăn được bữa cơm, chúng ta không ăn cơm của đám người thành phố Đông Bộ. Đi, ăn xong rồi chúng ta đến gặp mặt lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Vô tình mọi người lên tiếng ủng hộ làm cho tâm tình của Miêu Đại Phương trở nên rất tốt, không dùng cơm ở khách sạn Đông Bộ chính là không thèm nể mặt đám lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Ngay sau đó bọn họ sẽ đưa kết quả điều tra về tỉnh sẽ làm cho đám cán bộ thành phố Đông Bộ biết rõ. Chúng tôi cũng không phải dễ trêu vào. Dưới sự đi đầu của Miêu Đại Phương, vài chục người xuống xe đi vào quán cơm. Khi bọn họ đi vào trong quán, phát hiện có hơn chục trai gái đang dùng cơm, các thành viên tổ điều tra đã sớm đói rán bụng ra sau lưng. Bây giờ thấy người ta ăn uống hùm hụp thì hai mắt vé lửa. Chào ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì? Một người đàn ông đang dùng cơm chợt ngẩng đầu hỏi đám người Miêu Đại Phương. Miêu Đại Phương nhìn tên đàn ông đội mũ đầu bếp thì chợt hiểu rõ vấn đề, trong lòng cũng trầm xuống. Chợt nghe thấy đối phương lên tiếng, "Thật sự xin lỗi, nếu ngài đến dùng cơm thì sáng hôm nay đã bán hết sạch rồi." "Tôi." Miêu Đại Phương muốn mắng chửi nhưng vô tình không thể nói ra khỏi miệng, bây giờ anh cũng không thể ép người ta bán cơm cho mình được. "Đi." chủ nhiệm miêu dù sao cũng là chủ nhiệm miêu chút tố chất đó cũng phải có, hắn dù rất bức bối nhưng cũng phải nói với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng mùi thức ăn trong quán cơm bùng ra vẫn làm cho đám nhân viên nhịn đói nửa ngày cảm thấy sôi ruột, cực kỳ khó chịu. Đám nhân viên vừa rồi sĩ khí như cầu vòng chợt giống như binh sĩ bại trận, cả đám ú rũ rời khỏi quán cơm. Dù là người cứng như sắt cũng phải ăn cơm dẻo, nếu không ăn thì căn bản không còn chút sức lực nào để hoạt động lúc này nhìn người ta ăn uống thoải mái vui vẻ nhưng chính mình chỉ có thể nuốt nước miếng đây thật sự không phải là sự kiện gì có thể làm cho người ta cảm thấy vui sướng nhưng quán ăn này không được thì chúng ta đổi quán khác dưới chỉ thị của chủ nhiệm miêu cả đoàn người nhanh chóng đi đến một quán ăn khác nhưng quán cơm này lại đang dọn dẹp xối nước lau nền điều này không khỏi làm cho gương mặt miêu đại phương thêm u ám không cần phải hỏi cũng biết quán cơm này không còn gì chủ nhiệm miêu cảm thấy rất mệt mỏi thế là hắn dậm chân rời khỏi quán cơm. Sau năm sáu lần chắc trở thì tất cả mọi người đã mất kiên nhẫn, đám người phòng giám sát còn đỡ, dù sao thì Miêu Đại Phương là lãnh đạo phòng giám sát, bọn họ không đám đắc tội. Thế nhưng đám người sở tài nguyên môi trường thì không chịu yên thân, bắt đầu nói ra những lời không kiêng nể gì. Cuối cùng cũng tìm được một quán mì ven đường, chủ nhiệm Miêu xem như tìm được chỗ dùng cơm. Đám người nhanh chóng chiếm vị trí, sau khi từng tô mì được đưa lên thì thật sự kẻ nào cũng sinh ra xúc động. Cuối cùng cũng có thứ ném vào bụng, thật sự không dễ dàng chút nào. Sau khi ăn hết một tô mì thì Miêu Đại Phương phấn chấn tinh thần, hắn nhìn đám nhân viên đang ăn mì như quỷ đói, thế là sinh ra cảm giác xin lỗi đám người đi theo mình. Bọn họ là cán bộ phòng giám sát từ trên tỉnh xuống, đến thành phố nào chẳng được chiêu đãi như vua không ngờ bây giờ mình dắt quân xuống thành phố đông bộ lại luân lạc đến mức ra quán mì lề đường ăn lót dạ, thật sự mất hết thể diện. Đám cán bộ gặp mình trong thôn Mạnh Trang thì nói sẽ cố gắng phối hợp, bộ dạng thân thiết tôn kính, không ngờ khi mình ra lệnh thì tất cả chạy mất không một bóng người nào còn sót lại, thậm chí còn làm ra những trò chán ghét thế này. Nhất định phải làm lớn chuyện, để xem đám khốn kiếp kia còn cười được không. Hai giờ sau đám người tổ điều tra đã no bụng bắt đầu đi đến khối chính quyền thành phố, Lúc này Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân đang kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng. Chương 584.2, muốn có tiền lại muốn non xanh nước biếc. Đồng Quốc Khánh nhìn thấy chủ nhiệm Miêu Đại Phương từ trên xe bước xuống thì vươn tay cười nói. "Chủ nhiệm Miêu, đi đường khổ cực rồi." Miêu Đại Phương không dám đắc tội Đồng Quốc Khánh, hắn tất nhiên sẽ bắt tay với bí thư Đồng nhưng không lên tiếng. Không phải là vì hắn không muốn chào hỏi, chẳng qua hắn chẳng có chút hứng thú nào cả hơn nữa ánh mắt của hắn càng nhìn chầm chầm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đứng bên cạnh Đồng Quốc Khánh, hắn cười tủm tỉm nhìn đám người từ trên xe đi xuống, bộ dạng cung kính như thật sự gặp được lãnh đạo. Miêu Đại Phương buông tay Đồng Quốc Khánh, hắn chủ động chờ Vương Tử Quân đến bắt tay với mình, dù gì thì hắn cũng là khách. Tuy đến cấp bậc này của hắn đã qua rồi cái tuổi tranh giành nhau từng tí, thế nhưng cái giá của lãnh đạo tỉnh vẫn phải giữ. Hắn nhìn vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi có bộ dạng không thèm quan tâm ở trước mặt, thế là cho ra quyết tâm ép chết tên này. Nhưng Miêu Đại Phương cảm thấy bất ngờ chính là khi mình đang đứng yên chờ đợi, Vương Tử Quân chợt tiến lên bắt tay Phó giám đốc Trịnh rồi dùng giọng cực kỳ cảm khái nói. "Giám đốc Trịnh, tôi nghe nói anh là người có tác phong mạnh mẽ, là người có tính kỷ luật tuyệt đối của Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn, hôm nay được kiến thức một lần, thật sự không thể không tin." Các anh từ thành phố Sơn Viên chạy đến thành phố Đông Bộ giải quyết vấn đề ô nhiễm cho chúng tôi, ngay cả một bữa cơm cũng bỏ tiền ra tự lo liệu, thật sự làm cho người ta cảm động không thôi. Giám đốc Trịnh tuy cũng cực kỳ tức giận với chủ tịch Vương, thế nhưng hắn đã lớn tuổi, cũng không muốn đưa thân vào trong tranh đấu. Vì thế hắn luôn ôm tâm tư bình thản, giữ thái độ đứng ngoài rìa nhìn cuộc vui, hắn đến đây chẳng qua muốn nhìn Miêu Đại Phương nổi giận với cán bộ thành phố Đông Bộ như thế nào mà thôi. Nhưng giám đốc Trịnh không ngờ Vương Tử Quân lại không đi về phía Miêu Đại Phương, lại đến bắt tay mình không tha. Hắn thầm nghĩ mình và chủ tịch Vương căn bản không thân thuộc đến mức này, nếu đối phương bày ra tình cảnh như vậy thì chỉ có một ý nghĩ là châm ngòi ly gián. Anh Trịnh thầm nghĩ ra tâm tư của Vương Tử Quân, cũng may hắn không phải kẻ bất tài, hắn luôn giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo trong mọi tình huống. Vì tôi cảm thấy kính nể với các vị, thế cho nên đã đặc biệt cho các các bút tài năng của thành phố viết một vài bài tuyên truyền chúng tôi muốn hiệu triệu tất cả cán bộ công nhân viên chức học tập theo các đồng chí sở tài nguyên môi trường tỉnh vương tử quân vừa nói vừa đưa một phần tài liệu lên hắn cười tủm tỉm nói giám đốc trịnh nếu không thì anh xem qua một chút xem có thiếu gì không để tôi cho người đi sửa lại giám đốc trịnh thầm nghĩ ông đây đến thành phố đông bộ kiểm tra chỉ đạo công tác chẳng những không được ăn miếng nào cho ra hồn ngược lại còn bị kéo vào vũng nước bẩn còn bà nó các người muốn chơi trò với Miêu Đại Phương thì cũng đừng kéo ông vào chứ." Đồng Quốc Khánh nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân thì cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đồng Quốc Khánh ghét nhất chính là nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Vương Tử Quân, nhìn qua rất vui tươi nhưng lại rất âm trầm và u ám, làm cho người ta nghĩ đến hai chữ nham hiểm. Nhưng như vậy cũng tốt, Vương Tử Quân có thái độ như vậy, điều này nói rõ vị chủ tịch Vương Đại Nhân gần đây luôn tỉnh táo đã hoàn toàn mất đi lý trí những thủ đoạn nhỏ nhặt này sẽ được lan truyền rất nhanh nhưng nó lại là hành động ngu xuẩn, vì nó thể hiện phương diện chưa trưởng thành chính trị, nếu bị úp chiếc mũ này lên đầu thì Chủ tịch Vương xem như vò sứt lại mẻ. Chủ tịch Vương, ngài nói vậy có vài phần thiếu sót rồi, lần này tôi chỉ là phó tổ trưởng của tổ điều tra đến thành phố Đông Bộ, người quyết định sau cùng chính là chủ nhiệm Miêu. Giám đốc trịnh trật lui lại một bước rồi nói với Vương Tử Quân. Nói như vậy thì sự kiện dừng xe giữa đường dùng cơm chính là chủ nhiệm Miêu sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Miêu Đại Phương, sau đó không chờ Miêu Đại Phương cho ra phản ứng, hắn đã chụp lấy tay của đối phương rồi nói: "Chủ nhiệm Miêu, trước mắt tác phong của cán bộ cơ quan luôn có vấn đề, bây giờ chủ nhiệm Miêu dẫn đầu làm gương, kiên trì thực thế, làm việc hiện thực, không hỗ danh là một điển hình của chiến tuyến kiểm tra giám sát trong tỉnh Sơn Nam. Tôi thấy chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền" phải làm cho hình tượng của chủ nhiệm miêu phát sáng bừng bừng như vậy cán bộ nhân viên mới có thể học tập và noi theo bí thư đồng anh thấy sao chủ tịch tử quân tôi thấy trước tiên không nên nói đến những thứ này lúc này chủ nhiệm miêu đến để phản hồi tình huống điều tra chúng ta nên nói chính sự cái đã đồng quốc khánh khoát tay chặn lời vương tử quân rồi trầm giọng nói vậy thì nghe lời dạy của bí thư đồng vương tử quân đưa tài liệu trong tay cho triệu quốc lương sau đó cùng Đồng Quốc Khánh vây quanh đám người tổ điều tra đi vào phòng họp. Sau khi cuộc họp bắt đầu, Miêu Đại Phương nói ra kết quả điều tra, hắn dùng giọng nhẹ nhàng vui sướng lên tiếng, khí thế như cầu vồng, giống như muốn phát tiết tất cả bực bội của mình ra ngoài. Chủ tịch Phương, tôi muốn cho ra một lời đề nghị với anh ở phương diện phát triển kinh tế. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh là người thúc đẩy cả thành phố phát triển, tâm tình nóng vội là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng phát triển kinh tế luôn có xuất phát điểm là cuộc sống của nhân dân, lúc này phát triển kinh tế là đạo lý đúng đắn, nhưng anh có nghĩ rõ hay không, kinh tế phát triển nhưng ô nhiễm môi trường thì ai chịu? Chỉ cần tiền mà bỏ qua hoàn cảnh môi trường, loại tư tưởng thế này là không được. Tôi nghe nói khu công nghiệp Thuy Tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao là hạng mục được chủ tịch Vương tiến cử, khu công nghiệp được xây dựng rất đẹp, thế nhưng chủ tịch Vương, anh có xem xét vấn đề về cuộc sống của nhân dân thôn Mạnh Trang hay không? Thật sự làm cho người ta đau lòng. Chủ tịch Vương, tôi hy vọng anh có thể tìm hiểu rõ ràng hơn về cuộc sống của thôn dân thôn Mạnh Trang, cũng xem đây là bài học lớn, trên phương diện phát triển kinh tế cũng phải quan tâm lo lắng đến cuộc sống của nhân dân." Miêu đại phương nói cực kỳ rõng rạc và khí phách, điều làm cho hắn cảm thấy càng thêm thoải mái chính là chủ tịch Vương không còn tự tin như lúc vừa rồi, vẻ mặt lại có chút không đúng, ngồi nơi kia không nói một lời. đều nói mắt quần chúng sáng như tuyết. Nhiều đại phương đến bây giờ còn không tin tưởng vào điều này, hắn cảm thấy mắt mình mới sáng. Vì thế hắn chỉ tin vào hai mắt của mình, thế cho nên hắn mới cho ra chứng cứ xác thực, làm cho tên khốn cực kỳ kiêu ngạo là vương tử quân kia phải trở nên ỉu xìu. Cảm ơn ý kiến của tổ điều tra, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực ý kiến của tổ điều tra, sẽ tích cực chỉnh đốn và cải cách, trước khi làm tốt công tác bảo vệ môi trường sẽ kiên quyết cho dừng hạng mục khu công nghiệp thủy tinh. Đồng Quốc Khánh thấy vương tử quân trầm mặc không nói, hắn cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng trầm thấp nói. chương 584 ba muốn có tiền lại muốn non xanh nước biếc. Lúc này Miêu Đại Phương thật sự hận không thể vắt chéo chân lên. Anh nói xem, từ cổ trí kim có nhiều người khổ sở vì cái ghế dưới mông mình, kẻ chưa được ngồi lên thì muốn tiến lên ngồi, kẻ đã ngồi rồi thì lại sợ mất đi, kẻ ngồi phía trước lo lắng kẻ phía sau ngáng chân mình kẻ ngồi phía sau lúc nào cũng chen về phía trước. Nói chung tất cả mọi người đều nóng lòng như lửa đốt vì tranh chấp một cái ghế, quan trường không bờ, vì nào có thấy được bờ rõ ràng. Lúc này biểu hiện của Vương Tử Quân không những làm cho Miêu Đại Phương hết giận, thậm chí các thành viên của tổ điều tra cũng cảm thấy xả giận. Ai bảo tên khốn kia tâm tư quá độc ác, không những để cho bọn họ uống gió lạnh hơn 2 giờ, còn ép mọi người phải ăn món mì lề đường không ra gì. Bí thư đồng, thái độ của anh là rất tốt, điều này đáng giá khẳng định, nhưng nếu chỉ có thái độ thừa nhận sai lầm không là chưa đủ, quan trọng là tích cực chỉnh đốn và cải cách. Tôi sẽ nói ra vài lời thẳng thắn, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt, thế cho nên lời nói nếu có bất kỳ điều gì không hay, mong bí thư đồng bỏ quá cho. Miêu Đại Phương đặt ly trà trong tay xuống bàn rồi dùng giọng cực kỳ nghiêm trang nói. Đồng Quốc Khánh nhìn gương mặt đã khôi phục lại như thường của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng tỏ thái độ. Chủ nhiệm Miêu có gì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ khiêm tốn tiếp nhận bí thư đồng tôi nói như vậy cũng không phải hướng về phía ngài cũng không phải hướng về phía bất kỳ vị đồng chí nào đang ngồi ở nơi này tôi luôn muốn bày ra phương hướng giải quyết phù hợp với đối với những người và những chuyện không đúng nói lời không dễ nghe thì chính mình làm loạn thì phải tự mình dọn dẹp miêu đại phương nói đến đây thì đưa mắt nhìn vương tử quân ngay sau đó miêu đại phương nói về vài phương diện truy cứu trách nhiệm tóm lại chính là muốn nghiêm túc truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Từ khi hội nghị bắt đầu đến chấm dứt thì Vương Tử Quân không nói lời nào, vị chủ tịch Vương Đại Nhân gần đây nổi tiếng cứng rắn lại giống như bị người ta cho một gậy vào đầu mà ngây ngốc. Vẻ mặt vài vị thường ủy đi gần với Vương Tử Quân cũng trở nên chán trường, sắc mặt âm trầm, từ đầu đến cuối chỉ là Miêu Đại Phương mở miệng nói mà thôi. Miêu Đại Phương gióng dạc nói hơn nửa giờ, cuối cùng kiên quyết từ chối lời mời ở lại của Bí Thư Đồng, Đám người leo lên chiếc xe đã sửa chữa lại của mình để chạy về thành phố Sơn Viên. Hai giờ sau xe về đến thành phố Sơn Viên, Miêu Đại Phương xuống xe cũng không lập tức đi báo cáo mà nói thư ký đi theo mình đến phòng làm việc. "Tiểu Tả, nghe nói cậu có một người bạn làm phóng viên báo chí ở tỉnh ngoài có phải không?" Miêu Đại Phương vừa hút thuốc vừa hỏi thư ký của mình. Tiểu Tả là thư ký của Miêu Đại Phương, tất nhiên hắn phải có nhiệm vụ phục vụ cho lãnh đạo của mình sau khi nghe Miêu Đại Phương hỏi như vậy thì hắn sảng khoái đáp lời. Vâng, chủ nhiệm Miêu, bạn tôi công tác rất tốt ở tòa soạn báo. Anh ấy vì có tính tình ngay thẳng, thích bình vực lẽ phải, có gan đưa ra những bản tin không ai dám động vào, thế cho nên mọi người cho anh ấy một biệt danh là Trần Đại Đảm Trần Lớn Gan. Thanh niên thật sự rất tốt, có gan bình vực lẽ phải. Chúng tôi tuy trong tim vẫn còn chính khí, thế nhưng trên vài phương diện lại băn khoăn lo lắng đủ đường, bận tâm quá nhiều. Miêu Đại Phương thở dài một hơi, bộ dạng thật sự cảm khái. Tiểu tả thầm suy đoán ý đồ của chủ nhiệm Miêu, hắn giống như đã ngửi được hương vị, thế nhưng cũng không mở miệng mà chờ chủ nhiệm Miêu nói lời phân phó. Tiểu tả, hôm nay cậu đã thấy rõ vấn đề xảy ra, cậu có cảm tưởng gì? Miêu Đại Phương ném cho tiểu tả một điếu thuốc rồi nói. Thật sự rất cam phẫn, chủ nhiệm Miêu, tôi thật sự là cảm thấy rất cam phẫn, không ngờ đám lãnh đạo thành phố đông bộ lại như vậy, lại vì chiến tích phát triển kinh tế mà bỏ mặc dân chúng sống chết. Tôi cảm thấy những vị lãnh đạo như vậy không phải thúc đẩy thành phố đông bộ phát triển, rõ ràng là đẩy dân chúng vào hố lửa mới đúng." Tiểu Tả cố gắng châm trước câu chữ, sau đó lớn tiếng nói. Miêu Đại Phương vỗ mạnh lên vai Tiểu Tả, sau đó nói: "Tiểu Tả, tôi không nhìn lầm người, cho đến nay tôi luôn biết cậu là người có khả năng, là một thanh niên có chính khí." sự nghiệp của chúng ta muốn phát triển thì cần hàng nghìn hàng vạn những cán bộ trẻ như cậu. Tiểu tả không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ lãnh đạo nói như vậy là có ý gì. Trong phòng có nhiều người cùng nhận công tác một năm với mình, vì sao chủ nhiệm Miu lại chỉ chọn mình làm thư ký. Điều này đã nói rõ mình là người vượt trội hơn so với các đồng nghiệp khác. Tiểu tả suy nghĩ thời gian dài, hắn ngộ ra nguyên nhân để mọi người cố gắng biểu hiện tài năng của mình, thế nhưng vấn đề đầu tiên là phải hiểu thế nào là phục vụ lãnh đạo. Nếu không hiểu được ý nghĩ của lãnh đạo, không lo lắng cho lãnh đạo, chỉ cường điệu ý nghĩ của mình với lãnh đạo, chỉ biết biểu hiện tài hoa của mình mà không quan tâm đến ý nghĩ của lãnh đạo, dùng tài hoa của mình làm tài hoa của lãnh đạo, cố gắng tỏ vẻ cao siêu hơn lãnh đạo của mình, như vậy chỉ có đường chết. Nếu lãnh đạo không bằng anh, sao có thể là lãnh đạo của anh? Tuy tiểu tả biết rõ mối nguy trong sự việc này, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ tỉnh táo. Chủ nhiệm Miêu nói như vậy với mục đích gì? chưa nói những gì khác, ít nhất cũng nói mình là người trên cùng chiến tuyến với lãnh đạo, là một mắt xích của lãnh đạo. Nếu đã là như vậy thì hắn phải cố gắng phục vụ lãnh đạo của mình, chỉ như vậy mới có thể đạt được lợi ích cao nhất. Người không thể không có truy cầu, trước kia tiểu Tả thấy mình quá ngây thơ, mình giống như một đứa bé, bầu trời sao có thể rơi bánh xuống được. Cơ hội do mình tự tranh thủ, người khác cho mình một miếng đường, đối phương không nhất định là người tốt, nhưng đối mặt với Hư Vinh có ai không phải là tên ăn mày đói khát. Kết quả điều tra của chúng ta là như thế nào? Miêu Đại Phương không nói ra những thứ mà tiểu tả đang suy nghĩ, hắn chợt thay đổi chủ đề nói. Tôi cảm thấy cực kỳ phong phú. Tiểu tả có chút do dự rồi nói. Đúng vậy, rất phong phú, nhưng cậu thấy những tài liệu như vậy có thể làm gì được người kia sao? Không thể được, tiểu tả, tôi không phải dội lên người cậu một gáo nước lạnh, đó chính là với độ nặng của chút tài liệu này, nếu lãnh đạo tỉnh đánh bằng roi tôi dám cam đoan chỉ cần bên dưới có người gánh trách nhiệm như vậy tên khốn cản dỡ kia chỉ phải gánh chút trách nhiệm của lãnh đạo mà thôi nhìn một tên khốn như vậy không bị xử lý tôi thật sự rất đau lòng miêu đại phương siết chặt tay nói nhưng chúng ta không thể như vậy chúng ta phải tìm đủ biện pháp để xử lý người này không cho đối phương cơ hội được làm bậy cậu có hiểu ý tôi không tiểu tả tiểu tả tất nhiên hiểu ý của miêu đại phương Hắn cũng biết Miêu đại phương sẽ không tiếp tục lên tiếng. Lúc này hắn khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc tỏ thái độ. "Chủ nhiệm Miêu, tôi biết rõ nên làm thế nào, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực." "À, tốt, tiểu tả rất tốt, tương lai sẽ tốt đẹp." Miêu đại phương nở nụ cười khẽ vỗ vai tiểu tả, lại dùng giọng thấm thía vừa cười vừa nói. "Chương 585: Một đủ mọi hương vị." Cửa sổ phòng làm việc của Hào Nhất Phong luôn luôn mở ra mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên bàn làm việc làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Hào Nhất Phong đã là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão vẫn bảo trì sở thích của mình, mà thư ký lại càng hiểu ý của lãnh đạo, sắp xếp ghế làm việc của lãnh đạo ở vị trí có nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Nửa giờ đầu tiên vào buổi sáng làm việc, ngoài những công tác đặc biệt, Hào Nhất Phong thường không cho bất kỳ ai quấy dày. Quy của này của lão đã được các đại nhân vật trong chính đàn tỉnh Sơn Nam biết rõ như lòng bàn tay, vì thế bọn họ đều chờ qua khoảng thời gian này mới đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Hào Nhất Phong xem bản tin bắt mắt trên tờ báo đầu tiên trong chồng báo trước mặt, vẻ mặt lão vẫn rất bình tĩnh. Trước kia những loại báo chí phương Nam mang tính chất giải trí thế này sẽ không được đặt lên mặt bàn của lãnh đạo, bây giờ lại xuất hiện, tất nhiên có người đang cố gắng thúc đẩy. Hào Nhất Phong nhìn dòng chữ màu đen trên tờ báo không khác như những gì mình được báo cáo, thế là hắn khẽ nở nụ cười lão cũng không xem xét văn kiện mà dựa lưng lên ghế rơi vào trầm tư. Tút tút tút, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua dãy số, lão trầm ngâm dây lát rồi tiếp điện thoại. Chính Hồng, sao lại gọi điện thoại sớm như vậy? Cậu ở bên kia thế nào? Đã thích ứng rồi chứ? Hào Nhất Phong dùng giọng rất thân thiết nói, lúc này lão không giống như một bí thư tỉnh ủy, giống như biến thành một người anh đang quan tâm đến em của mình người gọi điện thoại chính là tề chính hồng tuy hắn nhỏ hơn hào nhất phong năm tuổi thế nhưng lúc này lại không được tinh thần bừng bừng như hào nhất phong hắn thở dài u buồn nói còn như thế nào nữa người ta xoay tôi chóng mặt tôi ngồi trong phòng làm việc không có việc gì làm rảnh rỗi đến mức mọc lông xanh hào nhất phong có thể cảm nhận được ý nghĩ thất lạc trong lời nói của tề chính hồng dù được nhiều người vung tay vận tác tề chính hồng xem như toàn thân rời khỏi tỉnh sơn nam thế nhưng toàn thân đi ra thì phải trả giá lớn cái giá lớn đó chính là tương lai. Bây giờ Tề Chính Hồng vẫn là một cán bộ cấp phó bộ, thế nhưng lại là dạng cán bộ ăn chờ ngồi trực đợi đến khi về hưu. Mỗi ngày trừ ăn uống thì căn bản không có gì làm. Hào Nhất Phong biết rõ hiện trạng của Tề Chính Hồng, lão và Tề Chính Hồng có quan hệ không tệ, lúc này nghe được những lời thất ý của bạn cũ, thật sự rất muốn an ủi. Nhưng lúc này lão không biết nên mở miệng từ phương diện nào cho tốt. Hơn nữa lão là người biết rõ tính nết của Tề Chính Hồng, người này có tính tình quật cường nếu an ủi không khéo sẽ bị đối phương nghĩ rằng bị xem thường tự tìm cho mình chút chuyện mà làm tề chính hồng trong mắt tôi không phải là người sáng đi làm chiều về nhà như vậy hào nhất phong trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc sau đó tề chính hồng đột nhiên nói bí thư nhất phong sự việc ở thành phố đông bộ có phải anh có chút nóng nảy rồi không Hào Nhất Phong thật sự không ngờ lúc này Tề Chính Hồng vẫn chú ý đến sự việc ở tỉnh Sơn Nam, vẫn chú ý đến thành phố Đông Bộ. Dù không có chứng cứ xác thực nhưng vụ sập cầu ở tỉnh Sơn Nam vẫn để lại chút dấu vết, Hào Nhất Phong có thể thông qua nó để kết luận có người đang âm mưu kéo ngã Tề Chính Hồng. Khi Hào Nhất Phong cho ra kết luận như vậy, lão nghĩ đến một cái tên, tất nhiên lão tin tưởng Tề Chính Hồng cũng biết điều này. Nhưng khi mình chuẩn bị ra tay thì Tề Chính Hồng lại dùng giọng rõ ràng thẳng thắn nói mình có chút nóng vội lão có chút trầm ngâm sau đó thản nhiên nói chính hồng trời làm bậy thì còn có thể sống người làm bậy chỉ có thể chết nếu hắn ta đã hở đuôi như vậy cậu còn cảm thấy chúng ta phải chờ sao tôi còn chờ đến bao giờ nữa tôi còn phải chờ sao những lời này tuy có vẻ bình thường nhưng lại có một khí phách vô tận trong khí phách có tự tin có khí thế mạnh mẽ hào nhất phong nói ra những lời này ở sâu trong lòng lão là cảm giác tự tin cao độ của một người là bí thư tỉnh ủy sơn nam Trước kia hào nhất phong là chủ tịch tỉnh, lão là người thâm căn cố đế ở Sơn Nam, bây giờ lão tiến lên làm bí thư tỉnh ủy, tất cả càng thêm thuận lợi, càng là nước chảy thành sông. Lão cũng không cần phải ẩn nhẫn như những người khác, đại thế đã thành, lúc này dù là chủ tịch Thạch Kiên Quân vừa mới đến nhận chức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng. Bí thư Nhất Phong, tôi cảm thấy anh vừa ổn vừa vững thì hay hơn." Tề Chính Hồng ở bên kia trầm ngâm một lúc lâu rồi dùng giọng âm u nói: đặc biệt là vấn đề của anh ta, tôi cảm thấy nó căn bản không đơn giản như vậy. Tề chính hồng nói, giọng điệu có vài phần khổ sở. Không đơn giản như vậy. Hào nhất phong chợt có chút sướng sốt, trong lòng giống như cảm thấy có thứ gì đó không đúng, nhưng khi lão chú tâm tìm kiếm cảm giác không đúng, lão lại không tìm ra nó là thứ gì và ở đâu. Chính hồng, bây giờ tên đã lên dây, tôi căn bản không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Hào Nhất Phong giống như cũng không muốn tiếp tục ở vấn đề này, lão trầm giọng nói. Hai ngày trước tôi nhận được một bức tranh chữ từ người bạn, cảm thấy nó rất đẹp, hai ngày nữa tôi sẽ cho người đưa đến cho cậu đánh giá. Tề chính Hồng tuy đã lùi xuống nhưng trí tuệ chính trị vẫn còn, hắn vẫn hiểu lúc này Hào Nhất Phong không muốn bản sâu hơn về vấn đề kia. Nếu mình tiếp tục nói lời ba hoa chích chè, chỉ sợ bí thư Hào cũng không thèm nghe. Tề chính Hồng suy nghĩ một chút về phương diện nhân quả hắn thầm thở dài một hơi. Tuy hắn cảm thấy sự việc lần này không đơn giản, thế nhưng nhìn vào sự thật, sự việc kia đã căn bản không còn đường lùi. Chỉ cần hào nhất phong đẩy mạnh từng bước, vương tử quân dù có bản lĩnh thông thiên cũng chạy trời không khỏi nắng, mà trực giác không đúng của chính mình xem ra cũng không còn đất diễn. Vậy xin đa tạ bí thư nhất phong. Tề chính hồng và hào nhất phong lại hàn huyên thêm vài câu việc nhà, sau đó phát hiện đối phương không còn hứng thú trò chuyện, thế cho nên nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Hào Nhất Phong lại cầm lấy tờ báo xem xét, sau khi xem xét vài lần thì ném tờ báo xuống mặt bàn. Lo nghĩ vô cớ. Bản tin trên một tờ báo phương Nam giống như đốm lửa trên đồng cỏ khô, chỉ sau nháy mắt đã làm bùng cháy dư luận, phóng viên hấp nơi từ bốn phương tám hướng chen chúc nhau chạy đến thành phố Đông Bộ. Thôn Mạnh Trang ngày xưa yên bình tĩnh lặng, bây giờ càng náo nhiệt khi từng đoàn phóng viên kéo đến, sau khi phóng viên đến thôn Mạnh Trang thì lại chạy sang khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ. Rất nhiều người còn chạy đến khối chính quyền thành phố, hy vọng có thể phỏng vấn người phụ trách trực tiếp chính là Chủ tịch Vương Tử Quân. Trong làn gió ác liệt vào thời điểm hiện tại, sự việc Vương Tử Quân kêu gọi và tiến cửa khu công nghiệp Thủy Tinh được các phóng viên đưa tin rầm rộ, một vài tờ báo bắt đầu nói về công trình chiến tích khu công nghiệp Thủy Tinh, hơn nữa cũng nhanh chóng liên hệ với cuộc sống của nhân dân. Chương 585: 2, đủ mọi hương vị. Quốc Lương, chủ tịch Vương có trong phòng làm việc hay không? Trưởng phòng Tuyên truyền Triệu Thúy Bình đi đến ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi Triệu Quốc Lương. Lúc này hai mắt Triệu Quốc Lương đỏ rực như lửa, nhìn qua thì biết không ngủ ngon. Sau khi nhìn thấy Triệu Thúy Bình, hắn vội vàng đứng lên khỏi ghế nói: "Chào trưởng phòng Triệu, chủ tịch Vương đang tiếp điện thoại trong phòng làm việc, ngài chờ một chút là được." tôi sẽ đưa ngài vào phòng. Triệu Thúy Bình khẽ gật đầu, sau đó nàng đi vào ngồi xuống trong phòng làm việc của Triệu Quốc Lương. Nàng đưa mắt nhìn Triệu Quốc Lương mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Nói thật thì nàng cũng không muốn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân vào lúc này, nhưng phóng viên bên ngoài và có thêm chỉ thị của Bí Thư Đồng, nàng là một trưởng phòng tuyên truyền thì không thể không đến một chuyến. Triệu Thúy Bình vốn đã cố gắng để chính mình không quan tâm đến đám phóng viên kia, nhưng Đồng Quốc Khánh nói vài câu lại đẩy nàng ra bờ sông. Dưới tình huống bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tuân theo sắp xếp của bí thư đồng, chạy đến phối hợp với chủ tịch vương. Đây là một chuyện đắc tội với người, lát nữa mình sẽ nói thế nào mới làm cho chủ tịch vương tử quân không cảm thấy mình là kẻ đến bỏ đá xuống giếng. Sau khi người của tổ điều tra rời khỏi thành phố đông bộ thì vương tử quân giống như niêm phong chính mình, nếu như không có chuyện gì thì bình thường cũng không lộ diện. Vì thế mà có nhiều người bắt đầu mở miệng nói gở, nói rằng vương tử quân bị miễn chức vì sự kiện ở thôn Mạnh Trang. Triệu Thúy Bình đã hỏi qua một vị thủ trưởng có quan hệ tốt với mình ở sự kiện thôn Mạnh Trang, nhưng vị lãnh đạo kia chỉ nghiêm túc nhìn nàng một cái, sau đó nói với nàng tám chữ chú ý làm tốt công tác của mình. Chú ý làm tốt công tác của mình chính là đừng quan tâm đến chuyện này, Triệu Thúy Bình tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trường phòng Triệu, Chủ tịch Vương mời chị đi vào. Triệu Quốc Lương đi đến nói với Triệu Thúy Bình. Triệu Thúy Bình khẽ gật đầu đi theo Triệu Quốc Lương vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nàng đã vài lần đến phòng làm việc của chủ tịch Vương, thế nhưng lúc này trong lòng lại có áp lực rất nặng, lại quá hiếu kỳ. Trường phòng Triệu, ngài là khách quý rất ít khi đến phòng làm việc của tôi." Khi trong đầu Triệu Thúy Bình đang có hàng loạt ý nghĩ thì một tiếng cười vang dội xuất hiện. Vương Tử Quân mặt một bộ tây trang màu xá và cực kỳ có tinh thần tiến lên tươi cười chào đón nàng. Triệu Thúy Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, nàng chợt sinh ra cảm giác có phải mình nhìn lầm rồi không? Vương Tử Quân với bộ dạng ung dung bình tĩnh thế này thì sao có chút bộ dạng sắp bị miễn chức hay tương lai mù mịt chứ? Triệu Thúy Bình ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, nàng tiếp nhận ly trà của thư ký Triệu Quốc Lương, sau đó mới nói. Chủ tịch Vương, hai ngày qua tôi thật sự rất đau đầu, đám phóng viên kia như ruồi bỏ bay vo ve quanh người tôi, nếu không phải tôi có chút tố chất, chỉ sợ cũng không cần tự đến chỗ ngài, phải là ngài đến thăm tôi mới đúng. trưởng phòng triệu, chị vất vả rồi. Vương tử quân nói rồi cười với triệu Thúy Bình, cũng không nói thêm gì khác. Triệu Thúy Bình nhìn gương mặt lạnh nhạt của vương tử quân, trong lòng có chút run rẩy thôi thì quyết định nói ra, dù sao thì roi ra cũng không đánh lên đầu mình. Chủ tịch vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến. Nói chúng ta phải cho ra văn kiện liên quan đến thôn Mạnh Trang để báo cáo lên trên. Triệu Quốc Lương đi đến gõ cửa, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Triệu Thúy Bình chợt sững sờ, thầm nghĩ mình đến thật sự không đúng lúc. Bây giờ tỉnh ủy đã tỏ thái độ, chính mình đến sớm hơn, chẳng phải cố ý làm một ngạt chủ tịch Vương sao. Tuy nàng không muốn trộn lẫn vào tranh đấu giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh, thế nhưng thật lòng thì nàng vẫn tràn đầy tin tưởng với vị chủ tịch trẻ tuổi đã mang đến cho thành phố đông bộ nhiều sức sống mới là Vương Tử Quân. Được rồi, Cậu để cho phòng tài nguyên môi trường đưa kết quả điều tra mới nhất đến đây, nhất định phải cẩn thận, sau đó kết hợp với tài liệu báo cáo của chúng ta đưa lên cho văn phòng khối chính quyền tỉnh và văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn dùng giọng bình tĩnh nói. Đồng thời cũng chuyển giao một phần kết quả điều tra cho bí thư Đồng. Vâng." Triệu Quốc Lương đồng ý một tiếng, sau đó hắn bước nhanh ra ngoài triệu thúy bình dựa vào trực giác của phụ nữ để cảm thấy lúc này triệu quốc lương đi không phải quá nhanh thế nhưng lại giống như có gì đó thúc đẩy dưới chân lúc này tuyến trên yêu cầu báo cáo rõ ràng là muốn bên dưới làm kiểm điểm vì sao triệu quốc lương lại hưng phấn như vậy chẳng lẽ trong chuyện này có gì khác thường sao trưởng phòng triệu lần này chị đến đây có chuyện gì vậy vương tử quân uống một ngụm trà sau đó hỏi triệu thúy bình triệu thúy bình đang suy nghĩ miên man khi vương tử quân hỏi lại lần thứ hai mới tỉnh táo lại nàng mỉm cười nhìn vương tử quân sau đó cuống quyết nói chủ tịch vương bí thư đồng nói tôi chào hỏi anh bây giờ có nhiều phóng viên đến yêu cầu phỏng vấn chúng ta nên làm sao bây giờ bí thư đồng thật sự yêu cầu chị đến hỏi tôi sao vương tử quân dùng ánh mắt chứa nụ cười nhàn nhạt, nhạt khẽ hỏi bí thư đồng bí thư đồng thật sự không thể cho ra quyết định thế cho nên cho tôi đến hỏi anh triệu thúy bình có chút trầm ngâm sau đó nàng nhanh chóng bình tĩnh lại vương tử quân thoải mái dựa lưng lên ghế hắn nói vậy thì chúng ta cứ mặc kệ câu trả lời như vậy là thật sự bất ngờ với triệu thúy bình nhưng khi nàng chuẩn bị hỏi lại thì vương tử quân đã nhắm mắt hơn nữa vẻ mặt thêm lạnh lùng triệu thúy bình nhìn vương tử quân giống như người đã đứng xa ngàn dặp nàng chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và chủ tịch vương là rất xa mặc kệ cũng chính là một phương án xử lý sự việc Triệu Thúy Bình là người có trí tuệ chính trị rất cao, nàng vừa suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân vừa cảm thấy buồn cười, giống như muốn xử lý lạnh lẽo, nào có khả năng như vậy. Nhưng Triệu Thúy Bình cũng không hỏi, dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo của nàng, bây giờ Vương Tử Quân cho ra đáp án như vậy, chính mình chỉ cần thực hiện theo chỉ thị là được, còn có gì xảy ra thì Vương Tử Quân sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó Triệu Thúy Bình lại biết mặc kệ cũng không phải là mặc kệ. Khi Triệu Thúy Bình ngồi trước bàn làm việc xem xét tạp chí, chợ chủ nhiệm văn phòng của phòng tuyên truyền chạy sộc vào. Vị chủ nhiệm này cũng không chờ ngồi xuống vững vàng mà nhanh chóng ném ra một tin tức không tưởng. Vấn đề ô nhiễm của thôn Mạnh Trang không phải là vì khu công nghiệp thủy tinh của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Theo điều tra mới nhất của phòng tài nguyên môi trường, nguyên nhân chính là thành phố Tam Hồ khai thác khoáng sản ở ngọn núi bên kia, làm ô nhiễm mạch nước ngầm của thôn Mạnh Trang, thế là phát sinh hàng loạt vấn đề thì ra là như vậy, vương tử quân lại tránh được một kiếp. Triệu Trung Trạch cảm thấy rất vui vẻ, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Chuyện gì xảy ra, sao tôi còn chưa biết tin tức này thì anh đã biết rồi. chương 586, một một đấm sấm sét đánh chết người. Trường phòng Triệu, tôi biết rõ chuyện này vì có nguyên nhân. Là thế này, hôm nay phòng tài nguyên môi trường cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân gây ô nhiễm thôn Mạnh Trang, vì vậy mà phái một tên cán bộ trẻ tuổi đến khối chính quyền thành phố Đông Bộ chuyển tài liệu. Không ngờ tên cán bộ kia có hơi qua loa đại khái, đã đến khối chính quyền thành phố nhưng lại quên văn kiện trên xe taxi. Chủ nhiệm văn phòng của phòng tuyên truyền thị ủy thật sự rất có tinh thần nói chuyện, sau khi dừng lại một lúc thì vui vẻ nói. Ngài biết rõ chuyện gì xảy ra không? Thật sự giống như diễn trò vậy, khi tiểu tử kia vừa bước xuống xe thì có vài phóng viên leo lên xe taxi, vừa lúc thấy được văn kiện kia phóng viên thì thế nào đám người này chỉ sợ thiên hạ không loạn thế cho nên nhanh chóng ném nội dung văn kiện này ra ngoài thật sự trùng hợp vậy sao triệu thúy bình thật sự không tin vào lỗ tai minh nàng dùng giọng rất mất phong độ nói việc này thật sự giống như bố yêu mẹ quá mức trùng hợp chủ nhiệm văn phòng trầm giọng nói với triệu thúy bình triệu thúy bình nghe được đáp án thì thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng tốt vấn đề không nằm ở thành phố đông bộ như vậy nàng là trưởng phòng tuyên truyền cũng không bị đám phóng viên đuổi cho chạy khắp nơi, lên rời không cửa xuống đất không đường. Triệu Thúy Bình cũng không phải hạng người trời sinh thích làm chuyện xấu xa, những năm nay công tác tuyên truyền căn bản không dễ làm chút nào. Đừng nghĩ lãnh đạo phát biểu ở các hội nghị lớn nhỏ, phòng tuyên truyền chỉ cần tốt khoe xấu che là xong, thật ra nếu có bất kỳ nhiễu loạn gì xảy ra, nếu phòng tuyên truyền không làm tốt công tác của mình, để người ta chọc ra vấn đề, là người phụ trách phòng tuyên truyền, lãnh đạo sẽ có sắc mặt tốt với anh sao? Anh là tiếng nói của Đảng ủy chính quyền thành phố, anh phải biết làm công tác thổi phồng, phải thông qua báo đài để làm cho lãnh đạo có thể diện, đồng thời cũng phải làm tốt công tác đoàn kết ổn định ở địa phương. Anh không nên đưa tin quá mức, cũng không nên chỉ đưa tin tốt, biểu đạt đúng trạng thái, đây mới là công tác đúng chỗ. Một câu tổng kết lại chính là phải hát cho đúng nhịp, đánh đúng trận chiến, làm đúng trọng điểm, nếu để người ta nắm được túm tóc thì chờ bị lãnh đạo mắng là vừa sự việc lúc này lại là của một thành phố khác, Triệu Thúy Bình căn bản là cơm áo không cần lo, có thể nhàn nhã mỉm cười ngắm hoa nhìn mây, còn nhân cơ hội nhìn thành phố hàng xóm lo lắng bất an. Xem ra Chủ tịch Vương đã tránh được một kiếp. Cũng không phải chỉ có một mình Triệu Thúy Bình nói ra lời cảm khái như vậy, nhưng bọn họ đại đa số đều cảm khái vì vấn đề đổ lên đầu của thành phố Tam Hồ. Thành phố Đông Bộ là khổ chủ, lúc này có thể tìm kêu khổ với thành phố Tả Minh, cũng bắt buộc đám người thành phố Tả Minh phải cho ra một cái giá lớn. Mà đảng ủy chính quyền tỉnh Sơn Nam cũng có thể biến thành phố đông bộ từ vị trí hiểm nghi tòng phạm sang khổ chủ. Đồng Quốc Khánh nhận được tin tức này thì cũng cảm thấy khó tưởng, thế nhưng nhìn vào báo cáo nghiêm túc cẩn thận của phòng tài nguyên môi trường, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu vì vận may của đối thủ. Công ty khai thác thiết ở thành phố Tam Hồ đã cho ra tác dụng rất lớn trên phương diện phát triển kinh tế, từ khi công ty kia đi vào sản xuất thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Tam Hồ là rất nhanh, thậm chí còn có lúc muốn vượt mặt thành phố Đông Bộ chúng ta. Con bà nó, thật sự là không ngờ đám người thành phố Tam Hồ ăn quả mà bắt chúng ta phải gánh tội thay. Bành Quang Bình vỗ bàn trong phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, hắn dùng giọng tràn đầy cam phẫn nói: Bí thư Đồng, chuyện này tuyệt đối không nên bỏ qua, nếu không làm cho đám người thành phố Tam Hồ chảy chút máu, chuyện này không thể bỏ qua nhanh chóng như vậy được đồng quốc khánh khoát tay áo hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy đảng hằng nói bí thư đồng không biết ngài còn nhớ rõ hạng mục khai thác thiết này hay không năm xưa hạng mục này hình như là do do bí thư tỉnh ủy tự mình tiến cử những thứ khác tôi còn không nhớ rõ thế nhưng năm xưa từng tiến hành nghi thức khởi công cực kỳ long trọng điều này tôi nhớ rất rõ ràng nếu như căn cứ chính xác của phòng tài nguyên môi trường căn bản chỉ là một luồng xét nhỏ bây giờ lời nói của đảng hằng thật sự giống như năm tia xét bổ xuống đầu có thể nói là vỗ ngay gáy đồng quốc khánh lúc này đồng quốc khánh chợt hiểu rõ vấn đề hạng trang vô kiếm ý tại phái công hạng trang là một võ tướng em của hạng vũ còn bái công là lưu bang ý của câu thành ngữ này chỉ trong bữa tiệc hồng môn hạng trang mượn tiếng ra múa kiến trợ hứng và muốn nhân cơ hội này giết chết lưu bang nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng nhưng thực tế lại có dụng ý khác chính Đồng Quốc Khánh căn bản không phải là bái công vì với thân phận của hắn thì căn bản không đủ độ nặng. Lúc này cảm giác đầu tiên của Đồng Quốc Khánh chính là cơ thể lạnh như băng, chuyện này không ngờ lại hướng về phía hào nhất phong. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến kết quả không rét mà run này thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ muốn cản lại, nếu như sự thật này được bùng phát ở thành phố Đông Bộ. Hào Nhất Phong tuy nhìn chằm chằm vào vương tử quân, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy đông bộ cũng khó tránh khỏi ít nhất thì Đồng Quốc Khánh cũng sợ lưu lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo âm không đủ lực khống chế toàn cục. Thư ký trưởng đảng, cậu thông báo cho phòng tài nguyên môi trường, chuyện này. Đảng Hằng cười khổ nói. Bí thư đồng, nếu như phòng tài nguyên môi trường không truyền tin ra ngoài thì chúng ta còn cản được, nhưng bây giờ tin tức đã được phóng viên truyền đi khắp nơi. Nếu chúng ta muốn áp chế chuyện này, sợ rằng biến hay thành dở, giấu đầu hở đuôi. Đồng Quốc Khánh cũng biết bây giờ căn bản không thể nào áp chế được nữa, thế là vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, tình huống lúc này thật sự không còn lựa chọn nào tốt cho hắn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên rồn rập, đột nhiên có một giọng nói truyền vào. Bí thư đồng, phần lớn phóng viên đều đã đi rồi, bọn họ đều đến thành phố Tam Hồ. Đồng Quốc Khánh đưa mắt nhìn người đi vào, vẻ mặt hầu như có thể vặn ra nước. Hắn vừa định mở miệng gian dậy đối phương, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn trầm ngâm dây lát rồi bắt máy, chợt nghe lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao là Trương Đảo Long trầm giọng báo cáo. Bí thư đồng Thôn dân thôn Mạnh Trang nghe nói nguyên nhân gây ô nhiễm cho mình là công ty thiết bên phía thành phố Tam Hồ, thế là thôn dân kích động bây giờ đang kéo về phía công ty khai thác khoáng ở thành phố Tam Hồ. Có phóng viên tung tin, thôn dân lại chạy đi gây rối. hơn nữa sự việc này trước đó vốn dĩ đã được xào nấu vài ngày, cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người, bây giờ nếu muốn che lại thì căn bản là không thể. Trương Đảo Long, tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi mặc kệ anh tìm ra kế sách gì, nhất định phải ngăn chặn lại, nếu có xung đột lớn xảy ra, chỉ sợ sẽ có vấn đề chính trị, đến lúc đó anh cũng sẽ bị liên quan. Đồng Quốc Khánh hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng phân phó nói với Trương Đảo Long. Trương 586, 2, một đấm sấm sét đánh chết người. Trương Đảo Long uất ức kêu lên. Bí thư đồng, bây giờ lửa giận của quần chúng tăng vọt, lại cực kỳ xúc động. Nếu muốn ngăn cản bọn họ, chỉ sợ chúng tôi cũng không làm được. Đồng chí trương đảo long, tôi lặp lại một lần nữa, ổn định là trên hết, phải làm cho tốt, không thể làm cũng phải làm. Đây là nhiệm vụ quan trọng của đảng cho anh. Nếu như chút chuyện này anh không làm được, như vậy cũng đừng làm lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao nữa. Trương đảo long giống như cũng thái độ cứng rắn của bí thư đồng làm cho sợ hãi hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói bí thư đồng tôi chỉ làm hết sức mà thôi đồng quốc khánh đặt điện thoại xuống sau đó không khỏi thở dài một hơi hắn tham chính nhiều năm hắn mẫn cảm ý thức được sẽ có bão tố kéo đến tuy bản thân hắn sẽ không bị kéo vào vòng xoáy thế nhưng hắn là bí thư thị ủy thành phố đông bộ đường đường là lãnh đạo đứng đầu nếu để cho nhân dân cho ra hành vi náo loạn thật sự khó cứu vãn trách nhiệm trời muốn mưa mà cô gái muốn lấy chồng. Vương tử quân ở trong phòng làm việc của mình, lúc này bầu không khí đầy mây đen xem như đã bị quét sạch. Dù là Thái Nguyên Thương hay Triệu Quốc Lương cũng đều tỏ ra rất vui mừng. Đối với bọn họ thì Vương Tử Quân là chỗ dựa của mình, bây giờ Vương Tử Quân bình an vô sự, tất nhiên bọn họ sẽ an tâm hơn rất nhiều. Người đến phòng làm việc của Vương Tử Quân càng nhiều hơn, ngay cả vài vị phó chủ tịch vừa tiến lên nhận chức cũng nhanh chóng đi đến phòng làm việc nói vài lời an ủi với chủ tịch Vương. Tôi nói có sai đâu, khu công nghiệp thủy tinh sao lại gây ô nhiễm ác liệt như vậy được? Sao lại có thể gây ô nhiễm cho thôn Mạnh Trang được? Thì ra tất cả là do công ty thiết của thành phố Tam Hồ. Đúng là con bà nó bực bội, đám người thành phố Tam Hồ dựa vào công ty thiết để đẩy mạnh phát triển kinh tế, cuối cùng lại bắt chúng ta chùi đít, như vậy là thế nào? Đúng vậy, Chuyện này chúng ta không thể để cho đám người thành phố Tam Hồ được yên, phải nói rõ ràng, cho dù báo cáo lên tỉnh cũng phải có câu trả lời rõ ràng. Mọi người nói anh một câu tôi một câu, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía thành phố Tam Hồ. Nhưng Vương Tử Quân là nhân vật chính của sự việc lần này lại tỏ ra rất lạnh nhạt, hắn vất vất tay nói. Chuyện này chúng ta cứ liên hệ với thành phố Tam Hồ là được, chúng ta là thành phố láng giềng, đừng để tổn thương đến chuyện tình cảm đôi bên. Tôn quốc lĩnh nghe được lời của vương tử quân thì cười thầm, thầm nghĩ đừng nghĩ chủ tịch vương còn trẻ mà không có kinh nghiệm, nếu nói về đạo hạnh cố làm ra vẻ chính thức, chỉ sợ còn mạnh hơn đám người bọn họ rất nhiều lần. Dân chúng có tính cách rất kỳ quái, anh càng che đậy thì mọi người sẽ càng hiếu kỳ. Bây giờ anh đã truyền chuyện này đi, đám phóng viên bên kia như ruồi thấy thịt thối đã bay đến bâu vào, thật sự đã rất loạn. Bây giờ anh lại giả vờ chính thức để cường điệu xử lý an phận, như vậy có khác gì giật dây cổ vũ. Đừng nói là đám người bọn họ ở đây, dù là bất cứ ai cũng khó thể nào vung tay áp chế sự việc lại được. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn qua dãy số gọi đến, hắn nhanh chóng nghe máy. Bên trong điện thoại vang lên một giọng báo cáo. "Chủ tịch Vương, thôn dân thôn Mạnh Trang đang tiến về phía công ty thiếc, giống như sắp phát sinh xung đột." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống không nói một lời, vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng nhưng Triệu Quốc Lương luôn công tác ở bên cạnh Chủ tịch Vương, hắn phát hiện vẻ mặt của Chủ tịch Vương thật sự có chút khác thường. Chủ tịch Vương, cứ để cho bọn họ đến đó quấy phá đi. con bà nó, mèo sao có thể thay chuột gách vác tiếng xấu. Bây giờ gây náo loạn cũng không có gì phải sợ, dù sao thì đám người thành phố Tam Hồ mới là đầu sỏ gây chuyện, dù lãnh đạo tỉnh truy cứu trách nhiệm cũng chỉ là bọn họ chịu tội mà thôi. Lữ Hạ Cường là phó chủ tịch chủ khảo công tác công nghiệp và môi trường, nếu như vấn đề ô nhiễm có liên quan đến thành phố Đông Bộ, như vậy một vị phó chủ tịch thường ủy như hắn cũng khó tránh khỏi liên quan. Hai ngày qua áp lực trên người hắn thật sự rất lớn, có thể nói là khó hít thở. Bây giờ hắn thấy sự việc biến đổi, tất nhiên hắn sẽ có ý nghĩa oán giận với kẻ gây họa là thành phố Tam Hồ, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Không được, mặc kệ nguyên nhân của sự kiện lần này là gì, chúng ta cũng phải ngăn chặn quần chúng lại, càng không thể để phát sinh sự kiện đổ máu có gì xảy ra thì chúng ta sẽ thương lượng giải quyết, không nên để quần chúng vô tội xảy ra va chạm với công ty thiếc. Vương tử quân vung tay lên trầm giọng phân phó. Thư ký trưởng, chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đến thôn Mạnh Trang. Tuy sự kiện lần này là chúng ta chịu uất ức, thế nhưng chúng ta cũng không tính toán chi ly, vào đúng thời điểm vẫn phải nhìn về phương diện chính trị. Dưới sự quyết định của Vương Tử Quân, các vị phó chủ tịch thành phố đông bộ đều theo sát Vương Tử Quân, cả nhóm nhanh chóng chạy về phía thôn Mạnh Trang. Khi nhóm người vương tử quân chạy đến thôn Mạnh Trang thì lúc này đã không còn một ai ở lại, ngoài ông già và trẻ nhỏ, hầu như tất cả thanh niên và trung niên đều đã đi đến công ty thiếc ở cách đó 2 km để gây hấn. Khi nhóm người vương tử quân chạy đến công ty thiếc, phát hiện thôn dân đã vây quanh cổng công ty, một vài thứ đã bị người ta đánh nát bấy. Trong công ty thiếc cũng có người lao ra rằng co với thôn dân, cũng có cán bộ của thành phố Tam Hồ và Đông Bộ chạy đến lớn tiếng khuyên bảo quần chúng không nên kích động, có vấn đề gì cứ nói, chính quyền sẽ xử lý. Nhưng lúc này những lời khuyên bảo căn bản không có hiệu quả với người dân thôn Mạnh Trang, tất cả giống như mất đi tính thuyết phục. Đặc biệt là khi đám cán bộ thành phố Tam Hồ cho ra hứa hẹn sẽ đền bù tổn thất cho người dân thôn Mạnh Trang, lại có người phẫn nộ chửi ầm lên. Còn bà mày, mày không cần phải mở miệng đền bù tổn thất này nọ với chúng tao, bố mày đây căn bản không tin công ty thiếc này xả chất thải ô nhiễm ra môi trường chúng mày không biết sao rõ ràng là cấu kết với nhau hết rồi chúng mày cố ý không để cho chúng tao điều tra ra được bây giờ còn dám lên tiếng sao bà con đập nát công ty này ra phá nát nó đi thì thôn chúng ta sẽ không bị ô nhiễm nữa đúng đập nát công ty này ra nếu có thằng nào còn dám cản tao liều mạng với nó dù sao cũng khó sống vậy thì liều mạng với chúng nó Chủ tịch Trương, anh cũng nên nghĩ biện pháp gì đi chứ. Nếu sự việc náo loạn, chỉ sợ hai chúng ta cũng không ai có thể thoát thân được. Một vị cán bộ phụ trách công tác của thành phố Đông Bộ nhìn khí thế của nhân dân quá hung hãn, thế là giữ lấy tay Trương Đảo Long rồi dùng giọng cấp bách nói. Lúc này Trương Đảo Long cũng đỏ mặt tía tai, hắn đã nói đầy đủ đạo lý to nhỏ với người dân thôn Mạnh Trang, nhưng trường hợp này căn bản chẳng ai thèm nghe lời khuyên của hắn chương 586, 3, một đấm sấm sét đánh chết người. Trương Đảo Long nhìn bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của vị cán bộ bên phía thành phố Tam Hồ, trong lòng hắn cũng có chút cảm giác sảng khoái. Thầm nghĩ vài ngày trước các người đốt lửa lên người tôi, ai cũng đứng ngoài cười ha hả xem kịch vui. Hi hi, bây giờ thì tốt, chúng tôi không có việc gì, hướng gió lại thay đổi, lửa do người nào ném ra thì quay lại đốt trên người kẻ đó, không phải cười người hôm trước hôm sau người cười sao. Anh à, tôi cũng rất sốt ruột, anh cũng không phải không thấy, bọn họ căn bản không chịu nghe lời tôi. Trương Đảo Long vung hai tay ra dùng giọng bất đắc dĩ nói. Trương Đảo Long, nếu bây giờ phát sinh xung đột lớn, như vậy hai anh em chúng ta sẽ xong đời. Người phụ trách ở phía thành phố Tam Hồ cũng không phải là kẻ ngốc, khi thấy bộ dạng của Trương Đảo Long thì lớn tiếng nói. Chiêu thức này của tên cán bộ thành phố Tam Hồ nếu áp dụng lên người khác thì căn bản sẽ có tác dụng, nhưng trước đó trương đảo long đã tính đến hậu quả xấu nhất bây giờ bị đối phương uy hiếp thì tỏ ra cực kỳ cứng nhắc người này còn chưa kịp nói cho xong thì trương đảo long đã cười nhạt một tiếng hắn dùng giọng không chút khách khí để chế giễu cho dù phát sinh xung động thì con bà nó anh sẽ là người phụ trách đầu tiên thành phố đông bộ chúng tôi sẽ là niềm lưng nhưng có một sự thật không thể thay đổi được đó là chúng tôi vốn dĩ là kẻ bị hại người phụ trách bên phía thành phố tam hồ thật sự sinh ra tâm tư muốn khóc dù hắn đã điều đến vài xe cảnh sát, thế nhưng tình huống lúc này làm hắn không dám ra lệnh cho cảnh sát ra tay. Nếu một khi vận dụng lực lượng cảnh sát sẽ chọc giận dân chúng, nếu phát sinh nhiễu loạn thì không thể nào thu thập cục diện được nữa. Khi tên cán bộ thành phố Tam Hồ đang hoảng sợ cầm lấy điện thoại gọi đi xin trợ giúp từ khắp nơi, lúc này người dân thôn Mạnh Trang đã áp sát về phía trước, tình huống xung đột sắp phát sinh. Dừng tay lại cho tôi. Được loa phóng thanh trợ giúp, Vương Tử Quân và nhóm cán bộ lãnh đạo thành phố Đông Bộ đã chạy đến hiện trường. Xung đột ở thành phố Đông Bộ rơi vào trong tay chủ tịch Hào Nhất Phong rất nhanh. Trước khi nhận được tin thì Hào Nhất Phong đang ngồi suy tư trong phòng làm việc, tiếp theo nên làm gì để tiến thêm một bước xử lý sự kiện ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Bộ. Nhưng khi thư ký vội vàng chạy vào báo cáo, gương mặt Hào Nhất Phong chợt tức giận đến mức tái nhợt. Bí thư Hào, làm sao vậy? Quan Vĩnh Hạ ngồi đối diện với Hào Nhất Phong chợt trầm giọng hỏi. Quan Vĩnh Hạ là tâm phúc của Hào Nhất Phong, sau khi Hào Nhất Phong được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, Quan Vĩnh Hạ cũng được điều nhiệm làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền tỉnh. Có thể nói chỉ cần chờ thời cơ chín mùi thì vị trí thường ủy tỉnh ủy, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy sẽ là của hắn. Quan Vĩnh Hạ theo Hào Nhất Phong nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt Hào Nhất Phong biến đổi như vậy hắn thầm suy đoán xem sự việc gì xảy ra đồng thời trong lòng cũng cực kỳ không yên hào nhất phong không nói gì hắn chỉ đưa báo cáo cho quan vĩnh hạ sau khi nhìn báo cáo điều tra về vấn đề ô nhiễm môi trường ở thôn mạnh trang thành phố đông bộ thì lúc đầu quan vĩnh hạ chỉ cảm thán vương tử quân thật sự may mắn nhưng khi thấy được tin tức người dân thôn mạnh trang kéo đến vây công công ty thiếc ở thành phố tam hồ đồng thời cũng yêu cầu đóng cửa nhà máy thì vẻ mặt hắn trở nên trắng bệch Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong, hắn biết rõ công ty thiết ở thành phố Tam Hồ chính là một hạng mục lớn của Chủ tịch Hào vào thời điểm trước kia. Năm xưa vì hạng mục này mà Chủ tịch Hào thật sự rất có uy vọng, nhưng bây giờ hạng mục này lại uy hiếp cuộc sống của thôn dân, trách nhiệm của nó do ai gánh chịu. Hầu như chỉ sau nháy mắt thì Quan Vĩnh Hạ nhìn sang Hào Nhất Phong, lúc này Hào Nhất Phong cũng đang nhìn hắn. Bí thư Hào, chỉ sợ sự việc này không đơn giản như vậy. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong khẽ gõ tay xuống mặt bàn, lão cũng không trả lời câu hỏi của Quan Vĩnh Hạ, nhưng hai mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Vì Hào Nhất Phong trầm mặc không nói mà bầu không khí trong phòng giống như hạ xuống rất nhiều. Sau khi trầm mặc một lát, Hào Nhất Phong chợt cảm khái nói. Thật sự là một lỗ hổng không nhỏ, không ngờ tôi lại nhảy xuống. Lúc này Quan Vĩnh Hạ thật sự rất đồng cảm, nhưng hắn cũng không đáp lại lời nói tự diễu của Bí Thư Hào. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Bí Thư Hào, hôm nay Chủ tịch Thạch tổ chức hội nghị văn phòng Chủ tịch để tìm ra phương án giải quyết sự kiện ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Bộ. Vẻ mặt Hào nhất phong căn bản không có bất kỳ biến đổi nào khác, lão khoát tay với quan Vĩnh Hạ rồi nói. Cũng nên đến lúc vùi đất lấp lỗ hồng lại được rồi, cứ mặc kệ anh ta, cũng không làm gì được tôi. Khi Hào Nhất Phong nhận được tin tức, trong phòng họp của văn phòng khối chính quyền tỉnh, quyền chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân đang tổ chức hội nghị văn phòng chủ tịch. Một vài đề tài thảo luận theo thông lệ của hội nghị đã được thông qua cực kỳ thuận lợi, lúc này các vị chủ tịch tỉnh Sơn Nam đang bàn về phương án giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Bộ. Phó chủ tịch thường ủy Đỗ Kính Thăng lúc này đang cầm trong tay báo cáo của phòng giám sát tỉnh ủy, hắn nói. Chủ tịch Thạch, vấn đề ô nhiễm ở thôn Mạnh Trang thành phố Đông Bộ thật sự làm cho người ta cảm thấy đau lòng, Bây giờ tư tưởng vì thúc đẩy phát triển kinh tế mà xem thường hoàn cảnh môi trường là cực kỳ không được. Những đồng chí chỉ biết lợi ích trước mắt, muốn nắm cái lợi nhỏ mà để lại tai họa cho nhân dân và con cháu như thế này nếu không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ sau này sẽ càng có những sự việc giống như thế này phát sinh. Chúng ta không những phê bình giáo dục các đồng chí chỉ biết làm việc hình thức, còn phải để cho bọn họ gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Chúng ta không phải chỉ đánh bằng roi, có lúc phải đánh cho thật đau bằng cờ lê. Tôi đề nghị thế này, người có trách nhiệm hàng đầu ở thành phố Đông Bộ phải bị miễn chức tại chỗ, các đồng chí có trách nhiệm chủ yếu cũng phải tiến hành điều chỉnh lại vị trí hiện tại. Đỗ Kính Thăng dù là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hắn là người được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ, thế cho nên biểu cực kỳ cường thế trong khối chính quyền tỉnh. Hắn biểu hiện thì có vẻ rất tôn trọng quyền chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế nhưng nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, nếu có thể đứng ra cản tay thì không bao giờ bỏ qua. Khi Đỗ Kính Thăng vỗ tài liệu điều tra lên mặt bàn thì bầu không khí hội nghị chợt trở nên trầm mặc, hầu như tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thạch Kiên Quân. Lúc này tiêu điểm của mọi người chính là thái độ của quyền chủ tịch Thạch Kiên Quân. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân rất bình tĩnh, hắn nhìn và nở nụ cười với Đỗ Kính Thăng, sau đó cầm bản tài liệu lên xem, cuối cùng mới nói. Vấn đề này thật sự nghiêm trọng, nhưng xử lý như vậy có quá mức nghiêm khắc hay không? chương 586, 4, một đấm sấm sét đánh chết người. Chờ Thạch Kiên Quân nói hết lời, Đỗ Kính Thăng châm một điếu thuốc nói. Chủ tịch Thạch, tôi hiểu ý của anh, con người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm. Chỉ cần biết sửa chữa thì sẽ là đồng chí tốt, tôi cũng hiểu rõ tâm tính yêu tài của ngài, đảng bồi dưỡng ra một cán bộ là không dễ dàng, điều này tôi cũng hiểu rõ. Nói thật lúc đầu thì tôi cũng nghĩ như vậy, chuyện này căn bản chỉ cần gõ đầu cảnh cáo là được, nhưng khi nhìn vào bản điều tra thì tôi chợt thay đổi ý kiến, tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Là quan phụ mẫu của một địa phương thì trong mắt không phải chỉ có phát triển kinh tế, còn phải cực kỳ coi trọng vấn đề dân sinh. Nhưng nếu chỉ vì truy cầu chiến tích mà cho ra hành vi tát ao bắt cá thì nên khiển trách. Nếu chúng ta phát hiện ra thì sẽ tuyệt đối không nuông chiều, nhất định phải xử lý cực kỳ nghiêm khắc, phải áp dụng phương thức xử lý một người mà gian dạy ngàn người. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể nắm chặt sự kiện lần này mà cho ra một bài học nhãn tiền với đám cán bộ là lãnh đạo địa phương. Biết đâu đối với một số người thì như vậy sẽ là ra tay quá nặng, nhưng nghĩ đến tình huống quần chúng sống trong tình cảnh ô nhiễm, còn cái gì hình dị dạng, ai có thể cho bọn họ một câu trả lời thích đáng đây. Đỗ Kính Thăng rõ ràng là một người ăn nói cực kỳ khéo léo, hắn lên tiếng cực kỳ rõng rạc, bộ dạng giống như không nắm bắt trách nhiệm kẻ đầu sỏ của sự kiện lần này thì thề không bỏ qua dưới sự ảnh hưởng của những lời nói phát ra từ miệng hắn, nữ phó chủ tịch Trần Hiếu Quyên gần đây thích đứng vào trạng thái trung lập cũng trầm giọng nói. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy chủ tịch Đỗ nói cũng không phải không có lý. Tuy chúng ta chú trọng phát triển kinh tế, thế nhưng cũng không nên buông lỏng công tác bảo vệ môi trường, vì vậy tôi cảm thấy nên nghiêm túc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong sự kiện này. Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch Đỗ, có những đồng chí trẻ tuổi thật sự có năng lực kêu gọi đầu tư, thế nhưng lại luôn có khiếm khuyết, vì vậy chúng ta càng cần có yêu cầu nghiêm khắc với các đồng chí này. Không những phải có tinh thần phụ trách với dân chúng địa phương, còn phải có tinh thần phụ trách với đồng chí của mình. Tôi đồng ý với lời đề nghị của Chủ tịch Đỗ. Sau khi vài vị phó Chủ tịch lên tiếng đồng ý, Đỗ Kính Thăng khẽ dựa lưng ra ghế, trong lòng thầm nghĩ đại cục đã định, dù là Thạch Yên Quân cũng không thể nào làm gì được mình. Dù sao thì đối phương bây giờ cũng mới chỉ là một quyền chủ tịch mà thôi. Nếu so sánh với Thạch Kiên Quân thì Đỗ Kính Thăng chủ yếu chú ý đến Trương Đông Viễn nhiều hơn, vì hắn biết rõ Vương Tử Quân có quan hệ tốt với Trương Gia. Nhưng bây giờ dù Trương Đông Viễn có phản đối thì cũng như không, đại cục đã định, căn bản không làm nên trò chống gì cả. Trương Đông Viễn xoay xoay điếu thuốc trong tay, chốc chốc lại đặt lên mũi người một cái giống như rất chú tâm vào điếu thuốc, căn bản không quan tâm đến những gì phát sinh xung quanh. Chỉ là trong lòng lão lúc này lại bùng sóng, lão vừa oán trách Vương Tử Quân, vừa nghĩ biện pháp phải làm sao để giúp đỡ, nếu không thì phải kéo giãn sự việc ra một chút. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh Lý ứng chính đi đến, hắn đặt một văn kiện trên tay xuống trước mặt chủ tịch Thạch Kiên Quân rồi khẽ nói. Chủ tịch Thạch, đây là báo cáo của thành phố Đông Bộ về sự kiện ô nhiễm môi trường ở thôn Mạnh Trang. Lý ứng chính nói làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn vào văn kiện trong tay Thạch Kiên Quân, nhưng vì khoảng cách quá xa, Thế cho nên lúc này bọn họ cũng không nhìn ra được điều gì. Nhưng lúc này bọn họ lại thấy ánh mắt và gương mặt chủ tịch Thạch Kiên Quân dần trở nên lạnh lẽo. "Chủ tịch Trương, anh nhìn qua xem." Thạch Kiên Quân đọc xong văn kiện cũng không mở miệng mà đưa sang cho Trương Đông Viễn ở bên cạnh. Trương Đông Viễn tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, gương mặt căng cứng chợt thả lỏng giống như được đại xá. Bầu không khí trong phòng họp khối chính quyền tỉnh trở nên cực kỳ quỷ dị rất nhiều người nhìn vào vẻ mặt của Thái Kiên Quân và Trương Đông Viễn, đều căn cứ vào sự biến đổi trên gương mặt của hai vị lãnh đạo để nhìn ra chút gì đó. Đỗ Kính Thăng là người quan tâm nhất đến sự kiện này, hắn nhìn nụ cười của Trương Đông Viễn, trong lòng chợt sinh ra cảm giác xấu. Nhưng lúc này văn kiện còn trong tay của Trương Đông Viễn, cho dù hắn có nóng vội thế nào cũng không dám lấy văn kiện ra từ trong tay của Chủ tịch Trương. Chủ tịch Đỗ, mời anh xem. Trường Đông Viễn cũng không giữ văn kiện trong tay mình quá lâu, lão trực tiếp đưa cho Đỗ Kính Thăng. Khi Đỗ Kính Thăng nhìn qua văn kiện vài lượt, gương mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Sự việc bây giờ sao lại chuyển sang công ty thiết ở thành phố Tam Hồ? Điều này sao có thể? Nhưng khi mở tấm bản đồ của tỉnh Sơn Nam ra, hắn mới phát hiện điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy sự việc sẽ rơi lên người lãnh đạo thành phố Tam Hồ, Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố Tam Hồ gần đây đi rất gần với bí thư Hào Nhất Phong, lần này chỉ sợ bọn họ sẽ bị xử phạt. Chính Đỗ Kính Thăng vừa rồi đã lớn tiếng yêu cầu xử phạt, chỉ sợ bây giờ là nước đổ khó hốt, thu lại không được nữa rồi. Hắn nghĩ đến hậu quả mà trong lòng cực kỳ rối loạn. Đỗ Kính Thăng lại thầm trấn an mình, hắn nhướng mày tiếp tục xem xét, nhưng cái tên công ty thiết lại làm cho hắn cảm thấy phát lạnh. Hắn là lão cán bộ của tỉnh Sơn Nam, hắn biết rõ những chuyện xảy ra trong tỉnh, tất nhiên kể cả chuyện công ty thiết đầu tư vào thành phố Tam Hồ. Vừa rồi chính Đỗ Kính Thăng mở miệng yêu cầu xử lý trách nhiệm của đám người Vương Tử Quân, nếu như dựa theo đúng phương án này để xử lý vấn đề, liệu bí thư Hào Nhất Phong có phải là đối tượng cần truy cứu hay không? Hào Nhất Phong có phải chịu trách nhiệm ở phương diện này không? Đỗ Kính Thăng nghĩ đến kết quả mà trong đầu chợt rối loạn. Đỗ Kính Thăng dù thế nào cũng không ngờ chuyện này lại chuyển tiếp đột ngột như vậy, ma xui quỷ khiến như vậy. Nếu như hắn sớm biết có kết quả như vậy, hắn sẽ không bao giờ tỏ thái độ như vừa rồi. Đỗ kính thăng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía phòng họp, lúc này hắn phát hiện bầu không khí im ắng đến mức đáng sợ. Lúc này đám người đến tham gia hội nghị văn phòng chủ tịch đều chừng mắt nhìn nhau, căn bản không ai lên tiếng. Không ai lên tiếng, điều này cũng không thể nói rõ đỗ kính thăng có vấn đề, nhưng hắn lại cảm thấy bầu không khí phòng họp thế này làm mình sinh ra cảm giác đè nén chưa từng có hắn há miệng định nói một câu, thế nhưng hắn lại buông tha ý nghĩ này của mình, hắn không biết nói gì cho phải, chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Thạch Kiên Quân nhìn những trợ thủ của mình, hắn thầm hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn đã đạt được mục đích của mình, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Thành phố Đông Bộ đã phát sinh tình huống mới, như vậy sự việc này hạ xuống, đợi đến khi có kết luận chính thức thì sẽ lấy ra thảo luận sau. Thạch Kiên Quân là quyền chủ tịch tỉnh, hắn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đè nén, mọi người có thể thả lỏng một chút. Hắn nói xong thì Trương Đông Viễn và Đỗ Kính Thăng nhanh chóng lên tiếng đồng ý. chương 586, năm, một đấm sấm sét đánh chết người. Thạch Kiên Quân tuy đề nghị buông tha cho chuyện này nhưng trong lòng lại cực kỳ nuối tiếc. Nhưng hắn vẫn nhớ những lời phân tích tình hình ở tỉnh Sơn Nam của người thanh niên kia, thế cho nên cố gắng áp chế cảm giác không cam lòng vào sâu trong lòng. Ban ngành tỉnh Sơn Nam mới được thành lập, Tuy sự kiện lần này có thể làm cho Hào Nhất Phong luống cuống tay chân, thế nhưng muốn lợi dụng vào đó để gây khó cho Hào Nhất Phong thì căn bản là không thể. Nếu lúc này biểu hiện ra địch ý, không bằng cứ giữ biểu hiện bình thường, như vậy vừa làm cho anh có danh tiếng giữ gìn đại cục, lại vừa tăng độ nặng trong mắt lãnh đạo, thật sự là nhất cử tam tiện. Dù có người cố gắng áp chế sự kiện lần này, thế nhưng có một số việc vẫn được tiết lộ ra bên ngoài, sau đó tin tức sẽ chuyển đi bốn phương tám hướng như ôn dịch. Sau khi hội nghị văn phòng chủ tịch được tổ chức, lúc này tất cả các cơ quan ban ngành trong tỉnh đều đang lan truyền tin tức bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong tiến cử công ty thiết đến thành phố Tam Hồ. Hào Nhất Phong là người tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy của nhiếp hạ quân, thật sự cực kỳ ổn định. Sau khi nhiếp hạ quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, có thể nói trong tỉnh Sơn Nam căn bản không còn một ai có thể chống lại ý chỉ của hắn. Nhưng sự kiện liên quan đến công ty thiết ở thành phố Tam Hồ bị lột trần, Danh tiếng của Hào Nhất Phong lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đảng ủy chính quyền tỉnh căn bản bảo trì sự trầm mặc với sự kiện này, nhưng trầm mặc hay không cũng như nhau, vì trong lúc trầm mặc có kẻ thích xem kịch vui, có kẻ ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Người ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng tất nhiên sẽ không có tâm tư dùng cơm ở khách sạn, cho nên đi dùng cơm vui vẻ chỉ là đám người muốn xem kịch vui mà thôi. Trên tầng cao nhất của khách sạn Sơn Thủy trong tỉnh Sơn Nam, đệ nhất thư ký của khối chính quyền tỉnh là Trần Hiểu Văn đang đứng ngoài cổng nhìn quanh quẩn. Năm xưa Trần Hiểu Văn chính là tâm phúc của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ Thạch Kiên Quân quay về Sơn Nam, hắn vốn là người mà tính mạng chính trị đã bị cho ra rìa, bây giờ chờ tỏa sáng lần thứ hai. Chủ nhiệm Trần, ngài nếu là chờ người thì có thể nói bộ dạng của người đó cho chúng tôi, tôi sẽ cho nhân viên phục vụ chờ ở chỗ này, ngài cứ đi nghỉ trước đi. Giám đốc khách sạn Sơn Thủy là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, là một thiếu phụ sinh đẹp quyến rũ động lòng người, thật sự làm cho đám đàn ông sinh ra ý nghĩ chinh phục. Trước kia Trần Hiểu Văn cũng có vài ý nghĩ với người phụ nữ này, thế nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tình. Hắn khoát tay áo với cô nàng rồi trầm giọng nói. Giám đốc Lý, cô cứ đi đi, chỗ này có chuyện của tôi, nếu không có chuyện gì thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Giám đốc Lý là một người phụ nữ có tư sắc, Tất nhiên nàng cũng phải là một người phụ nữ kiêu ngạo. Trước kia Trần Hiểu Văn đến khách sạn Sơn Thủy và tỏ ra rất si mê mình, điều này không khỏi làm cho nàng sinh ra cảm giác hư vinh. Nàng là một người lăn lộn thương trường, nàng cũng không ngại để mình và thư ký của chủ tịch Thạch Phát sinh vài vấn đề. Dù sao thì Trần Hiểu Văn chính là thư ký đứng hàng thứ hai ở tỉnh Sơn Nam, người này nắm rất nhiều tư chất trong tay. Bây giờ Trần Hiểu Văn tỏ ra lãnh đạm như vậy thật sự làm cho giám đốc Lý gia tăng ý chí chiến đấu. Nàng lắc vòng eo thon đi đến trước mặt Trần Hiểu Văn, lại dùng giọng cực kỳ mềm mại nói: "Chủ nhiệm Trần, ngài nói ra những lời thật sự làm cho người ta đau lòng, ngài có phải sợ nhân viên phục vụ của khách sạn gây ra ảnh hưởng không tốt không? Nếu như thật sự là như vậy, không bằng tôi sẽ chờ ở chỗ này, anh đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ chủ nhiệm Trần còn không tin vào ánh mắt của tôi sao?" Hai mắt của giám đốc Lý thật sự như móc câu, không khỏi làm cho trái tim của Trần Hiểu Văn liên tục rung động hắn nhìn dáng người căng cứng mịn màng của người phụ nữ trước mặt thế là không khỏi hít vào một hơi thật sâu sau đó lại lắc đầu nói diễm hồng cô đi mau lên tôi bây giờ là thân bất do kỳ thân bất do kỳ lý diễm hồng chợt sững sờ lúc này nàng giống như nghĩ đến cái gì đó nàng chỉ về phía gian phòng cách đó không xa rồi nói người kia trần hiểu văn không chờ lý diễm hồng nói xong hắn lên tiếng cắt ngang diễm hồng Cô biết là được, đừng nói ra bên ngoài, lãnh đạo của tôi rất an phận. Vâng, vâng, chủ nhiệm Trần cứ yên tâm, chúng tôi không những phục vụ hạng nhất, hơn nữa phương diện giữ bí mật cũng cực kỳ nghiêm khắc, những gì không biết sẽ tuyệt đối không biết, không nên nói sẽ tuyệt đối không nói. Lý Hạc Dương xem như đã biết thân phận của người trong phòng, nàng trầm giọng nói lời đảm bảo với Trần Hiểu Văn. Trần Hiểu Văn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, nhưng lòng hiếu kỳ của phụ nữ là rất mạnh lý diễm hồng đưa mắt nhìn khắp bốn phía sau đó khẽ hỏi lãnh đạo của anh hôm nay đến làm gì trần hiểu văn ngửi được mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người lý diễm hồng vô tình hắn có chút mơ hồ đặc biệt là khi nàng cúi người bộ ngực trắng ngần càng lộ ra khá rõ phong cảnh hiện ra trước mắt không khỏi làm cho trần hiểu văn đánh mất tính cảnh giác của mình trần hiểu văn dùng giọng khoe khoang nói đi đến đây ngoài chuyện dùng cơm thì cô thấy còn làm gì khác hơn được nữa ăn cơm chủ tịch thạch đến khách sạn chúng tôi dùng cơm lý diễm hồng dùng giọng không tin hỏi giọng điệu của nàng lúc đầu là rất lớn sau đó từ từ hạ xuống rõ ràng nàng cũng biết mình ở chỗ này có những lời không được nói lung tung trần hiểu văn lúc đầu cũng có chút hoảng sợ thế nhưng khi lý diễm hồng hạ thấp giọng xuống thì cảm thấy mình rất có thể diện hắn lén đưa mắt nhìn bộ ngực của nàng vài lượt lúc này mới dùng giọng thì thầm nói chủ tịch thạch đến dùng cơm các người cần phải làm tốt công tác mới được đúng rồi khách sạn sơn thủy muốn trở thành đơn vị tiếp đãi của tỉnh sơn nam chưa nói những thứ gì khác ít nhất thì phương diện giữ bí mật cũng phải mạnh mẽ mới được vâng chủ nhiệm trần nói đúng tôi sẽ về huấn luyện nhân viên thật nghiêm lý diễm hồng đồng ý một tiếng nàng phất tay cho nhân viên phục vụ đi chỗ khác sau đó mới khẽ nói chủ tịch ăn cơm một mình sao không phải có người cùng ăn với chủ tịch Trần Hiểu Văn rất hưởng thụ cảm giác to nhỏ với Lý Diễm Hồng, vì vậy lúc này cũng không quá kín miệng. Tôi nhớ trong phòng chỉ có một mình chủ tịch. Lý Diễm Hồng nói bằng giọng điệu cực kỳ khẳng định, nàng nói xong thì chợt cắn môi, sau đó dùng giọng không thể tin nói. Không phải chủ tịch đang chờ người đấy chứ? Chủ tịch thạch thật sự đang chờ người. Trần Hiểu Văn nói ra hai chữ chờ người mà khẽ thở dài trong lòng. Tuy làm thư ký phải có thói quen chờ khách, thế nhưng bây giờ ngay cả Thạch Yên Quân cũng phải chờ đợi, điều này không khỏi làm cho Trần Hiểu Văn sinh ra cảm giác không thoải mái. Lý Diễm Hồng dù có chút suy đoán nhưng sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục của Trần Hiểu Văn thì trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ khác thường. Thế nhưng dù thế nào thì người có thể làm cho chủ tịch ngồi trong phòng chờ đợi cũng là một tồn tại mà nàng phải nhìn qua một lần mới được. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 68